Vào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1286, đại kết cục phần 26. Nhất định là tổng giám đốc Trang rồi. Lạp lạp đứng ở bên cạnh, hết sức phấn khởi. Chẳng lẽ, tối nay thi ngữ cũng vô cùng vui vẻ, không khỏi bật cười lên rồi nói, tổng giám đốc Trang đã phát hiện nhà mình thiếu mất một cái gối nên mới nhầm vào người nào đó để đòi. Này, Đường khả hình thật sự là bất đắc dĩ dậm chân dứt khoát nhìn về phía thi ngữ, trực tiếp cào nhau nói, các cô cứ tiếp tục đùa giỡn tôi như vậy, thật sự không muốn tôi kết hôn có phải hay không? Điều đó có khả năng sao? Cô luôn kêu trời than đất chuyện phải kết hôn, mọi người trên toàn thế giới đều biết cả, cô không lấy chồng là không có được. Tịnh kỳ trực tiếp đem chiếc di động đưa cho đường khả hình, cô hãy cứ nhanh chóng nghe điện thoại đi, người đang chờ ở bên kia có thể có việc gấp, không chừng nếu cô không nghe thì người đó thật sự sẽ hỏi cô để đòi lại gối. Audio điện tử võ tấn bền Mọi người lại được một trận cười nữa, thi ngữ vội vàng đẩy hết mọi người đi ra ngoài, Dĩnh Hồng đứng ở bên cạnh, cũng chẳng hề hiểu tình huống này cho lắm, vội vàng cười rộ lên, chào ôi. Phu nhân tưởng căn dặn tôi hầm canh trần bì trăm năm cùng vỏ đậu xanh, tại sao còn chưa thấy mang vào chứ? Còn chưa ăn canh đậu xanh, đợi một lát có thể nhanh chóng tràn ra tất cả ngọt ngào hai tay tịnh kỳ kéo mạnh bả vai của dĩnh hồng đem cô vừa cười vừa nói đẩy ra rồi nói hãy cứ để cho bọn họ nói chuyện thật tốt đi không chừng có người nửa đêm không ngủ được lại đi gõ cửa phòng ai đó thì sẽ không tốt cửa ầm một tiếng rồi đóng lại tiếng cười bên ngoài vẫn còn từ từ truyền đến đường khả hình thật sự là vô cùng bất đắc dĩ cầm chiếc di động nhìn đám người này từ từ đi hết ra ngoài hết sức mất thể diện ném xuống nền nhà cô nặng nề thở dài, mặc dù trong lòng ngọt ngào như mật, nhưng vẫn không chút khách khí cầm di động lên, hơi cao giọng nói, lúc này anh gọi điện thoại tới làm gì? Làm hại người ta bị mọi người chê cười, anh đừng tưởng rằng như vậy thì em sẽ tùy tiện tha thứ cho anh. Tô Thủy Kỳ cầm di động, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay lập tức khẩn trương hỏi anh. Anh đã làm sai chuyện gì sao? Hai mắt đường khả hình mở to trừng trừng, cơ thể cô trong nháy mắt cứng ngắc lại, nhất thời khuôn mặt ngượng ngùng, lúc này cô mới cúi đầu nhìn rõ trên màn hình điện thoại lại là tô thủy kỳ gọi tới bản thân cô bị tịnh kỳ đùa bớn cô thật thật là đầu tiên là cô nặng nề thở một hơi thật sâu sau đó mới nở nụ cười áy náy vội vàng trả lời tô thủy kỳ à không có không có gì thật sự xin lỗi em đã nói linh tinh thật sự xin lỗi anh tô thủy kỳ khẽ mỉm cười nghe những âm thanh thả lỏng như vậy anh cũng chợt cảm thấy dễ chịu Nghe được giọng nói thả lỏng của em như vậy thật là tốt, trước đó liền không kém muốn đưa em mang ra ngoài hành tinh. Đường Khả Hinh nghe được những lời này của Tô Thủy Kỳ, nhớ tới lúc xảy ra chuyện, nhớ tới dáng vẻ đau lòng của anh, cô hơi đau lòng cười nói cảm ơn anh. Tô Thủy Kỳ, Tô Thủy Kỳ nắm di động, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ sát đất, mây đen đang dần dần tản đi, mặt trăng từ từ hơi tỏa ra ánh sáng mềm mại, khuôn mặt anh lộ ra nụ cười dịu dàng xúc động nói, Khả Hinh. Tối nay em thật đẹp, anh gần như có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc nhanh chóng tỏa ra tia sáng lấp lánh của em. Anh chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn, như vậy cũng đã cảm thấy hạnh phúc, cho nên em vẫn phải luôn luôn hạnh phúc. Anh sẽ mãi mãi ở cạnh bên em, để giữ gìn lau chùi những hình ảnh lúc đầu chúng ta mới quen biết kia, em là một ngôi sao sáng lấp lánh nhất trong cuộc đời của anh. Điều này tựa như thể là lời tuyên bố, hơn nữa thậm chí đó là lời tuyên bố bất diệt. Đường Khả Hinh nắm chặt di động đôi mắt thông suốt cảm động đến mức không nói lên lời khả hinh tô thủy kỳ cầm di động lần nữa thật lòng nói hôn lễ chị gái anh sẽ thật tâm tổ chức em yên tâm đến lúc đó em nhất định có thể rất hạnh phúc xuất giá anh sẽ ở bên cạnh cùng em bảo vệ em đi lên thảm đỏ nhìn em đi vào lễ đường kết hôn anh sẽ cùng cha em giống như người nhà của em vậy căng thẳng đến gần nghẹt thở liền sau đó đọc tuyên bố trong hôn lễ của em để cùng em chúng ta cùng nhau rơi lệ nước mắt cô không khỏi trượt rơi xuống đường khả hinh nắm di động cúi đầu xuống khóc không thành tiếng đừng khóc tô thủy kỳ tựa như đứng ở trước mặt cô gái này chậm rãi đưa tay ra nhẹ thay lau đi nước mắt trên mặt cô rồi cứ như vậy thâm tình yếu ớt nói muốn ôm ấp sự mong đợi nhất trong tim đi về phía lễ đường hạnh phúc bởi vì em như vậy đáng giá được cả toàn thế giới chúc phúc trong lúc em được gả làm vợ anh sẽ ôm em thật thắm thiết ôm cô gái mà trong cuộc đời anh thích nhất xem có thể hay không hẹn trước duyên phận ở kiếp sau cả người đường khả hình khóc lóc run rẩy nước mắt lăn xuống dọc theo giữa các ngón tay tô thủy kỳ cầm di động cũng hơi cúi đầu run rẩy khóc thổn thức có lẽ anh nghe được tiếng khóc im lặng nghẹn ngào của cô gái này thật xin lỗi tô thủy kỳ kiếp sau em vẫn không có cách nào cùng anh ở chung một chỗ được anh cắn nhẹ hàm răng nắm chặt di động cố nén sự đau đớn mất mát hơi ngửa mặt lên nhắm hai mắt lại mặc cho nước mắt dọc theo gương mặt lăn dài nếu như kiếp này kiếp sau vẫn không được, có thể hay không để cho anh hóa thành một cơn gió ở trong thế giới của em, một áng mây hay chỉ là bọt biển của hạnh phúc. Anh nguyện ý vì em hạnh phúc mà tan vỡ trong thế giới của em. Trong thực tế, chúng ta vẫn luôn ra sức khát vọng về một tình yêu rất rất xa vời, tựa như ngoài tầm với. Đó chính là tình yêu sâu sắc nhất, vô hạn nhất, mạnh mẽ nhất. Thật ra thì tình yêu chân thành, chỉ đơn thuần là được đi bên cạnh mà thôi. Phòng tổng thống Trang Hạo Nhiên đứng ở trước cửa sổ sát đất, cầm chiếc di động, bấm số điện thoại của đường Khả Hinh, nghe được bên kia truyền tới tín hiệu âm thanh báo bận. Sắc mặt anh hơi thu lại, tựa như có thể cảm giác được vị hôn thê ở bên kia đang thương tâm sùi sụt khóc, và trong một thế giới khác người đàn ông thâm tình bên kia đang rơi lệ ngắm nhìn tha thiết. Anh sâu sắc hiểu được loại cảm giác này, loại mất mắt này. Anh dần dần rũ tay xuống, đôi mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt cùng đau lòng, nhìn về phía ngôi sao rất xa kia, thở một hơi nặng nề. Bên ngoài truyền đến một cơn ho khan. Trang hạo nhiên trầm mặc hơi xoay người, theo bản năng lắng nghe âm thanh này. Quả nhiên, tiếng ho khan một lần nữa từng đợt từng đợt truyền tới. Ngay lập tức Trang hạo nhiên hơi căng thẳng xoay người, đi ra khỏi phòng. Anh nghe thấy tiếng ho khan từ thư phòng truyền tới, lập tức bước tới trước cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái, mới quan tâm gọi, cha. Tiếng ho khan kèm theo tiếng thở hổn hển nặng nề, một lát sau người ở bên trong mới lên tiếng đáp lại, vào đi. Trang hạo nhiên đẩy cửa đi vào bên trong, nhìn về phía cha mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh đậm ngồi ở trước bàn đọc sách. Sắc mặt ông hơi có vẻ tiêu tụy mệt mỏi, đeo đôi kính gọng đen, đối diện với bóng đèn bàn yếu ớt, đang cúi đầu nhìn về phía văn kiện trước mặt, vừa xem vừa ho khan chừng mấy tiếng. Anh vội vàng chạy tới, hết sức lo lắng hỏi cha. Bệnh ho khan của cha lại tái phát sao? Làm sao cha lại không gọi bác sĩ? không có gì đáng ngại tối nay gió mạnh lên có chút dữ dội trang tính vỗ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía con trai cũng chỉ mặc áo phông ngắn tay màu trắng ngắn cùng quần ở nhà màu trắng mặt ông hơi có vẻ quan tâm trời lạnh như thế này con thế nào lại mặc áo ngắn tay nếu để cho gì tưởng của con nhìn thấy lại muốn mắng con suốt ngày cậy giữ được cơ thể cường tráng không biết quý trọng bản thân mình trang hạo nhiên nghe xong chẳng qua chỉ lặng lẽ cười một tiếng đi tới cạnh ghế sofa cầm lên áo khoác nhung màu xanh đậm, chậm rãi đi tới phía sau cha, vì ông mà choàng lên. Trang tính vũ hơi dừng động tác lại, từ từ ngẩng đầu lên, tăng hắng mấy tiếng nhìn về phía con trai. Trang hạo nhiên không lên tiếng, chẳng qua chỉ đưa tay ra chậm rãi vỗ mấy cái vào phía sau vai cha, thậm chí còn xuôi xuống dọc theo sống lưng của ông rồi mới nói. Ngài mới phải chiếu cố mình thật tốt, không được muốn nghỉ hưu. Xúc sinh, trang tính vũ lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nhìn con trai con nói chân thành trang hạo nhiên tiếp tục xuôi dọc theo đằng sau tấm lưng của cha nhàn nhạt nói cha là một ngọn núi lớn phía sau thế giới của con con không có nghĩ qua chuyện người sẽ già cha luôn luôn muốn mình khỏe mạnh như bây giờ để đi tiếp như vậy con mới có thể có thêm dũng cảm để tiến về phía trước cả đời này con rất quý trọng cha cho con cái tên trang hạo nhiên bởi vì một cách tự nhiên cha và con gắn bó với nhau chặt chẽ nhất chỉ cần con nhớ tới ba chữ, Trang Hảo Nhiên, này con liền thấy tự hào thật sâu sắc, với tư cách là con trai của cha, con thật sâu sắc tự hào. Trang tính vũ im lặng không lên tiếng, ông hơi cúi đầu thấy cái bóng của con trai ngả xuống văn kiện đối diện trước mặt. Đôi mắt ông thâm thúy, kiềm chế ẩn nhẫn một hồi lâu rồi mới khôi phục được trạng thái của âm thanh rồi nói tốt lắm. Không nên ở chỗ này khua môi múa mép, về sớm nghỉ ngơi một chút, con cũng sắp sửa cử hành hôn lễ rồi, một đống chuyện lớn cần có con để quyết định còn nữa mai vẫn còn một vòng quan trọng mới của hội nghị khách sạn dưới nước cần khai mạc con hãy biểu hiện tốt một chút trang hạo nhiên nhìn thật sâu về phía bóng lưng của cha đôi mắt anh nhấp nháy ánh nước nhưng vẫn nhàn nhạt cười một tiếng rồi mới nói được vậy con đi nghỉ trước biết cha ho khan không thích uống thuốc nhưng nếu có chuyện gì thì cha cứ gọi con con biết cha muốn mẹ lý có thể nghỉ ngơi nhiều hơn ừ trang tính vũ lạnh lùng trả lời Trang Hạo Nhiên trầm mặc bước đi ra ngoài, sau đó vì cha nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, thời điểm khép cánh cửa lại anh nhẹ nhàng buông một câu nói. "Cha, con yêu cha." Trang Tĩnh Vũ dừng động tác lại, vốn là có thể đè nén lại ở trong lòng, nghe được những lời này của con trai, ông không thể kìm hãm được cúi đầu rơi lệ. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Trong lúc Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi vào phòng của mình, đối diện với sự yên tĩnh tràn khắp cả căn phòng tĩnh anh hồi tưởng lại thời gian mình vào tù kia thu hoạch được vô số tình cảm của mọi người đôi mắt anh lấp lánh ánh nước mỉm cười từng bước đi tới sao bên cạnh ngược lại sao của mình nằm một cái anh chậm rãi mở hai mắt ra mệt mỏi nhìn về trần nhà phía trước mặt đang càng ngày càng xoay tròn tâm tư căng thẳng một ngày liền rốt cuộc cũng có thể nặng nề thở nhẹ nhõm thời điểm khi cơ thể giải tỏa mệt mỏi kia anh lập tức cứ như vậy chậm rãi chìm vào giấc ngủ có lẽ anh đã phải gánh vác quá nhiều anh đã quá mệt mỏi. Dần dần theo thời gian, những cơn gió thu thổi càng ngày càng dữ dội, căn phòng càng ngày càng lạnh. Trang hạo nhiên nằm ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cơ thể cảm thấy có chút lạnh lẽo, anh liền chậm rãi mở mắt ra, muốn kéo qua một chút chăn mỏng. Nhưng ở trong không gian thấy u ám một cách khó hiểu, anh nhìn thấy một người đàn bà mặc váy trắng dài, khuôn mặt mờ ảo trong mái tóc dài xóa tung, tựa như đang chậm rãi chừng chừng đôi mắt dữ tợn hướng về phía mình anh bị hù dọa hét to một tiếng, vội vội vàng vàng vươn tay bật đèn bàn lên, quát, ai? Trên người N, N Nguyệt Dung mặc chiếc váy ngủ hoàng gia bằng si phông, mái tóc xoăn kiểu quý tộc xóa xuống, khuôn mặt bà nhạt nhòa đầy nước mắt, hết sức ngạc nhiên nhìn về phía vẻ mặt con trai đang khiếp sợ. Bà vội vàng lôi khăn tay ra, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào quan tâm hỏi con trai. Con thấy thế nào rồi? Gặp ác mộng sao? Cơ thể trang hạo nhiên cứng đờ, hai mắt trợn to, nửa mạng treo lên cao, Nhìn về phía mẹ mình đang khóc bộ dáng như hoa lê ướt mưa. Anh thật sự là bị mẹ hù dọa đến choáng váng, đặt mạnh tay lên ngực mình rồi trực tiếp bất đắc dĩ kêu lên, "Ôi chao, mẹ. Mẹ như vậy làm hù chết người, dọa chết người đó. Nửa đêm khuya khoát thế này sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi?" Ân Nguyệt Dung dẹt miệng ra, rơi nước mắt nhìn dáng vẻ của con trai, lại tiếp tục kích động nghẹn ngào nói, "Mẹ có chút không thể tưởng tượng nổi con đã thật sự trở về, thật sự rời khỏi nhà tù." lúc mẹ vừa mới trở về liền ngủ thiếp đi cho rằng mình chỉ đang ở trong một giấc mộng liền vội vàng đi vào đây xem một chút nhìn một chút xem con có hay không vẫn còn ở đây mẹ thiếu chút nữa thậm chí đem chính bắp đùi của mình véo nát sắc mặt trang hạo nhiên hơi thu lại đôi mắt hơi lộ ra một chút đau lòng nhìn về phía mẹ mình hu 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 tôi không phải đang nằm mơ con trai của tôi đã trở lại ân nguyệt dung nói xong đột nhiên bà đem con trai ôm thật chặt vào trong lòng khóc lóc nói, "Cục cưng, mẹ sau này sẽ không bao giờ mắng con nữa. Sau này con đều phải ngồi lên bàn ăn cơm, con phải sống thật tốt, có bất cứ chuyện gì, mẹ sẽ đứng ra chịu đựng. Con đều không biết rằng mẹ yêu con biết bao nhiêu. Lần đầu tiên khi mẹ nhìn thấy con, nhìn thấy bảo bối này có ánh mắt sáng ngời, lỗ mũi thật cao, hai tay nắm chặt, lúc khóc con lên, âm thanh vang rội sáng chói, như vậy thật là đáng yêu." Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra nụ cười xúc động bất đắc dĩ chậm rãi đưa tay ra, cũng nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, mẹ. Không nên tổng hợp một số thứ lại, những lời này tựa như con không phải con ruột mẹ vậy, mỗi lần nghe con đều sẽ đau lòng, một loại đau đớn rất mất mát, rất khó chịu. Ân Nguyệt Dung nghe những lời này, trong khoảnh khắc bà dẫy ruộng ra khỏi cái ôm, rơi nước mắt nhìn về phía con trai rồi nói có thật không? Đương nhiên là thật, Trang Hạo Nhiên chậm rãi đưa tay ra, vì mẹ anh nhẹ nhàng lau nước mắt của bà rồi thật lòng nói, ai cũng nói con có dáng vẻ đẹp trai, ai cũng nói con giống mẹ. Mẹ một mực nhấn mạnh, không phải là để cho con cảm thấy rất thương tâm sao? Ngay cả ông bà ngoại cũng nói, con cùng với mẹ có dáng vẻ giống nhau như đúc. Ân Nguyệt Dung nghe những lời này của con trai, nước mắt từng viên từng viên rơi xuống. Được rồi, mẹ đừng khóc, Trang Hạo Nhiên đau lòng vươn tay ra ôm mẹ vào trong lòng, nói an ủi, con đã trở về, sau này con sẽ không đi đâu hết, một mực ở bên cạnh cha mẹ được chứ. Ân Nguyệt Dung nghe con trai nói đến đây, bà mới thoáng cảm giác thấy giấc mộng này có chút chân thực. Bà vừa sụt xịt nước mắt nước mũi, vừa nghẹn ngào nói, mẹ biết con đã trở về. Đây không phải là giấc mộng, con thật sự đã trở về. Vậy, lâm sở nhai cùng vị lưu tiểu thư kia mang thai, cũng là sự thật. ầm, um, uhm, chiêng trống vang trời. Trang hạo nhiên nghe mẹ nói xong, ngay lập tức cơ thể anh cứng ngắc lại, đằng sau ót lại bị thượng đế nặng nề đánh cho một phát chảo, Đầu đau còn hơn cả nổ tung. Chương 1287, đại kết cục 27. Sáng sớm, sương mù tràn ngập, xa xa tiếng chuông xuyên qua màn sương mù dày đặc truyền đến, dường như thanh âm này đánh thức những sinh linh nhỏ bé hay những linh hồn đang còn ngủ say. Mùa thu luôn luôn là một trong bốn mùa lãng mạn nhất, từ thái chính nồng kết hoa, còn chưa kịp tạ lễ, đã bắt đầu tranh phân đoạt diễm đầy khắp núi đồi Tây Dương, mà đến cả lan hồ điệp, hoa phù dung, hoa anh thảo cũng đua nhau nở dựa vào núi thủy thi công dựng lên hào trẻ cao nhất, khắp nơi dệt kết, hồng ti thẳng, tượng trưng, hôn lễ tức, hôn lễ, đèn đồng đen. Lúc này theo thời gian trôi qua từng chút một, đoàn xe thần bí mà long trọng, chậm rãi lái về phía đường lớn Phượng Hoàng, dẫn đầu là nữ tử tay cầm hộp nhung màu đỏ, mặt trên được che phủ mảnh vài màu tím. Tỉnh kỳ tức khắc dẫn mọi người nhanh chóng triển khai rào chắn trước cửa lớn của đường ra, hơn 10 nữ giúp việc mặc đồng phục váy ngắn màu đen, nhanh chóng đi ra xe con, phân đứng ở hai bên cánh cửa sắt, thập phần tôn kính chờ đợi, bầu không khí nồng đậm mà thần thánh từ từ tản mạn ra. Cây rừng trùng điệp xanh mướt. Bên trong phòng ngủ, giường quý phi, màu tím để mỗi bản thư tịch rượu nho, đồ cổ án trước đài nước trà đã kiền, nhưng vẫn là tràn ngập hương khí hơ hoa nhài phiêu phiêu trong không khí, thỉnh thoảng một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, kéo cửa sổ sát đất ôn nhu lung lung lay lay, nằm ở trên người, cô rõ ràng cảm thấy bầu không khí nồng đậm này, chậm rãi mở hai tròng mắt mông lung, lại nhìn thấy một đoàn xương mù màu trắng dày đặc, hai trong mắt cô lại nhẹ chấp chấp, rốt cuộc nhìn thấy thi ngữ đang cúi người mỉm cười. Đối với mình ôn nhu nói, tiểu thư, nên dậy thôi, giờ lành dâng hương sắp tới rồi. Đường khả hình thật sâu nhìn về phía cô, mỉm cười. Đường ra lúc này bắt đầu bận bận rộn rộn, theo đường khả hình rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo, 3 giờ sáng Tô Linh đã phái tới 8 nữ đầu bếp làm thức ăn chay, bắt đầu bận rộn ở phòng bếp, nhao nhao đem, Phật thủ Tô, hồng hoa lê, bánh hương đàn, phượng hoàng tô cùng đĩa đôi bầy thành hình đỉnh tháp, được người bỏ vào mỗi hộp gỗ khắc ngạo mai hồng, lại cẩn thận từng ly từng tí triển khai bày trên bàn vuông ở giữa hoa viên, mà dĩnh hồng dẫn ba người hầu đem bầy sợi tơ vàng của hoàng thất ra ngoài phòng. Xếp thành hình dạng thập phần đẹp mắt, mà tiên nhi cùng lạp lạp thì mỗi người ôm lấy một lọ dầu vừng thượng hạng cũng xếp chỉnh tề đặt ở giữa hoa viên, mệt được thở dốc. Đường khả hình mặc váy dài tơ tầm màu tuyết lam, vén búi tóc nhỏ thập phần tinh xảo, mang theo bao tay màu trắng, mặt bộc lộ thần sắc ngạc nhiên, dùng xong trai thái sớm một chút, hỏi qua phụ mẫu thân vẫn còn đang nghỉ ngơi, lúc này mới dọc theo hoa viên rộng lớn đi vào bên trong phòng khách, thấy bầu không khí hoa viên một mảnh náo nhiệt, cô cũng có chút bị sợ, lúc này mới nhớ tới đêm qua phụ thân đã nói, hai nhà tưởng trang dâng hương là việc đại sự nhất gia tộc, đây càng là tượng trưng cho thân phận. Dì Chu lấy tư cách là người lớn tuổi nhất trong mọi người, Tô Linh cắt cử gì tần trước không nhậm chức, bà tạm thời nắm quyền, lập tức mỉm cười đi về phía Đường Khả Hinh Tôn Kính nói: Đường tiểu thư, giờ lành dâng hương sắp tới, ngài chuẩn bị cho tốt, chúng ta sẽ lên đường. Nói cho hết lời, người hầu hai nhà tưởng trang lập tức thập phần tôn kính có lễ hơi cúi người về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đội ngũ người hầu chỉnh tề đứng ở ngoài cửa viện, khí tức cuồn cuộn mênh mông như vậy, cô liền khẽ gật đầu chiếc xe Rolls Royce màu đen chậm rãi lái tới tài xế lập tức mở cửa xe phía sau cho Đường Khả Hinh Thi Ngữ tự mình nâng cô ngồi vào trong xe mà người hầu thì nhanh chóng đem các loại tiến phẩm cầm lên xe sau vì Tô Linh cho rằng Đường Khả Hinh hiện chưa là người cùng một nhà với Tưởng Trang cho nên tự bị kinh quả dầu vừng tơ lụa cống phẩm thượng hạng tượng trưng cho thân phận của cô lạp lạp cùng Tiên Nhi sau khi chuyển xong dầu vừng thói quen nghĩ muốn chen lên xe Thi Ngữ chừng mắt bộ dáng các cô buồn thiêu đành phải ngồi xe sau đi theo. Đường khả hình cùng thi ngữ, còn có gì chu ngồi ở trong xe, nhìn về phía hai người bọn họ người kìm lòng không được cười. Ron Roy chậm rãi chạy ra khỏi đường lớn Phượng Hoàng, hướng về phía trung tâm náo nhiệt chạy tới, hoàng pháp tự ở điểm sơn cảnh cao nhất toàn thành phố, do so tiên hồ vần quanh, nghe nói lúc ở đỉnh tháp chúng ta có thể nhìn thấy Phật quang thần kỳ, hoàng pháp tự vì vậy mà nổi tiếng toàn quốc, hương hỏa vẫn đang thịnh. Đường khả hình ngồi ở ghế sau, nhìn về phía xe cộ chạy qua nội thành phồn vinh xa hoa, rồi lại dần hướng về phía con đường hẻo lánh nhiều thực vật ở ngoại thành chạy tới. Nghe nói chuyến đi này là vì cầu phúc cho hôn sự của mình cùng Trang Hạo Nhiên. Nghĩ tới đây, lòng của cô dường như nhưỡng mật, ngọt ngào cười rộ lên, cô chậm rãi cúi đầu nhìn về phía hộp nhung được che phủ bằng tấm vải màu tím sậm trong tay mình. Đó là thiếu nữ vừa dẫn đầu đưa cho mình, ánh mắt của cô một mị, muốn vươn tay, lật tấm vải để nhìn xem bên trong là cái gì. 3. Có người vươn tay, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Thi Ngữ cố ý nhịn cười, trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn về phía bộ dáng này của cô, chỉ đành lấy lòng cười, lại đành phải quy quy củ củ ôm hộp nhung này, lúc nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ hai vị chủ tịch phu nhân không biết đã tới chưa. Tiên mật hồ bắt đầu được bảo vệ nghiêm ngặt, vô số vệ sĩ san sát trong đó, mang theo tai nghe nhìn ra khắp nơi vì hôm nay người phát ngôn hoàn cầu xác thực công bố tổng giám đốc trang cùng thiên kim của đường chủ tịch sắp sửa cử hành hôn lễ thế kỷ tối long trọng kiểu Trung Quốc. Sáng sớm lúc 7 giờ 15 phút vô số ký giả đã lấy được tin tức này, chia ra các tuyến đường hùng dũng chạy tới trước cửa, thậm chí có một ít ký giả đã nhận được tin tức, nói tưởng phu nhân cùng trang phu nhân sắp sửa đến Hoàng Pháp tự vì muốn hôn lễ của hai người tiến hành thuận lợi mà cầu phúc. Nhiều ký giả đã tụ tập ở bên ngoài rào chắn tiên mật hồ của cảnh vệ, nhao nhao nhìn ra xa chụp ảnh quả nhiên không bao lâu sau đoàn xe theo đoạn đường trung tâm phồn hoa thong thả chạy tới trước tiên mật hồ vì chưa tới canh giờ cho nên không thấy tăng lữ vô số người trong gia tộc tưởng trang bao gồm tưởng văn phong và mọi người ở bên trong toàn bộ nhao nhao xuống xe hôm nay các phận bối thấp hơn tưởng thiên lỗi trở xuống lúc này đều phải tham dự nghi thức cầu phúc vô số người hầu đã bắt đầu nhao nhao đem các loại cống phẩm tinh xảo nhất dầu vừng gấm hoàng kim tơ lụa thượng hạng nhanh chóng chuyển xuống xe chúng ký giả nhìn tình thế này, nhao nhao chụp ảnh. Diệp Mạn Nghi cùng ân Nguyệt Dung, đệ nhất phu nhân của hai gia tộc, được quản gia cùng người hầu nâng đỡ xuống, chậm rãi đi xuống xe, mà chiếc xe Rolls Royce của đường Khả Hinh đã ở giữa chúng ký giả lóe ra ánh đèn, chạy đến trước sân cảnh tiên mật hồ, Dĩnh Hồng cùng tịnh kỳ nhanh chóng đi lên phía trước, tôn kính lễ độ mở cửa xe, thì ngữ trước một bước đi đến, lại chậm rãi nâng đường Khả Hinh ôn nhu xinh đẹp động lòng người. Tưởng Văn Phong đứng ở giữa đám người trong gia tộc, nhìn thấy bóng hình ôn nhu xinh đẹp kia của Đường Khả Hinh, hai mắt của anh sáng ngời, trong nháy mắt ôn nhu mà thần bí cười. Đường Khả Hinh nhiệt liệt đứng ở giữa tiên nắng ban mai, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tiên hồ phương xa, còn có bảo tháp phiêu giật lung linh cao nhất. Cô khẽ cười, trước đúng mức có lễ độ đi tới trước mặt Diệp Mạn nghi cùng Ân Nguyệt Dung, hơi gật đầu chào hỏi, sau lại liếc mắt nhìn đám người chung quanh, hỏi Ân thế nào không thấy Tuyết Nhi, còn có chị Trang. Đúng vậy, ân Nguyệt Dung cũng kỳ quái nhìn ra phía trước, cũng nhẹ kêu lên, ngải lâm đâu. Lời vừa mới dứt phía trước chậm rãi lái tới một chiếc Rolls Royce màu xanh ngọc, chiếc xe trí tôn kia dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng kim loại thập phần khí phách. Không bao lâu sau cửa xe chậm rãi mở ra, Trang Ngải Lâm lập tức đi xuống xe, mặc tiểu tây trang màu đen bó sát người đang rất lưu hành tại Paris năm nay, đi đôi giày cao gót màu đen 12 cm, Đầu mang mũ dạ màu đen cực lớn, mặt bộc lộ biểu tình thập phần bất đắc dĩ cùng cực độ buồn chán, được người hầu đưa tới đôi găng tay màu đen mang lên. Phốc, mọi người nhìn thấy bộ dáng này của cô, tất cả đều khiếp sợ mở to mắt, nhất là Diệp Mạn Nghi người thành tâm lễ Phật, bà đầu tiên là không khách khí liếc mắt chừng ân nguyệt dung một cái, lúc này mới nhìn về phía Trang Ngải Lâm đang dần dần đến, bất đắc dĩ nói, "Gì nói Ngải Lâm? Cháu đây là tới tảo mộ hay là dâng hương a?" Ân Nguyệt Dung cũng thật ngại mất thể diện nhìn về phía nữ nhi, tức giận không thể không đưa được cái nha đầu chết tiệt kia bỏ vào trong miệng nhai. Trang ngải lâm thoáng cái đem chiếc kính dâm màu đen cực lớn mang lên mặt, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, vẻ mặt thẳng thắn nói điều này có khác nhau sao? Thần không phải là sau khi chết mới được gọi là thần. Lời này có đạo lý. Diệp Mạn Nghi thật là vạn phần bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Ân Nguyệt Dung thì nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nữ nhi, nắm chặt nắm tay kêu lên, nhà đầu chết tiệt kia, hiện tại ít nhất cũng thành thần A. Vậy mẹ muốn con phải làm sao bây giờ? Trang Ngải Lâm thực sự thật là thập phần bất đắc dĩ nhìn về phía mẫu thân, giống như nữ lưu mân nói, ngài bảo con ăn mặc trắng trong thuần khiết chỉnh tề một chút. Nhưng y phục của con, nếu không phải là lộ lưng thì chính là lộ ngực, cũng chỉ có duy nhất cái lễ phục trắng trong thuần khiết này năm ngoái tham gia lễ tang hoàng thất, chỉnh tề nhất. Lúc đó nữ hoàng anh thiếu chút nữa đã trao giải cho con tán thưởng hết lời với con. Phốc, đường khả hình và mọi người không khỏi cúi đầu cười. Diệp Mạn Nghi thực sự không có cách nào với người này nói, cháu muốn xuyên thành như vậy cũng có thể. Đem mũ và kính dâm của cháu lấy xuống. Một hồi phơi, trang ngải lâm lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy điệp y giống như quỷ như vậy đứng ở cách đó không xa, cô tức khắc thu hồi sắc mặt, chậm mà bất đắc dĩ tháo mũ và kính dâm xuống, làm cho tuyệt thế dung nhan của mình bại lộ ở trước mặt mọi người, lẩm bẩm nói, nếu có Phật thật, còn cần cảnh sát làm cái gì? "Cháu nói cái gì?" Diệp Mạn Nghi lập khắc xoay người nhìn về phía Trang Ngải Lâm. "Không, không nói gì." Trang Ngải Lâm một bộ dáng buồn chán nói xong, lại ở lúc xoay người, nhìn thấy người phía trước kia, sắc mặt của cô thu lại. Chương 1288, đại kết cục 28. Tia nắng ban mai chậm chạp chiếu xuống, một chiếc xe con màu đen chạy nhanh đến rồi dần dần chậm dừng ở trước mặt mọi người. Bác dịch mặc t-shirt màu đen cùng quần thường, cất bước đi ra xe chỗ ngồi phía sau, thói quen lạnh lùng của anh, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mạn Nghi cùng ân Nguyệt Dung, còn là bộc lộ biểu tình khiêm tốn, tôn kính gật đầu, lại ở lúc xoay người đối mặt trang ngải lâm, hai tròng mắt của anh hơi ngưng, cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhìn. Trong nháy mắt trang ngải lâm xoay người, hai mắt một mị, nhìn chặt mẫu thân. Hai mắt ân Nguyệt Dung chợt lóe, tức khắc nhấc tay làm động tác đầu hàng, làm bộ thập phần vô tội nói, con không nên nhìn mẹ, lần này thật không liên quan tới mẹ. Là gì gọi cậu ấy tới? Diệp Mạn nghi nhàn nhạt, nhìn về phía Trang Ngải Lâm, nói thẳng, thời gian hôm nay gì qua đây cầu phúc, nhà chùa vốn tạm không tiếp đãi khách hành hương. Thế nhưng Nguyên Lai biết được bác dịch tiên sinh và lão phương trượng lại có quan hệ thân thiết giống như tình phụ tử. Hơn nữa nghe nói hôm nay cậu ấy muốn tới bái kiến chủ trì, gì liền để cậu ấy qua đây, cùng chúng ta đi vào. Mặt trang ngải lâm lập tức bộc lộ nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng không khách khí, lại không biết lửa khí này nên đối với người nào triệt. Bác dịch lại vào lúc này, mặt bộc lộ biểu tình xấu hổ, tôn kính đối diệp mạn nghi cùng ân nguyệt dung chậm thanh gật đầu nói, hai vị chủ tịch phu nhân, cháu không quấy rầy các người, cháu theo mọi người từ hậu viện đi vào, chúc các vị lễ Phật thuận lợi. Anh nói xong, liền một mình xoay người hướng trong đám người đi vào. Diệp mạn nghi nhìn bác dịch đứng trong đám người, lúc này bà mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía bộ dáng tức giận bất bình kia của Trang Ngải Lâm, liền lạnh nhạt nói, thu hồi bộ dáng vô lễ bất kính kia của cháu lại, vào núi lễ Phật, phải có thái độ thành kính khiêm tốn, mặc kệ tín ngưỡng của cháu thế nào, nếu như trên cái thế giới này không có một nơi có thể làm cho cháu tâm tình yên lặng, cháu làm thế nào để thấy rõ nội tâm của mình là nghĩ thế nào. Trong đám người nhiều là một ít nịnh hót cùng xôn xao chúng thủ người, nhất là thiên kim quý thể như cháu, Trang Ngải Lâm nghe lời này của thấy Diệp Mạn Nghi, sắc mặt lập tức hơi thu lại nhìn về phía bà. Diệp Mạn Nghi không có thời gian để ý tới cô, mà là xoay người ngẩng đầu, nhìn về phía sơn đạo kéo dài quấn quanh tối sâu thẳm nồng đậm kia, cuối cùng truyền đến một trận tiếng chuông thần thánh mà xa xưa, dường như trong nháy mắt là có thể đánh bại nhìn những phiền muộn trong lòng mỗi người, mang đến cảm giác thanh tỉnh cùng trùng sinh, nhưng vào lúc này tiếng tụng kinh niêm Phật của các tăng lữ, những lo lắng xa xa lại bất ngờ mà đến, người nghe đều trầm tĩnh yên lặng, trang nghiêm kính cẩn. Nhưng vào lúc này hai quản gia nhà tưởng trang tức khắc dẫn theo các người hầu phía sau, nhau nhau chuẩn bị các cống phẩm để mang vào trong chùa, còn có tơ lụa gấm bạch kim thượng hạng xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Mà vào giờ khắc này Diệp Mạn Nhi cùng Ân Nguyệt Dung cũng nhau nhau thu hồi vui đùa thần sắc có vẻ căng thẳng, đứng trên đường chuẩn bị vào núi Tiên Hồ, Thi Ngữ cũng nhận chỉ thị đỡ đường Khả Hinh đứng giữa trang ngải lâm và Tuyết Nhi sau đó tịnh kỳ lại đưa tới một nén hương. Đường khả hình chưa từng thấy qua một nén hương lớn như vậy, tâm tình có vẻ có vài phần khẩn trương thở dốc, chậm rãi vươn hai tay nắm chặt nén hương. Diệp mạn nghi chậm rãi xoay người, nhìn về phía đường khả hình điềm đạm mà mỉm cười hỏi, khả hình, thưa dịp này giờ lành chưa tới, gì hỏi hỏi con, biết vì sao thế nhân muốn vào chùa thắp hương không? Đường khả hình tay cầm nén hương, chậm mà không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía diệp mạn nghi. Diệp Mạn Nhi ở thời khắc tiếp nhận nén hương kia liền mỉm cười, cuối cùng yếu ớt nói, hương hỏa đại biểu cho một loại tín hiệu, là một loại thức phương thức có thể làm cho sở niệm suy nghĩ trong lòng người như được cứu rỗi, có thể buông ra. Thời cổ đại có xây dựng đài báo động phong hỏa khói, hôm nay có một chiếc lư hương, tượng trưng không ngừng truyền lại cùng kéo dài. Nhưng dâng hương kỳ thực còn có hàm nghĩa sâu xa khác, như một loại truy cứu trong đó, đó là năm phần pháp thân hương, tức là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát biết thấy hương, ngũ hương này có chung một hàm nghĩa, đều làm cho con người ta tự hạn chế, thanh tu, nhận rõ bản tâm chính mình, nhận thức thiện cùng ác. Chúng ta không chỉ có cần làm cho mình nhận rõ thiện ác, còn cần vì những thứ phạm sai lầm của người ấy, dạy họ nhận rõ thiện ác. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, giờ mới hiểu được ý tứ chuyến đi này của bà. Diệp Mạn Nghi mặt bộc lộ biểu tình cảm thán, yếu ớt nói, hết thảy tất cả, cuối cùng cũng đem cát bụi trở về với cát bụi. Sở dĩ người phạm sai lầm, nhất là những linh hồn ở trên trời, chúng ta đều phải khoan dung cùng tha thứ. Đường khả hình tay cầm nén hương, hai tròng mắt không khỏi rưng rưng, nhớ tới chính mình đi vào khách sạn Á Châu, trải qua rất nhiều biến cố, rốt cuộc tử thương bao nhiêu người. Nhất là như mạt, cô ấy có lẽ vẫn là người trong lòng tưởng thiên lỗi tiếc núi sâu sắc nhất cùng đau nhất. Diệp mạn nghi lại lo lắng xoay người, Đối Đường Khả Hinh nói: "Hôm nay để chúng ta hảo hảo mà siêu độ hơn 300 oan hồn đã chết đi kia, còn có những linh hồn thiện ác còn lưu lại trên trời, chúng ta nhất định phải mang tâm tình thành kính nhất." Cũng đi qua một loại phương thức tế điện như vậy, nhắc nhở tương lai làm người của chúng ta nên nghĩ lại cùng tự xét lại. Người trong gia tộc hai nhà Tưởng Trang nhao nhao gật đầu. "Đi thôi." Diệp Mạn nghi nhìn canh giờ đã đến, liền cùng Ân Nguyệt Dung dẫn đầu, dẫn mọi người cầm trong tay trường hương nhau nhau chậm rãi đi về phía trước, lúc này gió mát trận trận từ từ thổi tới, xa xôi núi rừng theo tia nắng ban mai xuất hiện, mây mù dường như cánh tiên tử, cuối cùng chậm rãi triển khai, trình hiện một mảnh tiên nắng chiếu xuống cảnh sắc xung quanh. Yên lặng như gương tiên hồ, lá rụng bay tán loạn, khói xanh duy mỹ quấn quanh, tựa hồ như tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành chậm rãi xuất hiện, thời khắc đó theo mọi người dâng hương tùy bước lên núi, linh hồn của nàng rốt cuộc vẫn hạ xuống tán ra tia nắng khắp núi rừng chùa được đặt ở đỉnh núi, do 121 bậc thang đến đỉnh, mà lúc này trong viện chúng lữ tăng người đã khoác cà sa, đứng ở cầu thang thứ hai, chủ trì tuổi chừng 70 người khoác cà sa bảo thạch hồng, đứng hướng chính Phật vị, hai tay thành kính tạo thành chữ thập, chờ đợi khách hành hương đến. Không bao lâu sau, một đám diệp mạn nghi cùng ân nguyệt dung liền hảo hảo đáng đáng lên núi dâng hương, hoạt động tế điện bắt đầu long trọng. Diệp Mạn Nhi cùng Ân Nguyệt Dung đầu tiên tiến điện dâng hương, đem nén hương đã được đốt cắm vào giữa kim đàn, đường khả hình cùng trang ngải lâm và mọi người cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào trong điện quỳ lại, mà thi ngữ cùng lạp lạp, tiên nhi và những người khác không được nhập điện, liền chờ ở ngoài điện, lạp lạp tại thời khắc trang trọng cùng nghiêm túc này, cô ngẩng đầu liếc nhìn đám người chung quanh, liền hết sức tò mò nhìn về phía thi ngữ, thấp giọng hỏi chị thi ngữ, xin hỏi một chút, vì sao ngày hôm nay tế điện lớn như vậy? Tổng giám đốc trang và tổng giám đốc tưởng không thấy đến. Thi ngữ ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phía trước một cái, lúc này mới hơi hạ giọng nói, phu nhân luôn luôn coi trọng lễ Phật, thủ giới luật, nhưng siêu độ bậc này, nguyên bản chính là siêu sinh tử, cộng phi ngạn, do, duyên người, tự mình quy lại, nhưng đây là bản án của mấy mười năm trước liên lụy đến bây giờ, tổng giám đốc tưởng và tổng giám đốc trang thân phận tôn quý, phu nhân tự nhiên rất thương bọn họ nên tự mình đến đây, trước không nói hai vị tổng giám đốc, các tiểu thư cùng thiên kim, bao gồm đường tiểu thư nhà chúng ta, đều phải canh giữ ở bên ngoài chỉ có hai phu nhân cùng phương trượng ở trong điện chỉ làm nghi thức quỳ lạy lạp lạp nghe lời này liền hiểu rõ chủ trì ở sau nghi thức quỳ lạy của chúng khách hành hương liền cầm lên nước thánh thì thào nói nhỏ lại từ từ hướng trên đầu các cô tưới lúc đi qua bên người trang ngải lâm thì tưới nhiều hơn một chút cô thoáng cái nhắm mắt lại mặt lại bắt đầu run run dày dày rất không thoải mái so với lúc trước mới lên núi cô còn là hơi hiển mấy phần yên lặng nặng nề thở hồn hền một hơi giữa lúc cô đang buồn chán, cư nhiên nhìn thấy bác dịch đứng ở bên cạnh tượng Phật, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía mình. Trang ngải lâm mắt một mị nhìn anh, cô nhanh miệng niệm, người này bình thường là người có thể giết châu mổ bò, ăn gan ngỗng mắt cá bao tử heo, người đến rau dại cũng không buông tha, cư nhiên cũng dám chạy vào nơi thần thánh này, còn đứng bên cạnh tượng Phật. Anh ta đáng lẽ nên bị năm ngựa xé xác mới phải. Lời này vừa ra, chén nước thánh trong tay phương trưởng cư nhiên phịch một tiếng, rơi đổ trên sàn nhà bóng loáng, khuôn mặt ông lập tức bộc lộ thần sắc kinh hãi, Diệp Mạn Nghi lập tức ngẩng đầu, mặt bộc lộ biểu tình uy nghiêm, quét ngang qua đám người trẻ tuổi, muốn nhìn xem ai ở trước mặt thần linh ăn nói độc mồm độc miệng như vậy. Trang Ngải Lâm tức khắc cúi đầu, làm bộ thái độ thả lỏng khoan dung. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ thần sắc kinh hãi, nhìn về phía chén nước thánh vừa mới rơi ở trước mặt của mình, lòng của cô phanh nhảy lên. Sẽ không phải có chuyện gì sắp xảy ra chứ? Cô vội vã cúi đầu thấp trước Phật tổ niệm, con phải lập gia đình. Con phải lập gia đình, 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 con phải lập gia đình. Lập gia đình. Tưởng Văn Phong quỳ ngay bên cạnh cống phẩm, tay hái một quả lại một quả anh đào cùng nho đến ăn, đang thoải mái sảng khoái ăn, nhìn thấy hai vị phu nhân cùng nhau quay đầu lại, anh tức khắc ho hai tiếng, vội vã quy quy củ củ. Diệp Mạn nghi nhìn đám người tuổi trẻ từ trong ra ngoài, trừ Đường Khả Hinh bên ngoài hơi có điểm thành kính. Bà nặng nề thở dốc một cái, lại mời Phương Trưởng tiếp tục vì mọi người phất xong nước thánh, liền để đám người hầu đem những người này bắn ra xa. Bác Dịch bất đắc dĩ mỉm cười liếc mắt nhìn Trang Ngải Lâm một cái, lúc này anh mới bất đắc dĩ mà chậm xoay người, đi về phía nơi ở của lão Phương Trưởng, ai biết trải qua thanh tu thánh địa kia, lúc sắp sửa rảo bước tiến lên cầu thang, cư nhiên vào lúc này có một tiểu hòa thượng đứng ở bên ngoài cầu thang, hai tay hợp thập đối Bác Dịch nói: "Thí chủ, lão Phương Trưởng hôm nay thân thể khó chịu." tạm không tiếp khách, ngài chỉ bảo tôi nói lại câu này cho thí chủ. Bác dịch hơi giật mình nhìn về phía tiểu hòa thượng. Lão phương trưởng bảo tôi nói lại với thí chủ, tâm vô lược, sinh phúc báo vô cực hạn, vô cực hạn, sinh lợi tức yêu tương liên. Nếu là duyên, vị đắng cũng là ngọt, nếu vô duyên, cưỡng cầu nữa cũng là giận dữ. Vì sao quân làm như không thấy, quy củ sớm đã định rồi phạm vi, chỉ có buông, mới có thể ngộ tính, ngộ cảm thấy, ngộ không bác dịch mặt bộc lộ thần tình tuyệt vọng đau lòng, nhìn về phía tiểu hòa thượng. Thí chủ mời trở về đi, tiểu hòa thượng nói xong câu đó, trực tiếp nhàn nhạt xoay người, chậm rãi đi vào trong. Bác dịch cả người mềm vô lực, hai tròng mắt tràn đầy nước mắt, đôi chân loạn choạng lui về phía sau hai bước, lại thiếu chút nữa đụng đến một viên gạch mặt đất, ngã sắp xuống một bên, tim của anh như bị khối đá lớn đè lên, anh kiềm chế cảm giác vô lực tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vẫn là chỉ phải chậm rãi chậm rãi xoay người, đi xuống dưới chân núi. Lúc này Trang Ngải Lâm bị Diệp Mạn nghi đuổi ra, đang muốn đứng ở dưới tàng cây long nhãn nghỉ ngơi, mắt lại một mị, nhìn thấy cả người Bác Dịch như vậy tiểu tụy thất lạc đi ra ngoài, đối tất cả mọi thứ xung quanh đều làm như không thấy. Nghi tâm của cô nhíu chặt, nhìn về phía người này, nghĩ không biết anh làm sao vậy. Bác Dịch không quay đầu lại, mà là tiếp tục tiểu tụy như vậy đi về phía trước, lúc đến đường đất dưới chân núi, thân ảnh đang từ từ biến mất trên đường. Chương 1289, đại kết cục 29. Chính giữa ngôi chùa, phương trưởng dẫn một đoàn các nhà sư quỳ xuống trước Phật đường, chậm rãi gõ mõ. Rất nhiều người có oán giận, có chúc phúc, cầu khấn đều chậm rãi hội tụ vào cùng một chỗ. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung thỉnh thoảng theo chỉ dẫn ba bái chín dập đầu. Một luồng gió mát thổi tới, tất cả nhà sư chậm rãi đứng lên, cầm mõ trong tay một bên đánh một bên theo phật đường xoay tròn dầu vừng cùng đồ cúng đặt trên một chiếc hộp gấm để ở giữa như vậy đỏ tươi loá mắt đường khả hình lúc bị mời ra khỏi phật đường hơi chút mệt mỏi liền một mình dọc theo sân chùa đi ra ngoài từ từ đi tới dưới tán cây long nhãn vẻ mặt lo lắng nhìn về phía non sông tươi đẹp trước mặt nghĩ đến vừa rồi chén nước kia của phương trượng đổ xuống liệu có phải có chuyện không may gì phát sinh hay không cô chậm rãi vươn tay nhẹ níu chặt cổ áo một quả nho màu tím liền như vậy thẳng tắp rơi xuống trên đầu người nào đó. Đường khả hình cả người dường như bị đánh tỉnh, cô đầu tiên bộc lộ vẻ mặt quái dị chậm chạp cúi đầu nhìn về phía quả nho trên mặt đất, cây long nhãn lại rụng nho. Cô trong nháy mắt tò mò ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy tưởng văn phong mặc áo sơ mi ca trắng vàng cùng quần thường màu trắng, vẻ mặt như đang chơi đùa rất vui, tay cầm một quả nho, vừa cười nhìn về phía chính mình, một bên từng quả một bỏ vào trong miệng. Chật 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 chật, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Văn Phong kia dáng vẻ chơi đùa chơi đùa ầm ĩ, vẻ mặt coi thường nói: "Uy, tôi nói, cầu phúc vẫn chưa xong, liền trộm đồ cúng để ăn. Đây là đối với thần linh bất kính cậu biết không?" "Tôi không tin." Tưởng Văn Phong cười nói: "Mặc kệ cậu tin hay không, tiến vào chỗ này là phải tôn trọng chỗ này, đúng không?" Đường Khả Hinh còn là hảo tâm nhắc nhở hắn. Tưởng Văn Phong đột nhiên cười, tay cầm chùm nho liền như vậy theo thân cây nhảy xuống nhìn đường khả hình nói ra nghi ngờ trong lòng mình, tôi chỉ có một việc không rõ. Phật tổ cường điệu không thể giết chúng sinh đúng không? Vậy nếu như gà vịt cũng không ăn, con ruồi cũng không đập chết, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều là động vật. Vậy cũng được, đúng không? Điều này không phù hợp với logic vũ trụ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình thật là vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía người này, đột nhiên không muốn nói chuyện, trực tiếp muốn xoay người, lại nhìn thấy một quả nho rừng ở bên miệng mình, cô nghiêng mặt nhìn về hướng người bên cạnh. tưởng Văn Phong cầm quả nho, hai chồng mắt có một chút ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại đem quả nho kia nhẹ nhàng chạm đến đôi môi đỏ mọng của cô, cảm giác được chút ngọt mềm, lòng bàn tay của cậu mềm mại, nhưng vẫn là thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt nói ăn. cô không khát nước à? Khát nước cũng không ăn nho của cậu. Đường Khả Hinh nói xong, tức khắc đẩy cậu ra muốn xoay người ly khai. Tưởng Văn Phong nhanh chóng nắm lấy cánh tay Đường Khả Hinh, đem cả người cô như vậy cường thế cùng bá đạo ngã trên than cây long nhãn, thân thể anh liền như vậy cưỡng chế tiến lại, cúi xuống phía dưới, hai tròng mắt nóng cháy mà nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn cái cô gái trước mặt, kiềm chế rất lâu rốt cuộc khẽ nhếch môi nói, "Khát nước cũng không ăn nhau của tôi." Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, thật sự có mấy phần cùng Trang Hạo Nhiên rất giống nhau, cô thực sự sợ đến trái tim nhảy bang bang bởi vì biết loại người này muốn làm cái gì nhất định sẽ làm cô vội vã nuốt khan nơi cổ họng không muốn lại trêu chọc hắn mà là lo lắng sợ hãi nói cậu cậu bình tĩnh một chút cậu cho tôi ăn nho tôi ăn tôi ăn tưởng văn phong tức khắc cười cười nhìn về phía đường khả hình chậm rãi cầm lên một quả nho có chút ôn nhu đưa cho cô đường khả hình nhắm mắt vội vàng mở miệng muốn nuốt quả nho kia tưởng văn phong nhìn cô tay đưa trở về đường khả hình lại hơi nghiêng mặt hé mở đôi môi đỏ mọng lại muốn ăn quả nho kia ai biết tưởng văn phong cư nhiên trong nháy mắt đem cô kéo vào trong bong cây long nhãn cúi đầu làm bộ hôn lên môi của cô ngô đường khả hình chừng mắt trái tim run rẩy tổng bộ hoàn cầu trang hạo nhiên mặc bộ âu phục màu xanh lam bằng nhung bên trong là chiếc áo sơ mi màu lam nhạt tay cầm một tệp văn kiện tức khắc dừng ở trước thang máy bên cạnh đại sảnh tay ấn chặt vào vị trí trái tim mình cảm giác như bị búa tạ đánh vào đau đến không thở nổi cả người anh không hiểu sao dâng lên một thứ đáng sợ và ham muốn chiếm hữu hai tròng mắt phảng phất như giã thú chậm rãi nhìn về phía xung quanh tìm kiếm loại cảm giác không thoải mái này đến từ nơi nào lão đại có chuyện gì vậy tiêu đồng cùng trương thục giao tùy bước tiến lên kỳ quái nhìn về phía trang hạo nhiên đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi hỏi tôi luôn có cảm thấy có chút không thoải mái mà loại này cảm giác này thật sự không thoải mái thật sự tệ hại hình như xảy ra chuyện gì đó. Trang hạo nhiên cầm văn kiện, sắc mặt căng thẳng, hai chồng mắt lợi hại yếu ớt nói. Thân thể anh không thoải mái, hay chỗ nào không thoải mái? Trương Thục Giao mở to mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Không biết, Trang Hạo Nhiên cảm giác trái tim mình tiếp tục đập thình thịch, rất lợi hại, hơn nữa nổi lên một chút ghen tuông, anh không hiểu điều gì nói, không hiểu sao thân thể của tôi nổi lên một cỗ ghen tương. Ghen tuông, Trương Thục Giao nghĩ vấn đề này, liền nhìn về phía Trang Hạo Nhiên không khỏi cười rộ lên nói là chuyện mang thai. Trang Hạo Nhiên lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn Trương Thục Giao nói cô không còn đề nghị nào khác sao. Tôi tối hôm qua thiếu chút nữa bị phu nhân chủ tịch bởi vì chuyện này, quấn quyết tôi đến chết mất. Ân Nguyệt Dung tối hôm qua kêu trời trách đất nói tên xúc sinh lâm sở nhai kia trước đây mỗi ngày tầm hoa vấn liễu, vỏ chuối lột một lần lại một lần không sai biệt lắm mỗi tối đều bóc. Thế nhưng con trai bà mỗi tối 10 giờ đều đi ngủ, không có quan hệ nam nữ bừa bãi, tập thể hình rồi bơi là tuyển thủ toàn năng của thế giới, rốt cuộc vấn đề là ở đâu. Bà còn lấy khăn lau nước mắt, muốn thuyết phục con trai đến bệnh viện kiểm tra thân thể, nhìn coi có phải chỗ đó có vấn đề hay không. Hay là mời bác Phúc qua đây châm cứu. Phúc, tiêu đồng cùng trương thục giao cúi đầu cười. Trang hạo nhiên lập tức cảm giác đầu mình lại đau đến khó chịu, gáy từng đợt bùn rùn, lập tức vươn tay xoa xoa, mới khó khăn đi về phía trước nói, lão tử muốn chết. Đầu đau đế nứt ra rồi. Tưởng Thiên Lỗi mặc Âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng phối cùng kết phạt màu bạc, từ từ cất bước đi ra khỏi Ron roi, nhìn thấy dáng vẻ trang hạo nhiên đau lưng kia, trực tiếp chế nhạo cười rộ lên nói, tối hôm qua đem hết tất cả vốn liếng đem chương bồi viên cùng Tô lão lừa được dễ dàng, hôm nay lại bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên eo mỏi lưng đau a. À. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng trên thảm đỏ thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. 12 thang máy của tập đoàn Hoàn Cầu đồng thời mở ra, các lãnh đạo cấp cao từ từ chỉnh tề mà có trật tự cất bước ra, mặt bộc lộ sự tôn kính và thái độ cẩn thận đi ra đứng trước thang máy, chia làm hai bên kho người cúi chào, hoan nghênh Tổng Giám Đốc Trang một lần nữa trở lại Hoàn Cầu. Chúc công trình khách sạn dưới nước của Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang thành công. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Họa Nhiên nghe lời này, nhao nhao xoay người nhìn về phía các lãnh đạo cấp cao đứng chỉnh tề hai bên, bọn ho đồng thời hơi thu lại thần sắc, trực tiếp tay cầm văn kiện cất bước đi lên cầu thang dự họp vòng thứ nhất công trình khách sạn dưới nước. Nhân viên lễ tân trong đại sảnh nhao nhao đứng lên, từ hôm nay hoàn cầu tuyên bố chuẩn bị tin tức hôn lễ, nhao nhao hướng trang hạo nhiên tỏ vẻ chúc mừng nói, chúc mừng tổng giám đốc trang hỉ kết liền cảnh nghĩa của nó giống như song hỉ lâm môn. Trang hạo nhiên vừa cất bước đi về phía trước, nghe lời này, anh liền nở nụ cười mị lực mà ôn nhu. Nhân viên lễ tân nhìn theo bong lưng tiêu sái cùng khí thế nghiêm nghị của Trang Hạo Nhiên, ngẩng cao đầu mà bước đi về phía trước, đẹp trai như vậy làm cho người khác không thể không dõi theo, có một cô gái chắp hai tay lại, hâm mộ cùng đố kỵ nói, kỳ thực. Chỉ cần anh ấy một ngày không có kết hôn, tôi đều cảm thấy không phải là sự thực. Thế nhưng sáng nay tôi mở TV coi, thì nhìn thấy tin tức này, tôi liền muốn khóc. Ô ô ô, thật mất mát nghe nói lần này sắp sửa cử hành hôn lễ truyền thống vô cùng long trọng. Một nhân viên lễ tân khác vội vàng qua đây, thật hâm mộ nói, do trang tiểu thư và tô tiểu thư một tay xử lý, hiện nay đang ở bờ biển, vườn nho, còn có các khách sạn lớn bắt đầu chọn. Không biết chọn nơi nào cử hành hôn lễ, đến lúc đó nhất định rất long trọng. Các người biết còn thiếu, một cô gái khác vội vàng qua đây nói, nghe nói trang gia đã mời đến thợ may áo cưới cao cấp nhất của thế giới, nhà thiết kế thời trang, còn có người đúc châu báu về trong nước, dự đoán sáng sớm ngày mai sẽ đến, đoán là vì cô dâu chú rể mà chuẩn bị trang phục cao quý nhất. Mà trang tiểu thư một tay xử lý châu báu phục sức gì đó, tô tiểu thư chính sai người chuẩn bị chế tạo ba thư hoàng kim, 12 thợ dệt giỏi nhất, còn có đài truyền hình chuẩn bị truyền trực tiếp. Thật vậy trang, mấy cô gái đồng thời trừng mắt kêu to lên, thật là rất hâm mộ chắp tay cười rộ lên nói, nếu như cô dâu là tôi thì tốt rồi. Tôi chính là làm một ngày, chết cũng cam nguyện. Phi, không biết xấu hổ, hai cô gái khác nhìn về phía cô nhịn không được cười rộ lên. Tưởng thiên lỗi cùng trang tổng tài đồng thời đi vào trong thang máy, nghe thấy tiếng cười kia, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh có mấy nhân viên lễ tân đang đùa nhau, dường như biết các cô đang nói chuyện cái gì. Tưởng thiên lỗi trực tiếp lạnh lùng nói cậu mặc kệ làm cái gì đều là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tin tức cậu kết hôn truyền đi, nữ nhân viên khách sạn Á Châu đều đã chết một nửa. Trang hạo nhiên nghe lời này, cũng lập tức lại mị lực đẹp trai cười. Mấy nữ nhân viên lễ tân nhìn thấy Trang Hạo Nhiên tươi cười, lập tức trái tim lại tình không khỏi đập thình thịch. Phòng hội nghị số 1 mở ra, hai thư ký cùng nhau khom người chào hỏi, lúc này mới nhanh chóng đi vào phòng hội nghị, sử dụng máy tính hiện đại nhất mở văn kiện ra, theo thói quen lật lại xem văn kiện trước đây, sau đó mở ra nội dung hội nghị về khách sạn dưới nước. Trang Hạo Nhiên cùng tưởng thiên lối cất bước đi vào phòng hội nghị, các lãnh đạo cấp nhau nhau tôn kính đứng dậy chào hỏi bọn họ phất tay sau đó ngồi vào chiếc ghế của Tổng Giám Đốc. Giữa màn hình LCD lớn phát hình hai vị chủ tịch tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ giám sát hội nghị, mà LCD xoay tròn thì phát hình ảnh tiến hành công trình khách sạn dưới nước, vô số những thiết bị mới chui vào lòng biển minh mông. Vô số những kỹ sư cùng nhà thiết kế nhau nhau tụ tập lại cùng một chỗ, cùng nhau nghiên cứu. Trang Hạo Nhiên làm người phụ trách chủ yếu công trình đợt thứ hai, anh nói thẳng, trực tiếp mở văn kiện trong tay mình, Hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía mọi người nói, đã từng có một câu nói như vậy, người chăm chỉ mà lại thông minh, rất thích hợp làm tham mưu. Người lười biếng mà thông minh, lại thích hợp làm lãnh đạo. Ý tứ của những lời này là khiến chúng ta học được cách thả lỏng. Tôi càng thưởng thức bác dịch nói một câu là, có đôi khi, khoa học không nhất định có ý nghĩa là đo lường cùng tính toán, nó có thể là một loại nghệ thuật bày ra. Đối với công trình lớn của thế giới trước mắt, mọi người hội tụ nghiêm túc bầu không khí sẽ càng ngày càng cao. Phương tiện thiết bị giám sát cùng quản lý sẽ càng lúc càng nghiêm ngặt, nếu như chúng ta chỉ là ôm một loại thái độ thương nghiệp hóa đi làm việc, là phá tan công trình thế kỷ đó. Nó đã không còn là một thương phẩm, nó sẽ trở thành một công trình gây tiếng vang trong giới kiến trúc trong tương lai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lối cũng mở văn kiện khẽ gật đầu. Cho nên, ngày hôm nay chính là tiền tài của ngày mai. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía mọi người, lại dùng tay lật xem một văn kiện khác, chậm thanh nói, tôi hy vọng các vị càng ngày càng khẩn trương, chính mình. Hiện nay nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng trên thế giới đã nói, linh cảm cùng sách lược, vĩnh viễn sẽ đến trong một khắc thả lỏng kia, sôi nổi mà đi vào đầu. Hy vọng tài năng của các vị sẽ phát huy thật tốt trong thời gian tới, tích cực mà lạc quan tiến hành mỗi giai đoạn của công trình. Vất vả cho các vị rồi. Tiếng vỗ tay chợt vang lên. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người vỗ tay cổ vũ, anh cũng mỉm cười, lúc nhìn lướt qua kỹ sư khách sạn dưới nước, phát hiện chỗ ngồi tưởng văn phong lại trống, hai mắt anh anhíp lại. Chương 1290, đại kết cục 30. Cầu phúc hoàn thành. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung mọi người hoàn thành đại sự trong lòng, vẻ mặt vui mừng thả lỏng tươi cười, lại dặn dò người hầu đem quà đáp lễ cùng đồ cúng đưa đến cô nhi viện địa phương. Không ai chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Đường Khả Hinh đều cho rằng sau khi cô nhân phước lành của phương trượng đại sư, chuyện hôn nhân và con cái, lại có thi ngữ luôn theo bên người, cô hơi nghiêng mặt trừng mắt liếc nhìn người trốn sau cây long nhãn. Tưởng văn phong trốn phía sau cây long nhãn, khuôn mặt hắn cũng bộc lộ vẻ quái dị, vươn tay nhẹ đụng vào môi, lại cũng có chút khẩn trương xấu hổ. Một số lượng xe con màu đen chạy nhanh vào giờ khắc này, không nhìn điều lệ lễ, lễ giáo chùa chiền, long trọng mà khí thế trên mặt đất, cuối cùng chậm rãi dừng trước mặt mọi người. Chiếc xe dẫn đầu màu đen rừng đầu tiên, từ trong xe đi ra một lão phu nhân tuổi chừng 70 thoạt nhìn uy nghiêm, chỉ thấy bà lão mặc một bộ chế phục màu đen, mái tóc ngân bạc búi lên, đứng trước xe con, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía mọi người. Bà là quản gia đắc lực nhất của Tô Phủ, vì đường ra sắp sửa tổ chức hôn lễ truyền thống kiểu Trung Quốc long trọng, cho nên Tô Linh tự mình mời lão nhân ra ra chủ trì đại cục. Tịnh kỳ cùng dĩnh hồng nhìn thấy bà nội chu, tức khắc mặt bộc lộ vô cùng tôn kính, đi tới trước mặt lão nhân ra, vô cùng khiêm tốn cẩn thận hơi cúi đầu, nói, bà Chu. Đường Khả Hinh đứng trong đám người, nhìn thấy một bà lão khoảng 70 tuổi, mặc chế phục của quản gia, uy nghiêm khí thế 10 phần, liền thắc mắc hỏi thi ngữ, thi ngữ, vị này là. Thi ngữ cũng có chút khẩn trương nói với đường Khả Hinh, vị này là bà Chu, là quản gia của Tô Phủ đã về hưu, bà một tay hầu hạ ba đời nhà Tô ra. Mà Tô Thiếu Gia và Tô Tiểu Thư cũng là bà hầu hạ, bọn họ đều coi bà là bà nội mà đối xử đây là người đức cao vọng trọng từng ở trong lúc tô phủ trải qua một chút loạn lạc lâm nguy không sợ hãi cho đến ngày nay mặc dù bà đã về hưu những vẫn luôn là người mà tô lão rất kính trọng tô tiểu thư thực sự là người không tới thanh thế đi đầu không hổ là con gái của thủ tướng nói được làm được lại mời được nhân vật như bà chu hôn lễ này thật sự là làm cho người vạn người chờ mong đường khả hinh nghe lời này mặt cô hơi lộ ra nụ cười ngọt ngào lại không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà cố nội kia một cái bà chu uy nghiêm mà có lễ nhìn về phía ân nguyệt dung cùng diệp mạn nghi chào hỏi lúc này mới thong thả nói hai vị phu nhân tôi phụng ý tứ của tiểu thư mời đường tiểu thư về nhà hôm nay bắt đầu dây đỏ ngăn cách lão gia của chúng tôi cùng tiểu thư tự nhiên ở nhà chậm rãi đợi tổng giám đốc trang đại giá quang lâm diệp mạn nghi cùng ân nguyệt dung nhìn về phía bà chu mỉm cười bà chu tức khắc phân phó tịnh kỳ cùng dính hồng đỡ tiểu thư nâng lên xe từ hôm nay trở đi, ấn theo quy củ lễ giáo, không được gặp lại Tổng Giám Đốc Trang, cho đến khi bắt đầu sáu lễ. Đường Khả Hinh vừa muốn lên xe, nghe được câu này, vẻ mặt cô liền kỳ quái, nghĩ chiều hôm nay chính là phải hướng tới hai vị Tổng Giám Đốc báo cáo công tác, mở hội nghị của Bộ Dựa Vụ, vốn là vạn phần chờ mong, lại không hiểu lại nhớ tới chuyện vừa rồi cùng văn phong, mặt của cô lại tức khắc đỏ, khẩn trương cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mời tiểu thư lên xe bà chu lại vô cùng uy nghiêm mà tôn kính nói đường khả hình liếc mắt nhìn bà chu một cái mới trầm mặc ngồi vào trong xe bà chu ngồi vào bên trong xe cùng cô an vị mà thi ngữ thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế phân phó tài xế về đường ra trước bởi vì đường tiểu thư muốn thay đổi quần áo về khách sạn tài xế lên tiếng trả lời liền chậm rãi khởi động ron roi chạy về phía trước diệp mạn nghi cùng ân nguyệt dung nhìn đường khả hình an vị trên chiếc xe ron roi đi qua đường núi tức khác phân phó quản gia bắt đầu sai người chọn ngày nạp thải biết được hôm nạp thải trương bồi viên cùng tô triệu thần đều có mặt cho nên tối nay muốn cùng hai vị chủ tịch thương nghị định xem rốt cuộc xem vị đức cao vọng trọng nào đi thỉnh thân mới thích hợp còn muốn chuẩn bị sáu đôi chim nhạn mà sáu đôi chim nhạn phải bắt từ giữa những vách núi trên núi tùng lâm tuyệt đối không thể mua trên phố hay mua trong khách sạn quản gia hai nhà tưởng trang tức khắc lên tiếng trả lời diệp mãn nghi bộc lộ vẻ mặt nghiêm nghị nắm ta ân nguyệt dung lại phân phó đi xuống, sau khi chọn được giờ lành tháng tốt, ngày mai hai nhà tưởng trang chúng ta mở thành châu báu, chọn 12 bộ trang sức, chuẩn bị đưa cho 12 phù dâu dự lễ. Lần này trang gia cử hành hôn lễ long trọng, chọn phù dâu vô luận theo chiều cao dáng vẻ, hay về gia thế bối cảnh, đều phải cẩn thận chọn. Phó quản gia tưởng ra mỉm cười nói, nếu như nói đến tối những tiểu thư danh viện, như vậy Đồng tiểu thư là thứ nhất. Còn có kinh thành đệ nhất danh viện Lý tiểu thư những giai nhân quen thân với Tô Tiểu Thư. Diệp Mạn Nghi đang suy nghĩ. Trang Ngải Lâm không nói lời nào, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ thất lạc kia của bác dịch. Ngải Lâm, ân Nguyệt Dung lúc này nhanh chóng kêu con gái của mình nói, con tối hôm qua cùng Tô Tiểu Thư khoe khoang khoác lác, nói cùng nhau hợp tác xử lý hôn lễ long trọng, thế nhưng Tô Tiểu Thư thông kim bác cổ, biết thư đạt lễ, con ở phương diện này trái lại hiểu được không nhiều, cần phải vất vả phả một chút, nếu có chỗ không hiểu nhất định phải đi hỏi gì tưởng con bận chuyện của con thì chúng ta cũng bận chuyện của chúng ta biết không? Biết, Trang Ngải Lâm trực tiếp lên tiếng trả lời. Được rồi, chúng ta bây giờ trước hết cùng nhau trở về khách sạn đã. Diệp Mạn Nghi chậm rãi nói, về nơi tổ chức tiệc cưới, còn có nhiều chuyện muốn thương nghị, đem thầy Phong Thủy nhà của chúng ta cũng kêu đến. Mọi người nghe, tức khắc gật đầu, liền nhanh chóng xuống núi. Đường ra. Một số xe con màu đen chậm rãi dừng trước cửa đường ra rất nhiều ký giả nhìn thấy cảnh này tức khắc cầm máy ảnh hưng phấn muốn nhào tới trước cửa sổ xe, chụp lại bóng hình xinh đẹp của đường khả hình, những ánh đèn flash sáng chói liên tục chớp nháy. Từ trên những chiếc xe khác, vệ sĩ nhanh chóng bước xuống xe, ngăn chặn đám ký giả lại, hơn 10 người hầu mặc đông phục váy ngắn, áo sơ mi đen cùng nhau trầm mặc không lên tiếng bê quả đáp lễ chỉnh tề có trình tự đi vào đường ra. Bà Chu đầu tiên đi xuống chiếc xe con màu đen, thân ảnh bà uy nghiêm hướng về phía trước, tức khắc nhìn thấy trước cửa đường ra dây đỏ trên cây vắt qua tường, bà tức khắc nghiêm nghị hỏi đây là ai dặn dò phải buộc dây đỏ. Đã nói dây đỏ không buộc qua tường, rốt cuộc có bao nhiêu điểm xấu. Dĩnh Hồng đang bê cống phẩm, nghe thấy lời nói phẫn nộ của bà Chu, vẻ mặt cô thất kinh, vội vàng đi tới trước mặt lão nhân ra, hết sức xin lỗi không người nói, xin lỗi, bà Chu, dây đỏ này là hôm qua tôi sai người buộc, bởi vì không hiểu quy củ, cho nên, nhất thời sơ sẩy bà chu tức khắc nói với dĩnh hồng đã muốn cử hành hôn lễ truyền thống như vậy tất cả sẽ phải tuân theo quy củ nhiều người nhìn vào như vậy nếu có chút sơ sẩy không phải làm trò hề cho mọi người sao hôn lễ này còn chưa có tiến hành ngoài cửa hôn đèn liền sáng lên đây quả thực là hồ nháo dĩnh hồng cùng những người hầu khác không dám lên tiếng tức khắc đem dây đỏ buộc chắc vào cho tôi bà chu nói xong lúc này mới tôn kính xoay người đi tới trước cửa xe ngữ khí thông thả nói tiểu thư mời xuống xe đường khả hình chậm rãi cất bước đi xuống ron roi ngẩng đầu nhìn về phía dĩnh hồng cùng những người khác nhao nhao khẩn trương trầm mặc không lên tiếng đứng ở một bên cô cũng không nói chuyện đành phải chậm rãi theo lão nhân ra từ từ cất bước đi vào đường ra tất cả ký giả nhao nhao đứng bên ngoài cửa sắt hỏi đường tiểu thư cùng tổng giám đốc trang sắp sửa cử hành đại hôn lễ long trọng tâm tình thế nào rồi hôn lễ thế kỷ này muốn tổ chức ở nơi nào Bà Chung Nghiêm cấm mọi người lên tiếng, nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ chặn lại cửa lớn. Không bao lâu sau, Tô Linh Tức khắc phái người đưa tới đổ gấm thổi tiêu dẫn phượng, do hai thiếu nữ hai tay bê một chiếc hộp gấm hoa cúc lê, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào đường ra, các ký giả đều là người trẻ tuổi, nhao nhao hiếu kỳ nhìn từ xa, cũng không hiểu thổi tiêu dẫn phượng này có ngộ ý gì, ngay cả Đường Khả Hinh lúc cất bước đi vào hoa viên, nhìn thấy hai thiếu nữ bê một hộp gấm dài cũng không thể lý giải ý tứ của nó. Đường Chí Long một mình đứng trước cửa đón khách, cầm bút lông tự thể tâm như chỉ thủy giám thường minh, thấy tẫn nhân gian vạn vật tình. Lúc ông xem tự thể này, nhớ tới rất nhiều chuyện khi hạo nhiên được chính mình tự mình dạy dỗ, chỉ có viết bút long thì xác thực không có thiên phú, tuy nhiên so với bút long thì viết bút máy thực sự rất tốt. Đường Chí Long nhớ tới trang hạo nhiên người con rể này, vẻ mặt ông tức không lộ ra vô hạn thương yêu cùng tự hào. Cha, đường khả Hinh mỉm cười đi về hướng cha mình, thừa dịp bà Chu vào trong nhà chuẩn bị cùng thu xếp, cô đi tới trước mặt cha mình, nhìn nét chữ tiêu sái của ông mềm giọng hỏi, cha, con vừa mới nhìn thấy tô tiểu thư sai người đưa tới một bức gấm, thổi tiêu dẫn phượng là có ý gì? Đường Chí long trầm mặc nhìn về phía con gái ôn nhu xinh đẹp như vậy, cười rộ lên nói, nghe nói con cùng tô ra ra từng ở vườn trúc bàn luật, nhấn mạnh về rất nhiều giải pháp, xác thực con cũng đọc một ít thư tịch cổ điển, thế nào thổi tiêu dẫn phượng cũng không hiểu. Đây là lễ vật khi nạp thải qua đi, đưa cho Hạo Nhiên. Bình thường nếu như cầu thân thành công, liền uống cạn một ché trà, âm thầm cho phép. Nhà của chúng ta đương nhiên muốn đưa cho Hạo Nhiên lễ vật phù hợp với than phận, Tô Tiểu Thư chọn thổi tiêu dẫn phượng đáp lễ, xác thực tâm tư độc đáo, ngụ ý sâu xa. Đường Khả Hinh nghe lời này, mới giật mình cảm thấy mình quả thật ở phương diện này biết rất ít, nhưng là nghĩ đến lời giải thích của cha, trong lòng của cô thấy ấm áp, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cha nói, có cha bên người thật tốt, giống như con vĩnh viễn cũng sẽ không có điều gì không hiểu. Đường Chí Long cười rộ lên, vươn tay ôm nhẹ khuôn mặt con gái nói, tương lai chuyện con phải học còn có rất nhiều người muốn học tập sự tình, còn có thật nhiều. Nay biết con phải về hoàn cầu, sớm một chút chuẩn bị đi. Vâng, đường Khả Hinh mỉm cười lên tiếng trả lời, hai chồng mắt cô lưu truyền, liếc mắt nhìn đám người chung quanh, thắc mắc hỏi, mẹ đâu ạ? À? Đường Chí Long nghe lời này, hai chồng mắt lóe lên. Lúc này mới nhìn về phía con gái cười nói: Mẹ con có việc cần làm, tạm thời không cần con để ý tới. Về phòng trước đi. Đường Khả Hinh nhìn về phía cha mình. Đi đi. Đường Chí Long lại đạm nhiên mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhìn thái độ bình tĩnh của cha mình, cô liền mỉm cười cùng Thi Ngữ đi vào phòng khách. Nhìn thấy hai thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm thổi tiêu dẫn phượng bầy ở vị trí trên chín tấm bình phong rông phượng. Bà Chu thì chỉ đạo người hầu đem chiếc sofa bằng gỗ đàn hương bầy đúng hướng, mặt hướng về phía cửa lớn, đây là để lúc tiếp đãi người của Trang đến cầu hôn, cha mẹ ngồi vuông vị, mà hai bên mới là vị trí của Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần. Đem 8 tấm thảm tiên khánh đổi lại thành thảm tam dương khai thái. Cô như vậy nhìn phòng khách trong trong ngoài bắt đầu bận rộn, rốt cuộc có loại cảm giác chính mình sắp sửa xuất giá, chỉ cần nghĩ đến có thể cùng Trang Hạo Nhiên đi lên thảm đỏ, trái tim cô liền cảm thấy ngọt ngào kích động bị bầu không khí sôi nổi này tác động khuôn mặt hồng hào đến mê người tiểu thư vào thôi cô sau đó còn phải họp thi ngữ mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh mỉm cười gật đầu nghĩ đến phải về hoàn cầu triển khai hội nghị quan trọng nhất năm nay cô liền thu hồi tâm tình kích động nhanh chóng trở lại phòng chính mình đổi chiếc váy dài yêu nhã mặc một chiếc váy ngắn đỏ rực khoác ngoài chiếc áo vét đen nhận lấy khâm trương tổng giám đốc bộ rượu vụ đeo lên Lúc này cô mới chậm rãi đi tới trước gương, nhìn chính mình trong gương, hơi chỉnh sửa quần áo một chút, lại nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi đỏ, lòng cô phịch một tiếng, nhớ tới chuyện vừa rồi cùng với Tưởng Văn Phong, cô lại thấy khẩn trương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1291, đại kết cục 31. Toàn bộ khách sạn Á Châu đều biết tin tức kết hôn của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, tất cả đều vui mừng chúc phúc. Tưởng thiên lỗi nói đùa nói đến phân nửa những nữ nhân viên muốn chết ấy, kỳ thực cũng không phải chuyện lạ, các cô ấy trái lại thường xuyên nhìn thấy tổng giám đốc cùng đường khả hinh cùng đi với nhau, cho nên biết lần này muốn tổ chức hôn lễ trọng đại, mỗi người đều vô cùng hài lòng, đều vô cùng chờ mong hôn lễ lần này. Người dân toàn thành phố nghe tin đại danh đỉnh tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu sắp sửa cưới vợ, là thiên kim của một chủ tịch Hoàn Cầu, sẽ cử hành hôn lễ truyền thống của Trung Quốc thật long trong. Nghe nói hoàng thất các quốc gia trên thế giới đều có mặt, bọn họ tất cả đều kịch liệt sôi trào, ngay cả một số đài truyền hình nổi tiếng thậm chí muốn cùng hoàn cầu đàm phán, mua bản quyền truyền trực tiếp hôn lễ này. Tuy nhiên chỉ nghe chứ không thấy người này, sáng nay ký giả nhìn thấy chỉ có một mình đường khả hình được người hai nhà tưởng trang hộ tống lên chùa dân hương, tuyệt không nhìn thấy sau khi hôn sư của bọn họ truyền ra ngoài, hai người đi chụp ảnh cưới. Có một số ký giả không thể chờ đợi được, thậm chí bắt đầu kiều trang trang điểm thành khác nuốt xuống hơn 100.000 một ly cà phê, muốn cùng nhân viên khách sạn hỏi thăm xem nơi tổ chức hôn lễ là ở đâu. Trước đây hôn lễ của Hàn Văn Hạo và Hà Tuyết cũng là bởi vì bọn họ sớm biết địa điểm tổ chức hôn lễ nên tức khắc bắt đầu canh giữ tại đó lấy tin, không sai biệt lắm là ngồi trên cây. Bất đắc dĩ, hôn sự này mới vừa truyền ra, rất nhiều nhân viên bình thường đều nhao nhao không biết được sự tình. Trần Mạn Hồng quản lý phòng ăn Ngự Tôn, càng đối với dò hỏi về hôn sự của tổng giám đốc Trang đều tươi cười rạng rỡ gật đầu, nói chi tiết hôn lễ, tô tiểu thư trong tương lai gần sẽ công bố ra. Nói chung, toàn bộ khách sạn Á Châu từ trên xuống dưới, bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc tại Hoàn Á. Anh lạnh lung như gió, bài hát này lại kích động vang lên. Trang hạo nhiên áo sơ mi màu đen, quần tây màu trắng, chân dài như người mẫu thon dài thẳng tắp đứng trước bàn làm việc của mình, vẻ mặt kia phấn khởi, hai mắt sáng lên nhìn về phía người trước mặt quả thực hài lòng đến mình cũng muốn nhảy lên. Tào Anh Kiệt thứ nhất tay cầm một tờ giấy A4, nhanh chóng vươn tay kích động đặt tại lồng ngực của mình, mới bắt đầu chiếu theo giấy hôn lễ tuyên thệ lớn tiếng phấn chấn đọc, bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tệt, vui vẻ hay yêu sầu. Anh thề, anh thề, vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu em, quý trọng em, đối với em trung thực, thẳng đến trời cao. Tốt, tô lạc hoành chống thắt lưng, vươn tay phấn chấn vỗ tay. Trang hạo nhiên lại ghét bỏ nói quá tục. Tô Lạc Hoành nghe lời này, tức khắc hưng phấn theo âm nhạc, giống như rắc sơn nhảy ra, điệu ánh trăng, xoay một vòng tròn mới kịch liệt dơ tờ giấy A4 lên, hưng phấn đọc, anh Trang hạo nhiên mong em đường khả hình trở thành vợ của anh, em là sinh mệnh, là người bạn đồng hành cũng như là người duy nhất anh yêu. Anh yêu em, bất kể là hiện tại, tương lai và vĩnh viễn. Anh sẽ tin tưởng em, kính trọng em, anh sẽ cùng em cười, cùng em khóc, anh sẽ trung thành yêu em, bất luận tương lai là tốt hay xấu là gian nan hay yên bình anh cũng sẽ cùng em vượt qua bất luận là cuộc sống như thế nào anh vẫn sẽ ở đây giống như anh vươn tay cho em nắm chặt anh cũng sẽ đem sinh mạng của anh giao phó cho em cho nên hãy giúp đỡ anh nhé tốt tào anh kiệt cũng nhao nhao vỗ tay cười trang hạo nhiên đem đầu hướng đến bên kia nói quá phương tây quá làm kiêu không có điểm đặc biệt được, Tào Anh Kiệt cùng Tô Lạc Hoành cùng nhau một lần nữa nhảy một điệu vũ nóng bỏng, vừa nhảy cười nhìn về lãnh mặc hàn đang ngồi như ngọn núi băng kia. Lãnh mặc hàn mặc áo sơ mi cùng quần tây đen, giống như đã mấy chục năm không ăn cơm, linh hồn cũng không biết đã phiêu tới đâu, cực kỳ bất đắc dĩ buồn chán cầm tờ giấy A4, nhịn xuống vẻ muốn phát hỏa, cầm tờ giấy A4 trên tay, nghĩ vì sao? Vì sao chính anh một con sói phố uôn, hôm nay lại rơi vào tình trạng này, ngay cả lời thề hôn nhân cho người ta cũng phải gióng trống khua chiêng đọc. Mặc hàn, nhanh lên một chút, tương lai anh kết hôn, chúng tôi cũng đọc cho anh. Tô Lạc Hoành một bên lắc mông nhảy đến trước mặt lãnh mặc hàn, hưng phấn kích tình nói, đến đây đi. Đến đây đi, đọc đi, phấn khởi, hưng phấn, kích động đọc lên. Thật muốn một cước đạp bay mấy tên khốn kiếp này. Lãnh mặc hàn thật là vô cùng bất đắc dĩ cầm tờ giấy A4, theo tiêu đồng đánh mấy nét chữ cho mình đọc lên, A em là hoa ở trong lòng anh, anh là chim ở trong lòng em. Phốc, tô lạc hoành cùng tào anh kiệt thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Trang hạo nhiên lại lập tức phát hiện ra một lời thề hôn nhân mới mẻ như vậy, nâng cao người hưng phấn nhìn về phía lãnh mặc hàn. A, à, đọc sai rồi. Lãnh mặc hàn phát hiện phía dưới còn có một trang giấy, anh trực tiếp buồn chán trò chuyện, lại một bộ dáng muốn chết vừa đọc đến chân thành, anh liền trực tiếp cực tuyệt chịu không nổi nhìn về phía mấy người trước mặt nói, tôi có thể không đọc được không? Tôi giết người nhiều như vậy, mỗi lần đọc mấy lời thề thượng đế đều phát hoảng. Ôi, nhanh lên một chút, cũng không phải anh muốn kết hôn, dù cho thượng đế muốn thu thập, cũng không phải thu thập anh. Tô Lạc Hoành trực tiếp lại lắc mông, như vậy khích lệ hưng phấn kêu lên. Lãnh Mặc Hàn nặng nề thở ra một hơi, đành phải tiếp tục đọc chân thành khẩn cầu thượng đế đừng bắt anh phải rời xa em, bởi vì em đi tới chỗ nào, anh liền theo tới chỗ đó, bởi vì em dừng lại cho nên anh cũng dừng lại. Người em yêu thương cũng sẽ trở thành người mà anh yêu thương, chủ của em cũng sẽ trở thành chủ của anh. Nếu em chết ở chỗ nào, anh cũng sẽ cùng em mai táng ở chỗ đấy. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều mong có em bên người lúc sinh tử. Mẹ nó. Người đàn ông này mặt lạnh lùng cư nhiên cũng bắt đầu nói lời thô tục, chịu không nổi ném tờ giấy A4 đi nói, đây là cái lời thề hôn nhân gì, rõ ràng chính là di ngôn. Biết tôi muốn đi chết nên chuẩn bị cho tôi. Vì sao lại là tôi đọc cái này, tôi muốn đổi. Đổi đi, đoạn này quá bi tình." Trang Hạo Nhiên cũng trực tiếp khí thế nói. Lãnh Mặc Hàn chính mình lại rút ra tờ tiếp theo, tiếp tục tức giận bất bình đọc, "Thượng đế ban cho em cuộc sống, em phải dùng linh hồn." Anh đọc không nổi nữa, ngẩng đầu lên, muốn đánh người. Phốc, Tiêu Đồng cùng Trương Tục giao cùng nhau nhìn qua khe cửa, phốc một tiếng cười đến dạ dày co rút chẳng lẽ không có loại lời thề hôn nhân nào đặc biệt hơn sao? Trang hạo nhiên trực tiếp nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, thất lạc mở to mắt nói, tôi mất nhiều tâm tư như vậy, trải qua sinh sôi lửa bỏng mới đem lão bà cưới về nhà. Nhất định phải là một lời thề hôn nhân độc nhất, thâm tình nhất, lãng mạn nhất. Chính là cái loại mà đọc lên, nước mắt sẽ không dừng được, có loại đó hay không? Như vậy, Tô Lạc Hoành trực tiếp tung tờ giấy A4 của mình lên nói, truyền thống, hiện đại, mỗi loại một ít đọc lên không sai biệt lắm nghĩ lại các ngươi nhất định phải cho tôi một lời thề kích động lòng người cảm động lòng người lãng mạn nhất trang hạo nhiên lại chuyển qua ngồi lên ghế ra cố chấp phân phó đây chính là một đời chỉ đọc một lần lời so với sống và chết còn quan trọng toàn bộ suy nghĩ một chút cho tôi không nghĩ ra được cũng không cho ăn cơm mấy người tô lạc hoành đều khóc thét nhìn anh vậy đi trang hạo nhiên trực tiếp xoay người nhìn về phía ba người nói sở nhai đâu tôi đọc lời thế kết hôn, chuyện trọng đại như vậy thế nào không thấy cậu ta. Ha 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 ha, tôi tới đây. Một trận cười đắc ý truyền đến, cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc chợt mở ra, lâm sở nhai cứ như vậy phá cửa mà vào, trên mặt anh tựa như lau một tầng dầu, vẻ mặt hồng hồng nhìn về phía mọi người cười rộ lên nói, các huynh đệ. Tôi tới, không có ý tứ, hôm qua lão bà mang thai, tôi nằm trong lòng lão bà, nghe một buổi tối tiếng thầm thì của con tôi con. Ôi, Càng nghe trái tim càng mềm mại a. À. Trang Hạo Nhiên tức khắc nước mắt nhìn về phía người này, chính là tên súc sinh này, lúc nào mang thai không mang mà lại đúng tối hôm qua náo thành như vậy, làm hại mẹ mình tối hôm qua rằng con một buổi tối. Ha 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 ha. Lâm Sở Nhai chính là ở chỗ này hài lòng cười to, vừa cười vừa còn muốn cảm thán mọi người nói, "Ôi, người có hỷ sự tinh thần thoải mái a." À? Mấy người đang làm gì vậy? Tiểu tử thối, hiện tại mới tới? chúng tôi vừa đọc lời thề kết hôn Tô lạc hoành thoáng cái nhào tới trước mặt lâm sở nhai vươn tay ngoác lấy cổ của anh đem anh lắc lia lịa nói có lão bà liền không nghĩ đến huynh đệ đến đây tôi lấy dao đến cắt anh tào anh kiệt tức khác vò tới trước mặt trang hạo nhiên vươn tay từ trong ống đựng bút lấy ra con dao nhỏ rung để cắt văn kiện lại muốn nhào tới trước mặt lâm sở nhai muốn đem quần của anh ta cởi ra ai 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 đừng làm rộn đừng làm rộn trong mắt tôi sao có thể không có huynh đệ a à? chờ con tôi sinh ra, tôi mỗi ngày đều cho nó đeo kính cùng chúng ta vui chơi. Lâm sở nhai cả người ngã sắp xuống trên sofa, một bên đẩy huynh đệ ra, một bên nói đùa. Tôi mặc kệ, hôm nay trước hết cắt của anh, tôi Lạc Hoành tiếp nhận con dao, làm bộ muốn thực hiện. Trang hạo nhiên vô cùng đắc ý ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, nhìn về phía mấy huynh đệ trước mặt cãi nhau ẩm ý, anh cũng không kìm lòng cười rộ lên, ngón tay nhẹ gõ vào mặt bàn bóng loáng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó chuyển đến âm thanh của tiêu đồng, thập phần tôn kính nói tổng giám đốc, tưởng thiếu ra tới. Mọi người sửng sốt, trang hạo nhiên sắc mặt thu lại, hai tròng mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, cả người tỏa ra khí tức thâm trầm mà thần bí. Tưởng văn phong lần này chân chính chính bộc lộ vẻ khẩn trương đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, nhìn về phía hai cánh cửa đóng chặt kia, anh nghiêng mặt, kiêng kỵ xem xét liếc mắt nhìn điệp y bên cạnh, Diệp y cũng thật sâu và lạnh lùng đứng một bên, giống như u linh, bảo vệ chủ nhân của mình. chương 1292, Đại kết cục 32 Toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu đồng cùng Trương Thục Giao lúc mở hai cánh cửa ra, mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía tưởng văn phong. Hắn lúc này lộ ra vẻ mặt khẩn trương, hai chân giường như đinh đóng trên mặt đất, động cũng không dám động, chỉ là hơi thở dốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người bên trong phòng làm việc trên chiếc ghế tổng giám đốc, một than ảnh màu đen đang ngồi đó, phía trước không biết đang biểu diễn tiết mục gì, chỉ cảm thấy không khí này càng ngày càng khủng bố. Hắn không khống chế được nuốt khan nơi cổ họng, cúi đầu, vẻ mặt ngượng nghịu ẩn nhẫn. Trang hạo nhiên hít mắt, nặng nề nhìn về phía trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, có mấy chú chim bay qua, mỗ chỉ chim diều chính lợi hại phi thiểm mà qua. Nhớ tới những lời điệp y vừa báo cáo lại với mình, mi mì tâm anh chợt nhíu lại, dường như mang theo một vẻ thần bí khó lường mà lại giống như đang chơi đùa, nghĩ xem nên giải quyết con mồi này thế nào, tay anh nhẹ nắm cầm. Bầu không khí ở nơi này càng ngày càng khẩn trương, trên bàn làm việc điện thoại của thư ký vang lên, tổng giám đốc, hội nghị lần thứ hai về dự án khách sạn dưới nước của Hoàn Cầu 15 phút sau bắt đầu. Địa điểm tổ chức là tại phòng hội nghị số 1 khách sạn Á Châu. Trang hạo nhiên nghe lời này, do dự suy tính rất lâu, cuối cùng tay trống lên mặt bàn làm việc trước mặt, Chậm rãi đứng lên, hai mắt lộ ra tia nhìn lợi hại nhìn về phía Tưởng Văn Phong đang đứng bên ngoài cửa phòng. Vẻ mặt anh hơi cười, từ từ cất bước đi về phía hắn, cho đến khi trầm mặc tới trước mặt của hắn, một mét 9 chiều cao cơ hồ chiếm ưu thế tuyệt đối, ép tới trước mặt người một bóng mờ. Anh lại lộ ra vẻ cười như không cười, cánh tay nhẹ đặt lên khung cửa, hạ thấp ánh mắt, khí thế nhìn về phía người trước mặt. Tưởng Văn Phong cảm giác một cái bóng mờ ép tới chính mình thở không nổi, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên híp mắt, giống như một người anh trai, khi thế nghiêm túc, chậm rãi hỏi đi đâu. Không đi họp, tưởng văn phong hai tròng mắt nặng nề, nhanh chóng nói ách. Bác gái và dì ân lên núi dâng hương, chuyện này tôi đã thông báo đến tưởng ca ca. a à, Trang Hạo Nhiên đáp, mắt liếm hơi thấp nhìn người trước mặt, không biết có phải do hoa mắt hay không, dường như nhìn ra xuyên qua một chút hồng. Mạch máu trong cơ thể như muốn sôi trào lên, anh thở dốc đem nó chậm rãi áp chế xuống, chỉ là giống như nhẹ nhàng an ủi, nhàn nhạt nói, tôi không phải đã nói rồi sao? Bình thường nếu như không có chuyện gì trọng yếu, không được vắng mặt trong cuộc họp. Đã lớn như vậy, chuyện nặng nhẹ nên biết phân biệt, đúng không? Trái tim như bị xé ra. Sắc mặt Tưởng Văn Phong có chút biến đổi, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu. Trang Hạo Nhiên lại nặng nề lặng yên liếc mắt nhìn hắn một cái, cùng bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, hơi đứng thẳng lên lúc hắn sắp sửa xoay người, tay anh lại chậm rãi cầm vai tưởng văn phong, giống như dã thú mà siết chặt, nhưng lại tách ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như không có chuyện gì, không cùng hắn so đo. Tưởng văn phong lại chờ cảm thấy bả vai của mình giống như bị nghìn cân ép xuống, hắn không có quên, người này ùm mình có cùng huyết thống, là anh trai mình, là một cao thủ. Tiêu đồng vội vàng giữa bầu không khí quỷ dị này, đi về vị trí tổng giám đốc, cầm lên áo vét trắng mặc vào cho anh trang hạo nhiên đưa lưng về phía mọi người trầm mặc mặc áo vét màu trắng vào một bên khuy nút áo lại hai mắt híp chặt một cỗ hơi thở mạnh mẽ đến nổi gân tay nổi lên nhưng anh vẫn là trầm mặc tiêu đồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái rõ ràng cảm giác được anh đang tức giận cô lại không dám lên tiếng tứ đại phó tổng giám đốc cũng trầm mặc đứng ở nơi đó không dám nói chuyện trang hạo nhiên cài xong khuy áo hơi chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu đen lúc này nghiêm nghị phong độ Nguồn vản khí khái xoay người nhìn về phía tưởng văn phong vẫn như cũ bất động đứng trước cửa, anh hơi kỳ nói, đi đi. Hội nghị thứ hai, cậu không cần có mặt à, lên đường đi, nếu không, tôi và cậu cùng đi. Không cần, tôi tự đi, tưởng văn phong nghe lời này, tức khắc khẩn trương gật đầu, liền xoay người nhanh chóng ly khai. Trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn về phía hắn cấp tóc rời đi, chậm rãi cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. Tứ đại phó tổng giám đốc nhìn về phía trang hạo nhiên dáng vẻ yên lặng, bọn họ nhao nhao nhìn nhau, lại vội vàng thu thập những tờ A4 lời thề kết hôn kia, cũng mặc âu phục vào nhanh chóng đi ra ngoài. Phòng hội nghị số một khách sạn Á Châu Vô số lãnh đạo cấp cao cao đi ra khỏi thang máy, nhằm vào hội nghị hôm nay thảo luận chi tiết hạng mục công trình, bao gồm chuẩn bị những gì ở khách sạn dưới nước. Ví dụ như nhân viên huấn luyện, hầm chứa rượu dưới nước. Mọi người đều nhao nhao tràn ngập chờ mong, mà đường khả hinh là phu nhân tương lại của tổng giám đốc lần đầu cùng lon tiên sinh là hai người có chức vụ cao nhất bộ rượu vụ tự mình ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ dự họp hội nghị công trình hầm chứa rượu khách sạn dưới nước mà hai vị lão tướng cao nhất nhìn hội nghị diễn ra đây là vì bước đầu tiên trong tương lai đem trọng trách giao cho đường khả hinh bác dịch thì lấy than phận cố vấn hầm rượu dưới nước tham dự hội nghị lần này Hôm nay là lần đầu tiên anh tham gia hội nghị tại khách sạn Á Châu, cũng là lần cuối cùng, bởi vì 3 ngày sau anh sẽ trở về vườn nho của mình, chuẩn bị thu hoạch đợt thứ hai. Toàn bộ phòng hội nghị số 1 đều có tiếng nhao nhao bàn luật, có bao nhiêu đề á bị phủ quyết, có bao nhiêu hạng mục có thể được thông qua. Đường Khả Hinh vô cùng coi trọng hội nghị lần này, nhất là biết trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi khi làm việc công tư phân minh. Cô đứng trong đám người khẩn trương nhìn vào đồng hồ, vừa dặn dò trợ lý bên cạnh, sau đó đưa ra kế hoạch thi công hầm rượu dưới nước, chú ý các vấn đề, thậm chí trước khi diễn ra cuộc họp còn muốn xem qua số liệu cùng danh sách đồ ăn của hạng mục. Tiểu Thanh Tức Khắc gật đầu. Thời gian đã đến 13 giờ. Cửa lớn phòng phòng hội nghị số 1 chợt mở ra. Đông Anh cùng Tiêu Đồng đồng thời cất bước đi đến, vẻ mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, đối với các vị gật đầu, mới chậm rãi nói: "Các vị, hôm nay hội nghị thứ hai về dự án khách sạn dưới sắp bắt đầu, mời mọi người vào." Các vị giám đốc đầu tiên tiến vào phòng hội nghị số 1 ngồi trên chỗ ngồi hàng thứ nhất, các thư ký cũng lập tức ngồi vào chỗ. Mà Tưởng Văn Phong cùng các kỹ sư ngồi ở hàng thứ hai bên trái phó giám đốc. Đường Khả Hinh cùng bác dịch thì ngồi hàng thứ hai bên phải. Tiếp đó là các quản lý cấp cao. Hai vị chủ tịch cùng thành viên hội đồng quản trị hôm nay không tham gia hội nghị. Bầu không khí có chút nhẹ nhõm cho đến khi có người thông báo hai vị tổng giám đốc đến. Mọi người tức khắc không lên tiếng, ngồi thẳng lên. Hai cửa trong nháy mắt mở ra. Tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, từng bước một ngang nhiên xoải bước đi vào phòng hội nghị. Đông Anh tức khắc kéo ghế ra ra để anh ngồi xuống. Mặt khác, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu đen, theo thói quen thường ngày, trên tay cầm một phần văn kiện, vô cùng tiêu sái cùng đẹp trai đi tới. So với quá khứ luôn nở nụ cười, hôm nay anh lại hơi nghiêm nghị, lúc đi về chỗ của mình, dặn dò tiêu đồng không cần hầu hạ, chính mình trực tiếp kéo ghế ra, hết sức nghiêm túc tư thái ngồi xuống. Tiêu đồng nhìn anh một cái, không dám nói chuyện, mà là trầm mặc không lên tiếng đi về ghế thư ký, mở máy vì tính chuẩn bị họp. Tưởng thiên lỗi rõ ràng cảm giác được Trang Hạo Nhiên không bình thường, quay đầu trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng mở văn kiện, hơi nâng mí mắt nhìn về phía vị hôn thê. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại nhìn anh nghiêm túc cùng thâm tình như vậy, cô không kìm lòng nhớ tới hôm nay cùng tưởng văn phong hôn, mặt có một chút đỏ, vội vã cúi xuống phía dưới, mang theo chút khẩn trương cùng xấu hổ mở văn kiện, thở dài. Trang hạo nhiên sắc mặt yên lặng nhìn dáng vẻ kia của hôn thê, không có xem nhẹ khóe miệng cô còn có chút sưng đỏ, anh lại chậm mà sâu lãnh quay mặt sang, hơi hít mắt nhìn về phía tưởng văn phong. Tưởng văn phong dường như ăn ý cũng vội vàng mang theo chút khẩn trương cùng hai tiếng ho khan cúi đầu, nhanh chóng mở văn kiện ra. Nguy tâm của anh giật giật, ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhìn về phía hai người này. Tưởng Thiên Lỗi là người ngoài cuộc không biết chân tướng, càng lúc càng cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ quái. Anh cũng theo ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Văn Phong cùng Đường Khả Hinh, nhíu mày nghĩ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Anh không kìm lòng được ngẩng đầu lướt nhìn Đông Anh một cái. Đông Anh cũng mang vẻ mặt nghi hoặc kỳ quái nhìn về phía anh, lắc đầu. Anh lại quay đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chính là chuyên tâm lật xem văn kiện về dự án khách sạn dưới nước, lại cảm giác có ánh mắt rơi trên người của mình, anh quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cười hỏi, nhìn cái gì? Cậu không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn cậu? Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp nhìn người này, nói, sáng sớm hôm nay còn là dáng vẻ tân nương ngọt ngào, xế chiều hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Mặt cùng khăn lau như nhau. Anh lại không cưới tôi, tôi đương nhiên khổ sở. Trang Hạo Nhiên rốt cuộc nâng mặt cười, ánh mắt không khỏi lại rơi xuống trên người Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vội vàng cúi đầu, nặng nề thở hồn hển một hơi, không dám đối mặt với anh. Người đàn ông này cứ như vậy cười như không cười, mang theo một chút ôn nhu rõ ràng nhìn về phía cô. Tiêu Đồng nhìn thời gian đã đến, đầu tiên là băn khoăn ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, lúc này mới hơi đứng lên, mặt hướng về gần nghìn người trong phòng họp nói: Hội nghị thứ hai của dự án khách sạn dưới nước bắt đầu. Người phát ngôn đầu tiên, nhà thiết kế công trình thứ hai Tưởng Văn Phong. Chương 1293, đại kết cục 33. Hội nghị bắt đầu. Mọi người nhanh chóng mở văn kiện ra, cẩn thận xem nội dung hội nghị đầu tiên của dự án. Tưởng Văn Phong thong thả đứng lên, toàn bộ phòng hội nghị lập tức tối om, màn hình tinh thể lỏng bắt đầu xoay tròn, có liên quan đến bản thiết kế của khách sạn dưới nước, đèn chiếu bắt đầu chiếu lên màn hình lớn. Mới nhất là thiết kế phòng khách của khách sạn sử dụng thiết kế hình chứng, bên trong mộ thiết kế hình chữ D, tăng thêm nhiều thứ mới lạ. Căn cứ vào hiệu quả khi công bố thiết kế hình chữ D tại hội nghị trước. Tưởng văn phong bỏ đi thái độ chơi đùa bình thường mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc của một nhà thiết kế thiên tài. Hắn đứng lên mở văn kiện trong tay từ từ giải thích nói, nó xác thực thể hiện sự chân thực nhiều hơn là tính mỹ cảm. Khách sạn dưới nước vốn dĩ đã là một kỳ quan của thế giới chúng ta cần thể hiện ra cho những vị khách ở tại khách sạn dưới nước nhiều hơn cả sự ngắc nhiên và hưởng thụ. Tưởng thiên lỗi chậm rãi gật đầu. Trang hạo nhiên cũng chậm rãi cúi đầu, lật lật văn kiện trong tay, nhìn kỹ nội dung trên dự án này. Tưởng văn phong tức khắc hơi xoay người, tay chỉ lên màn hình lớn nói, chúng ta lần này cùng nhiều nhà khoa học tại nhiều quốc gia hợp tác, trong quá trình bọn họ tiến hành thăm dò, phát hành hoàn toàn mới khái niệm phòng mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng hiện lên đồ án hình chữ d thời gian các vụ khách đi vào phòng khách nhìn như một căn phòng đơn giản tại khách sạn dưới nước thế nhưng một khắc khi bước vào vậy mà lại phát hiện ra căn phòng hóa ra là hình chứng giống như cánh hoa triển khai cùng một loại không gian xuyên thời gian bên trong không gian kia có nơi spa hồ bơi tư nhân sảnh tiếp khách thậm chí còn có sảnh tư nhân con đường riêng có thể chiêm ngưỡng kỳ quan dưới nước những không gian này hiện lên đều dựa vào sự điều khiển của sự tưởng tượng của con người. Mọi người ồ lên, ngay cả Đường Khả Hinh cũng không kìm lòng được mở to mắt nhìn về phía một màn này, quả thực cảm thấy không thể tưởng ra. Tưởng Văn Phong lập tức vì mọi người giảng giải, nói chúng ta đều biết, con người giống như một loại dòng điện cùng từ trường phát ra một loại từ trường cực mạnh, tức là sóng não. Phòng của chúng ta lắp đặt khí cảm ứng từ não bộ con người tiên tiến nhất thế giới, khí cảm ứng này sẽ căn cứ vào sóng não chỉ cần khách của chúng ta tỏa ra sự chân thực mãnh liệt trong suy nghĩ, trung tâm của chúng ta tức khắc sẽ vì khách mà mở ra không gian họ mong muốn. Chân chính khách muốn cái gì, chúng ta liền phục vụ cái đó cấp. Mà người máy ẩn này, chính là khách sạn chúng ta triển khai nhiều không gian bí mật. Tưởng thiên lỗi đối với thiết kế cải cách này, bộc lộ hết sức hài lòng. Các cán bộ cấp cao cũng mỉm cười vẻ hài lòng. Đi cây, tổng cố vấn dự án khách sạn dưới nước, đối với việc chuyển đổi nhiều không gian như vậy, hỏi có phải thông qua chứng nhận không gian mô phỏng hay không. Tưởng Văn Phong nhanh chóng hồi phục nói, từ lúc bản thiết kế này được nghĩ ra, bộ công trình của chúng tôi đã ngày đêm nhiều lần tiến hành việc xác nhân chứng thực không gian mô phỏng, cần phải lấy yếu tố con người và an toàn của họ đặt lên hàng đầu khi thiết kế. Trang hạo nhiên mặt bộc lộ biểu tình nhàn nhạt nhìn về phía văn kiện cùng đồ họa, hơi do dự suy nghĩ một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tưởng văn phong đứng trong đám người, Dáng vẻ thành thục cùng nghiêm túc, cứ như vậy tinh tế nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau rốt cuộc mới bộc lộ nụ cười thỏa mãn, gật đầu nói, "Không tệ. Thiết kế này đúng là mang tính cách tân của tập đoàn hoàn cầu chúng ta, cũng là bước phát triển mới trong sự nghiệp một nhà thiết kế." Tưởng Văn Phong ngẩng đầu nhìn về phía anh, không hiểu sao nhớ tới hôm nay chính mình đem đường khả hình đè lên cây long nhãn hôn môi, trái tim của hắn như bị đá đè nặng nề, nhưng vẫn là hành động cho phép mà nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn ngồi xuống Từng, Trang Hạo Nhiên không chờ tưởng Văn Phong ngồi xuống, liền cười nhìn về phía mọi người nói, Steve Jobs đã nói một câu nói, điện thoại nhỏ thích hợp nhất với con người, chính là 3.5 inch. Khi đó kỹ sư điện tử trên thế giới đều đem những lời này thành chân lý. Nhưng hôm nay, di động làm càng lớn, nhất là Samsung của Hàn Quốc, một dân tộc đáng tôn trọng, nhấn mạnh sự phát triển của văn hóa quốc gia, thậm chí đưa điện thoại di động đẩy tới 6.7 inch. Cho nên, Thần thoại chính là sẽ bị người phá vỡ, nhất là những thứ như vậy. Không nhìn quy luật của thế giới, đánh vỡ tư duy thái độ bình thường của nhân loại, sức sáng tạo không bền sẽ không thể trở thành người tài. Newton bởi vì một quả táo mà phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn, như Lai Phật Tổ ở một gốc cây cây bồ đề ngộ ra kinh Phật, tôi nghĩ Văn Phong là một thiên tài thiết kế, có đúng không? Bởi vì một quả nho, cho nên mới có ý tưởng kỳ diệu như hôm nay. Lời này vừa nói ra, tưởng văn phong sắc mặt đột nhiên biến. Đường khả hình cũng lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt, khẩn trương được nói không nên lời đến. Tưởng thiên lỗi tức khắc nghe thấy được có chút không bình thường, anh nghiêng mặt, có chút khẩn trương nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên lại kéo biểu tình cười như không cười nhìn về phía tưởng văn phong một mình đứng ở nơi đó khẩn trương xấu hổ, anh nhẹ nhõm cười, khí thế nhìn về phía người trẻ tuổi trước mặt, nói, văn phong. Cậu xác thực không làm tôi thất vọng, bất kể là sự nghiệp, hay là tính tình, suy nghĩ, làm những chuyện như vậy, thật sự ngoài ngoài ý liệu của tôi. Cậu luôn luôn lúc nào cũng làm tôi khiếp sợ, nghĩ đến là một đại não của nhân loại, đâu có dễ dàng bị phỏng doán, vậy câu nghĩ xem hiện tại rốt cuộc tôi muốn thưởng cho cậu thứ gì. Tưởng Văn Phong lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói tôi không cần thưởng. Đây là chuyện nội sự, tôi tất nhiên nên làm tốt. Chuyện nội sự, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tiếp nhận những lời này, mỉm cười nói chúng ta hiện đang ở tập đoàn không phải là người một nhà sẽ không nói chuyện nội sự tập đoàn cùng công ty luôn luôn đều phải thưởng phạt phân minh điểm này cậu hẳn là rõ ràng đi để tôi nghĩ xem rốt cuộc nên thưởng cho cậu thứ gì tập đoàn chúng ta luôn luôn có chế độ thưởng phạt vô cùng hoàn chỉnh cho nên giống như tiền thưởng tất cả đều phải có vậy cậu còn thiếu cái gì anh nhàn nhạt, nhạt hơi nghiêng mặt nghĩ tưởng văn phong khẩn trương đứng một bên thở dốc Lãnh đạo cấp cao tập đoàn Hoàn Cầu, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, làm cho bầu không khí kỳ quái này mà cảm thấy nổi lên nghi ngờ. Đúng rồi, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt có ý cười, hai tròng mắt lóe ra một chút tinh nhuệ nhìn về phía người thanh niên trước mặt nói, hay là liền thưởng cho cậu một nụ hôn đi. Phanh, trái tim vỡ ra từng mảnh. Tưởng Văn Phong khẩn trương đứng một bên, chân thật sợ đến một tiếng không dám hừ. Đường Khả Hinh mạnh tay túm lấy Trang Phục cũng khẩn trương lúng túng cúi xuống phía dưới, sợ đến một tiếng không dám hé ra, cảm giác sự phẫn nộ của người đàn ông kia như trận lửa lớn lao thẳng đến. Các lãnh đạo cấp cao ngạc nhiên quay lại nhìn về phía tưởng văn phong. Không muốn, tưởng văn phong thần sắc căng thẳng, nói một câu. Không muốn, trang hạo nhiên mở chừng hai mắt, thẳng nhìn về phía hắn, hơi cao tiếng gầm nhẹ những lời này. Một trận khí thế mãnh liệt toát ra, hai cánh cửa phòng hội nghị trong nháy mắt bị mở ra, một than ảnh màu tím giống như tia chớp lao đến, trực tiếp phẫn hận kéo cổ áo tưởng văn phong. Mọi người đều bất ngờ, chỉ thấy cô trực tiếp kéo hắn mạnh mẽ ngoan đập đến trước tấm thủy tinh công nghiệp 12cm, phịch một tiếng, vết tích thủy tinh nứt ra như những bong tuyết nhìn mà ghê người, chỉ cần cô thoáng dung sức liền trực tiếp đem người này quẳng xuống bể cá mập tầng 9 của tòa nhà. Mọi người kinh hãi đứng lên, tưởng thiên lỗi cũng trong nháy mắt khiếp sợ đứng lên, kêu to, điệp y. Điệp Y lại chỉ nghe mệnh Trang Hạo Nhiên, hơi dùng sức túm chặt cổ Tưởng Văn Phong, cô ngay cả Trang Ngải Lâm cũng dám cho một bà tai, trên thế giới này không có người cô sợ. Đường Khả Hinh lập tức sợ hãi đứng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Văn Phong, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trang Hạo Nhiên lúc này mới tức giận đến cả người phát run, chậm rãi từ giữa mọi người đứng lên, một trận lửa giận mút trời đi tới trước mặt Tưởng Văn Phong, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm khóe miệng còn sưng đỏ của hắn lại tức giận đến một trận máu sông lên não, cả người gần như mắt hoa, mờ u bàn tay gân xanh nổi lên nắm chặt. Anh lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vươn hai tay chậm chạp vỗ khuôn mặt hắn, giả vờ vô cùng thân thiết cúi đầu, cường thế hạ giọng, hai tròng mắt bộc lộ đằng đằng sát khí nói, đừng tưởng rằng cậu có 5 đồng tiền bạc, một đồng bột mì, liền cảm thấy tình cảm giống như cuộc sống của cậu giống nhau có thể chơi đùa hồ nháo. Cậu muốn thật như vậy phỏng đoán lòng người, Liên trước hết hãy đạp đổ trang ca ca của cậu vì tình yêu đi đến được con đường này, một lần nữa cảm thụ đến so tài cao thấp với tôi. Tôi tha cho cậu một lần lại một lần, bất kể là trong công việc hay là tình cảm, lần này tôi nếu không phải là ở trước mặt mọi người giáo huấn cậu một trận, cậu thật sự nghĩ rằng mình cái gì cũng có thể làm. Tưởng Thiên lỗi nhanh chóng đi hướng chỗ Trang Hạo Nhiên, nhìn anh tức giận đến cả người run rẩy, cũng không dám cao giọng khiển trách, đành phải nói, Hạo Nhiên có việc gì từ từ nói. Đường khả hình cũng vội vàng nhanh chóng đi tới, vội vã ôm lấy cánh tay Trang Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên. Đừng như vậy. Tưởng văn phong thân thể kề sát trên mặt thủy tinh công nghiệp, vẻ mặt bộc lộ vẻ xin lỗi, nuốt khan nơi cổ họng, nói, tôi. Tôi không phải cố ý. Trang Hạo Nhiên chậm rãi cười, hai tay vỗ vỗ khuôn mặt hắn, mở to mắt, lại tức giận đến phát run nói, không phải cố ý. Cậu dùng một quả nho liền dám đụng đến môi người phụ nữ của tôi thái độ sống như vậy, vậy tự hỏi lúc nào sẽ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề. Người đã vọng động như vậy, vậy ta cũng liều lĩnh. Đến đây đi, thân ái, ta tưởng ngươi một hôn. Anh nói xong, cư nhiên hai tay trực tiếp nâng mặt tưởng văn phong lên, cúi xuống, mạnh mẽ ấn môi mình lên môi hắn. A, à, đường khả hinh mở to mắt, thở hốc vì kinh ngạc, hai tay ấn môi, tim phổi thận cùng nhau chấn động rất xuống đầy đất. Tưởng thiên lối cùng những người khác tất cả đều mở to mắt, toàn thân nổi ra gà chấn động rớt xuống đầy đất, nhìn một màn này. Tưởng văn phong cả người bị điểm huyệt bất động, miệng sưng đỏ nhìn chừng chừng về phía trước, biểu tình không biết là muốn chết hay muốn sống. Nhớ đấy, Trang Hạo Nhiên mặt giả bộ làm một phó ngoan tương, chậm rãi vươn tay vỗ vỗ má trái hắn, mới chậm rãi nói Trang ca ca của cậu là một người thưởng phạt phân minh. Mặc kệ chuyện này nhiều cái tốt, có lẽ nhiều cái buồn nôn, tôi cũng sẽ liều lĩnh, nói được thì làm được. Chàng trai trẻ, cho tôi một chút thời gian suy nghĩ, tiếp theo nên xử lý cậu thế nào, cá mập không hầu hạ được cậu, vậy chúng ta nghĩ cách khác, trước họp đi. Anh nói xong, lại một bộ dáng nghiêm nghị đẹp trai trở về vị trí tổng giám đốc, như thể vừa rồi cũng không có phát sinh chuyện gì. chương 1294, Đại kết cục 34 Hội nghị kết thúc, phòng làm việc tổng giám đốc, bầu không khí một mảnh trầm tĩnh, cơ hồ ngưng kết thành một khối băng, đường khả hình đứng một mình giữa bàn công tác, Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên phía bên kia bàn làm việc, mặc áo đen cùng quần tây trắng, đang quay lưng với mình, ngồi trên ghế tổng giám đốc, chỉ nhìn bóng lưng, vẫn có thể cảm giác được lồng ngực anh đang phập phồng bất bình, lửa giận ngút trời, một màn vừa rồi trong quá trình họp, anh thiếu chút nữa phẫn nộ mà đem Tưởng Văn Phong đẩy rơi ra ngoài cửa sổ, làm cho cô hơi khẩn trương nhẹ nuốt một hơi. Lúc cúi xuống, nhìn thấy trước bàn làm việc có bản báo cáo công tác, quy quy củ củ mở ra, thế nhưng người kia nhìn cũng không có nhìn. Bên ngoài phòng làm việc mấy người lâm sở nhai cùng tô lạc hoành, còn có tiêu đồng, nhao nhao chen vào khe cửa, muốn nghe một vài tiếng động bên trong, đều đang suy nghĩ nếu như có gì đó to tiếng chuyển đến, tức khắc vọt vào cứu người. Đường khả hình tựa hồ có thể cảm giác được bầu không khí có phần căng thẳng ấy, cô cũng sợ hãi khẩn trương muốn lặng yên xoay người đi ra ngoài. Một trận thanh âm chuyển động ghế ra rất nhanh chuyển đến. Trang Hạo Nhiên trực tiếp chuyển động ghế ra, mặt lạnh đối mặt bàn công tác, rút ra bút máy, cúi đầu trầm mặc nhìn báo cáo trên bàn công tác. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, mở to mắt, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên sắc mặt căng thẳng, hai tay hơi cầm báo cáo công tác kia, hai tròng mắt tinh nhuệ từ từ xem lướt qua báo cáo công tác kia, tưởng thiên lỗi đã lưu loát ký tên từ sớm, thập phần khẩn trương ký ở nơi đó, rất sợ lại sinh chuyện, anh lại tiếp tục trầm lãnh, hết sức nghiêm túc nhìn về phía mỗi nội dung trong báo cáo công tác, bao gồm phần nhận xét, phần xem của mình, ưu khuyết điểm của vấn đề, anh hơi ngước mắt, nhìn về phía người trước mặt. Đường khả hình vội vàng cúi đầu, trầm thở một cái, không dám nói chuyện. Chỉ tiêu doanh số bán hàng của bộ rượu vụ tháng này có phẩm giảm sút, đây là có chuyện gì? Anh dường như thập phần nghiêm túc nhìn báo cáo, lại nhàn nhạt hỏi. Ách, đường khả hình hai tròng mắt lưu chuyển một chút, cảm giác trái tim mình bang bang nhảy, nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc căng thẳng, mới yếu ớt nói, đầu mùa đông đến mùa xuân, đều là thời gian ra mắt rượu mới của các rượu trang, bất kể là rượu thương, hay là thương nhân đều sẽ có thái độ xem chừng từ trước, cuộc chiến giá cả mới lại bắt bắt đầu bắt tay vào tiêu thụ cùng tuyên truyền, mà mùa thu chuẩn bị qua, đối với tiêu dùng loại rượu đế, rượu băng được phái như ưa chuộng từ từ giảm thiểu, việc này cũng dẫn đến doanh số bán hàng đi xuống. Có phương án gì giải quyết? Trang Hạo Nhiên híp mắt, từ từ suối xuống, xuống xem lướt qua, giữa báo cáo công tác, cũng không có trình bày điểm này. Đường Khả Hinh lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía anh, rất khẩn trương nói tôi hy vọng có thể vào thời điểm ra mắt rượu mới, xuất về các rượu trang nhỏ cùng rượu trang tinh phẩm nổi tiếng loại rượu ít được chú ý đến. Tôi đã từng cùng quản lý thị trường, còn có bộ trưởng tiêu thụ điều tra vấn đề này, bọn họ đều tán đồng cách làm này của tôi, kế hoạch của hạng mục mới này, tôi buổi chiều chuẩn bị xong, sáng mai sẽ đưa tới cho anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, tiếp tục xem lướt qua văn kiện. Đường Khả Hinh khẩn trương đến mức mồ hôi muốn tuôn ra, hai chân đạp giày cao gót, đứng trước bàn làm việc đủ nửa giờ, mà hôm nay cầm hương đi đường núi hơn một giờ, cô có chút mệt mỏi cúi xuống, thở dốc. Trang Hạo Nhiên lại tiếp tục nhẹ chấp đôi mắt nóng cháy, nhìn về phía phần văn kiện trước mặt, nội dung trình bày, toàn bộ cùng cá tính đường Khả Hinh ôn hòa ấm áp đều tương hợp nhau, ngay cả kiểu chữ trong đó cũng lộ ra hơi thở dịu dàng, đều cực kỳ tương tự, anh trực tiếp chỉ ra khuyết điểm nói, phần báo cáo công tác này không tệ, nhưng công là công, tư là tư, bởi vì vấn đề khuyết điểm của cá nhân em, phần báo cáo này có chút không đủ chuyên nghiệp, ít nhất theo chức vụ độ mạnh yếu của báo cáo không đủ. Lực thuyết phục không mạnh. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức nhấc mí mắt, nhìn về phía người trước mặt vẫn dáng vẻ nghiêm túc tức giận, cô đành phải cục đầu xuống, nhẹ giọng đáp biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý. Xác thực, Cá nhân tôi có vẻ quá nhẹ nhàng, cho nên có vài phương diện, thể hiện được không tốt lắm, lý tính chưa đủ, cảm tính có thừa. Trang hạo nhiên nhấc mí mắt, nhìn về phía cô, dùng một loại ngữ khí chậm rãi nhàn nhạt, nhạt nói, em cũng biết, chính mình lý tính chưa đủ, cảm tính có thừa sao. Đường khả hình cắn môi dưới, không nói lời nào. Trang hạo nhiên cũng tiếp tục trợn mắt nhìn cô, hôm nay mặc váy ngắn bó sát đỏ thấm, bên ngoài khoác âu phục màu đen, hiện ra vóc người nóng bỏng của cô, một mặt xinh đẹp động lòng người, mặc dù cô đối với công việc đã hết sức nghiêm túc cùng chuyên nghiệp, thế nhưng vẻ xinh đẹp khuynh thành kia, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng có vẻ chim sa cá lặn, anh trực tiếp cười rộ lên nói, phải làm tổng quản dựa vụ tương lai, dựa vào điểm cảm tính kia, làm sao có thể thống lĩnh hơn 7.000 cấp dưới. Đây là tương đương với một CEO trong một công ty nhỏ. Đường khả hình thở dài một cái, trái tim bắt đầu run rẩy nhưng vẫn là hơi đè nén cảm xúc, hết sức xin lỗi nói thực sự rất xin lỗi tôi sau này sẽ chú ý nếu như anh đối với báo cáo của tôi không còn có lời không vừa ý xin mời anh ký tên tôi còn phải quay về hoàn chỉnh báo cáo trình cho thầy trang hạo nhiên nhìn về phía thái độ càng lúc càng ngang ngạnh của cô anh vẫn như cố thập phần bình tĩnh nói anh lúc nào ký tên là chuyện của anh vậy anh cứ chậm rãi suy nghĩ đi giả như tôi có nơi nào làm chưa được xin anh chuyển lời đến thư ký cho tôi biết sửa chữa sau, tôi sẽ lại đưa tới. Đường Khả Hinh nói cho hết lời, liền chính mình nhanh chóng xoay người, đi về phía phòng làm việc. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ này của cô, trong nháy mắt đứng lên, nhanh chóng cất bước, thừa dịp lúc cô vừa muốn kéo cửa, bỗng vươn tay nắm chặt cánh tay cô, đem cả người cô mãnh thế xoay lại, đè trước cửa, cúi xuống, đôi mắt nóng cháy thật sâu nhìn chầm chầm người này, nói, đi đâu? Đường Khả Hinh tức giận đến mức hơi thở có phần gấp gáp, mặt đỏ bừng, hai tròng mắt khẽ run run phẫn nộ ủy khuất trực tiếp không nhìn người trước mặt nghẹn ngào kêu lên tôi không về ở chỗ này làm cái gì chờ tâm tình anh không tốt lại la mắng vài câu nữa sao trang hạo nhiên mở to hai mắt trực tiếp cúi đầu nhìn người này nói em làm sai chuyện còn lý sự sao đường khả hình lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người này hai mắt đều kịch liệt đỏ bừng lại cảm thấy ủy khuất kêu lên tôi làm sai chuyện gì tôi không có cự tuyệt cậu ta sao tôi làm sao biết cậu ta sẽ như vậy. Tôi cũng hy vọng chính mình trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, từ môi đến tóc đều là của anh, nhưng tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi bị người khác cưỡng hôn, anh nghĩ rằng trong lòng tôi dễ chịu sao? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên sắc mặt hơi hòa hoãn, nhìn về phía người này. Anh đừng nhìn tôi như vậy, anh thật sự cảm thấy tôi không tốt, chúng ta đừng kết hôn đường khả hình trực tiếp lại khí thế tràn đầy ngừng đầu kêu lên vậy đừng kết hôn trang hạo nhiên cũng trong nháy mắt nói ra những lời này anh đường khả hình mở to mắt nhìn về phía trang hạo nhiên vẫn sắc mặt tức giận tim cô bỗng đau nhói nước mắt trong nháy mắt chảy xuống trực tiếp cắn chặt răng dậm chân nói không kết thì không kết tôi liền biết lúc tôi cầm hương chén nước bị rơi vỡ xuống đất ở trước mặt tôi nhất định sẽ gặp chuyện không may tùy tiện đi cô nói cho hết lời trực tiếp vươn hai tay mãnh thế muốn đẩy Trang Hạo Nhiên ra. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt lại nắm chặt cánh tay cô, cường thế đem cô đè vào trước cửa, lúc này mới cúi đầu hết sức nghiêm túc tức giận nói, động một chút là nói không kết hôn. Dù nổi giận thế nào, đều không nên lấy hôn nhân đại sự ra nói đùa. Anh có thể thông cảm em lần này không có cách nào cực tuyệt văn phong, dù sao nó cũng là đàn ông. Thế nhưng em ngây thơ đơn thuần thế nào, cũng hẳn là hiểu rằng, nó nếu như đối với em có chút tâm tư, sẽ đối với em như vậy. Nếu như em không yêu, nghiêm túc một chút nói cho nó biết ý nghĩ trong lòng em, không được sao. Đường khả hình nước mắt lăn dài, ngẩng đầu ủy khuất nhìn về phía người này, trong nháy mắt cũng tức giận kêu lên, tôi làm sao biết ý nghĩ của cậu ta. Tôi thế nào quản được ý nghĩ của cậu ta, tôi cả người lẫn tâm tư đều ở trên người của anh. Từ ngày yêu anh, mỗi sáng sớm dậy tới lúc ăn cơm đi làm, rồi đi ngủ, trong đầu nghĩ đều là anh. Trong lòng tôi bây giờ căn bản là không chứa nổi người khác. Tôi vì có thể gả cho anh, cầm cây hương dài hơn một thước kia, đi giày cao gót hơn 10cm đi đường núi cả một giờ, dập đầu lại Phật tổ đến mức đầu gối cũng sắp sửa nứt vỡ ra. Tôi rất sợ lại có một nguyên nhân nào khác, nếu như tôi vẫn không có biện pháp cùng anh một chỗ, tôi cũng nhảy xuống tòa cao ốc hơn 100 tầng kia. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt vươn tay che miệng cô, trong lòng đau nhói kêu lên, không cho nói điều không tốt như vậy. Đường khả hình lại trực tiếp nảy sinh ý ác độc, mở miệng, hướng gan bàn tay anh hung hăng cắn một cái. a à, Trang hạo nhiên lập tức rút tay ra, mặt nhăn nhó đau đớn, nhìn về phía dấu răng trong lòng bàn tay bị cắn kia, anh trực tiếp ngẩng đầu la lên, em cô gái này. Đường khả hình rơi lệ không để ý anh, trực tiếp xoay người, muốn vươn tay kéo cửa ra. Trang hạo nhiên nhanh chóng từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, kêu lên em muốn đi đâu. Ai cần anh lo, đường khả hình không nói hai lời, vẫn tức giận muốn kéo cửa bỏ đi. Được rồi, được rồi, Trang Hạo Nhiên tức khắc nhanh chóng chậm lại ngữ khí, ôm chặt thân thể đang dẫy dụa của cô, muốn cô dựa vào lồng ngực mình. Anh buông tôi ra, đường khả hình bị bức bất đắc dĩ xoay người, vươn hai tay làm bộ muốn đẩy anh ra, vừa đẩy biên rơi lệ nghẹn ngào gọi, anh không thích tôi, tôi đi. Trang Hạo Nhiên nhìn người này thực sự tức giận, Tim anh căng thẳng, trong nháy mắt ôm chặt cô hơn, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của cô, mút những giọt nước mắt chảy xuống đến khóe miệng kia, có chút mặn nhưng lại lộ ra sự ngọt ngào, nhớ tới câu nói kia của cô, tôi cả người lẫn tâm tư đều ở trên người của anh. Từ ngày yêu anh, mỗi sáng sớm dậy tới lúc ăn cơm đi làm, rồi đi ngủ, trong đầu nghĩ đều là anh. Trong lòng tôi bây giờ căn bản là không chứa nổi người khác. Nghe những lời này, tim anh kỳ thực sớm đã kích động dâng trào, mừng rỡ như điên cảm giác hạnh phúc kia giống như phiên giang đảo hải vò tới. Ưm, ừ, đường khả hình trong lòng chợt mềm mại, nước mắt lăn xuống, lại cảm giác lồng ngực người đàn ông này vô cùng bóng cháy, kích thích trái tim mình bang bang nhảy, bất giác hai tay nhẹ buông. Trang hạo nhiên ôm lấy đường khả hình nóng cháy hôn rất lâu, lúc này anh mới chậm rãi buông cô gái trước mặt ra, kìm lòng không được đau lòng cúi xuống dưới, nhìn về phía cô gái trước mặt khôi phục lại vẻ ngượng ngùng ửng hồng kia, anh cũng ôn nhu cười, Hai tròng mắt lóe lên một điểm mập mờ, chậm rãi vươn tay, nhẹ chạm vào cánh môi đỏ mọng của cô, cố ý không để ý đến điểm sưng đỏ kia, mới thâm tình cảm tính nói, đồ ngốc. Anh bởi vì biết đàn ông khác nếm qua môi em, sẽ không thể kiềm nén bản thân, thậm chí phấn đấu quên mình, anh mới khẩn trương và sợ hãi như thế. Anh lúc đó cũng là bởi vì nhất thời xúc động, nếm qua môi em, từ đó anh liền vạn kiếp bất phục. Đường Khả Hinh trong lòng khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, trang hạo nhiên khôi phục thái độ lý trí cùng cảm tính, cúi đầu, vươn tay nhẹ vuốt sợi tóc rối xuống khuôn mặt ôn nhu của cô, mới yếu ớt nói: anh lại cũng ngăn không được người anh em kia, cùng anh bắt đầu chiến tranh đến tê tâm liệt phế. lúc đó vì người anh thiên lỗi này, anh hết lần này đến lần khác đều nhượng bộ, thối lui đến mức anh cơ hồ không có tôn nghiêm, cái loại cảm giác này nhớ tới, đến nay vẫn còn đau cùng lo lắng. anh không muốn văn phong lại trải qua chuyện như vậy. Thế nhưng anh có thể làm gì? Nó là em trai của anh. Đường khả hình hai tròng mắt phiếm hồng, đau lòng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên xúc động vươn tay, nhẹ nắm vai đường khả hình, cúi đầu nói, anh thừa nhận, sau khi anh biết văn phong hôn em, anh đều muốn điên rồi, sắp mất đi lý trí. Nhưng anh biết, có đôi khi tình yêu chính là sẽ khiến người ta mất đi lý tính. Anh muốn thừa dịp nó còn chưa xa chân vào vũng bùn lầy, liều mạng ngăn cản nó. Nó không hiểu, con đường tình yêu này, thực sự không dễ đi. Đường khả hình tim bỗng nhiên tê dần, cúi xuống, nước mắt rơi xuống. Trang hạo nhiên nghiêng mặt, nhìn về phía bộ dáng nũng nịu, đáng yêu ủy khuất của vị hôn thê, kìm lòng không được cười, lại vươn tay nhẹ búng chóp mũi cô, mới chậm rãi nói, không tức giận. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu, hờn dỗi nhìn về phía người này. Trang hạo nhiên nhìn thái độ của cô như vậy, lòng mềm nhún, lại khẽ nhếch miệng nở nụ cười mị lực, cúi xuống dưới nhẹ hôn chán cô, dùng một loại ngữ khí cực kỳ ôn nhu, cực kỳ cảm tính, khàn khàn nói, vị hôn thê của anh hôm nay cực khổ. Vì hôn sự này, còn phải cầm cây hương hơn một thước, đi đường núi suốt một giờ đồng hồ, dập đầu lại Phật tổ. Khiến đầu gối sắp sửa nứt vỡ ra. Đường khả hình nhịn không được vì một tiếng bật cười. Đến đây, anh xoa bóp cho em. Trang hạo nhiên không nhịn được muốn ôm ngang lấy đường khả hình. Ai, đừng đường khả hình thoáng cái đẩy anh ra. Vì sao, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt lại ôm chặt bên hông đường khả hình, cúi xuống dưới thập phần yêu say đắm không nỡ nói thật vất vả mới gặp mặt. Lại còn dùng thời gian như vậy để cãi nhau. Không được, đường khả hình tin cũng đập loạn, cô lại ôn nhu ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên không khỏi cười nói em bận phải đem báo cáo công tác về. Thầy đang chờ. Trang Hạo Nhiên không chịu, lại muốn ôm chặt vị hôn thê, anh có ký hay không a à? thật không ký tên, không lấy anh làm chồng. Đường Khả Hinh nói lời này, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc như mật. Em ở lại cùng anh một lát, anh liền ký. Trang Hạo Nhiên lại muốn cúi đầu hôn cô. Tiếng gõ cửa, trong nháy mắt vang lên, truyền đến thanh âm quy củ của tiêu đồng, tổng giám đốc, tổng giám đốc tưởng và tưởng thiếu ra tới. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe lên, toàn thân lại dâng lên vẻ không khách khí. chương 1295, Đại kết cục 35. Cửa lớn phòng làm việc chậm rãi mở ra. Tưởng Thiên lỗi dẫn theo em trai Tưởng Văn Phong đứng ở cạnh cửa, mặt bộc lộ vẻ băn khoăn, nhẹ chớp đôi mắt, nhìn về phía không gian bên trong tràn đầy tĩnh lặng, Đường Khả Hinh vẫn quy quy củ củ đứng bên sofa trong sảnh, khẽ cúi xuống đầu. Mà Trang Hạo Nhiên thì ngồi xuống đưa lưng về phía sofa, trong tay cầm một phần báo cáo công tác nào đó, dường như đang thập phần nghiêm túc xem, thỉnh thoảng lúc lật xem, còn gây ra trận trận tiếng vang anh cứ như vậy trầm mặc liếc mắt nhìn về phía bóng lưng của người này một cái, mới từ từ cất bước đi vào trong. Tưởng văn phong không có cách nào, cũng hơi thở dốc, theo anh trai từ từ cất bước đi vào phòng làm việc. Đường khả hình trầm mặc đứng ở bên sofa, nghe tiếng bước chân kia, cô chậm rãi ngẩng đầu, trước nước mắt nhìn sắc mặt thâm trầm của tưởng thiên lỗi, cô lại khẽ nghiêng mặt, liếc mắt xem xét tưởng văn phong ở phía sau anh, tức khắc mặt bộc lộ vẻ xấu hổ tức giận. Tưởng Văn Phong nhìn về phía dáng vẻ này của cô, liền cũng hơi khẩn trương ho khan một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, đầu tiên là chậm rãi liếc mắt nhìn dáng vẻ nhàn nhã trầm mặc như đang xem văn kiện kia của anh, chính mình liền cũng trầm mặc gỡ bỏ nút áo âu phục, ngồi xuống bên sofa đối diện. Trang Hạo Nhiên hơi nhấc mí mắt, xem xét nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, kìm lòng không được hơi giờ báo cáo trong tay, mới ngạc nhiên nói, tôi nói, báo cáo làm việc này anh không có xem qua sao bên trong một vài thuật ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp vẫn còn có một vài điểm ngữ pháp sai tốc độ ký tên của anh như vậy thật theo kịp tốc độ lật tài liệu rồi đấy Đường Khả Hinh cúi đầu xem xét liếc mắt nhìn người này một cái Tưởng Thiên lỗi chậm rãi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh nói tôi từ trước đến nay vẫn cao thủ đọc nhanh như gió nắm bắt trọng điểm tìm đúng trung tâm báo cáo công tác này liếc mắt nhìn qua một cái tôi cảm thấy không có vấn đề a rất tốt đường khả hình không khỏi mặt bộc lộ tươi cười, có chút đắc ý nhẹ hé môi. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, đầu tiên là trầm mặc liếc mắt nhìn vị hôn thêm một cái, lúc này mới bất đắc dĩ nhìn về phía tưởng thiên lỗi nhíu mày nói, anh như vậy, cô ấy sao có thể tiến bộ? Tương lai cô ấy còn phải gánh vác những trọng trách nặng nề. Luôn có quá trình của sự trưởng thành, tưởng thiên lỗi đầu tiên là tức giận liếc mắt nhìn em trai một cái, mới nhất ngữ xong quan nói, lúc cho người khác một chút tiến bộ, tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần cô ấy có quyết tâm này. Khả hình hết thảy mọi thứ tôi đều không lo lắng, văn phòng gần đây biểu hiện xác thực cũng không tệ, so với quá khứ, trong thời gian một ngày, phân nửa ở Hàn Quốc, phân nửa ở Nhật Bản, hiện tại xem như là tốt rồi, ở trong nước sắp tới hơn một tháng, mỗi ngày đều vùi mình trong phòng làm việc, cơ hồ không có rời đi. Trang hạo nhiên lập tức ngẩng đầu, mặt lạnh nhìn về phía tưởng thiên lỗi, không buông lỏng thái độ nói, chăm chỉ làm việc, đây là trách nhiệm nghề nghiệp của nó chẳng lẽ người bình thường trên toàn thế giới liền bởi vì một người không bình thường như nó chúng ta sẽ phải thay đổi thế giới quan và giá trị quan sao anh cũng là bởi vì bình thường chiều hư nó mới dẫn đến mức như ngày hôm nay tôi cũng không phải một người dung tục biết thiên tài phải có tâm hồn muốn tự do thế nhưng tôi càng biết một người vào lúc áp lực bành trướng càng có thể tập trung ý chí tùy ý mà linh hoạt chuyện gì cũng đều có lợi có hại nó đã gánh trọng trách tổng thiết kế, hạng mục thiết kế công trình khách sạn dưới nước lần này, thì phải có sứ mệnh cùng ý thức trách nhiệm là điều không thể thiếu. Đợi đến tương lai, nó thực sự thoát khỏi tập đoàn, muốn tự do, tôi lại vẽ cái vòng kim cương thật đẹp mà cùng nó ở bên trong chơi đùa. Lời này tựa như mũi tên lạnh, vừa nhanh vừa chuyển lại vừa nghiêm túc rất nghiêm túc. Tưởng văn phong nặng nề thở dốc, cảm thấy trái tim như đang hít thở không thông, nhẹ cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ cần nhớ tới nụ hôn vừa rồi kia, Toàn thân anh đã nổi cả da gà, luôn luôn bị người ta gọi mình là tiểu ác ma, lúc này trang hạo nhiên lại càng giống một ác ma hơn, dò anh sợ thật rồi. Tưởng thiên lỗi nói không lại anh, đành phải bất đắc dĩ nhưng mặt nhìn về phía dáng vẻ thực sự đáng đánh đòn của tưởng văn phong, mình cũng muốn nện cho hai người bọn họ một quyền, liền trực tiếp hận đánh không được mới kêu lên em còn không mau đến đây cho anh. Lần này em xác thực đã làm quá mức rồi, quả thực là không có vương pháp em không biết trang ca ca là gì của em sao em không biết khả hình tương lai là gì của em sao em quả thực là hồ nháo qua đây gầm lên giận dữ tưởng văn phong chỉ đành chậm rãi cất bước mặt bộc lộ vẻ xấu hổ gian nan dần dần cất bước đi tới trước mặt trang hạo nhiên lại muốn xin lỗi nói lần này xác thực đúng là em không tốt nhưng em thật không phải cố ý lúc đó tôi không muốn biết tình huống lúc đó trang hạo nhiên trực tiếp nói cho hết lời Dường như nghiêm túc tiếp tục cúi đầu xem lướt qua văn kiện, lại chậm rãi vươn tay, chuẩn xác cầm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, thập phần yêu thương tha thiết vuốt ve đầu ngón tay mềm mại kia của cô. Đường Khả Hinh cảm giác lòng bàn tay truyền đến một trận nhồn nhột, hơi cúi đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên tiếp tục cúi đầu, thật sâu nặng nề nhìn văn kiện trước mặt, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nhỏ bé của vị hôn thê. Đường Khả Hinh lòng khẽ động, mặt bộc lộ ý cười ngọt ngào tưởng thiên lỗi ngẩng đầu nhìn cảnh này anh liền bất đắc dĩ nặng nề thở dài một hơi nói chúng ta đều biết cậu và khả hinh ân ái hơn nữa cũng chính là muốn hai người kết hôn văn phong lần này xác thực làm không đúng tôi hết sức khó xử dù sao trái cũng là em phải cũng là em tôi nên làm cái gì bây giờ có người muốn dùng tình cảm anh em đến nói hộ trang hạo nhiên ngước mí mắt xem xét liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái tưởng văn phong lại vào lúc này cuối cùng nhịn không được hơi cao giọng giải thích nói chuyện này đúng là tôi sai rồi. Tôi hôm qua thật không phải cố ý, tôi hôm qua chỉ là muốn vui đùa với cô ấy một chút thôi. Chỉ là cảm thấy bình thường, cô ấy chơi rất tốt. Thế nhưng lúc tôi kéo cô ấy, không ngờ chân bị vướng một chút, cả người liền nhào tới. Trang hạo nhiên một đôi mắt nghiêm khắc, tức khắc chiết xả về phía tưởng văn phong. Tưởng văn phong trái tim dường như trúng đạn, anh lại ngẩng đầu, Cả gan nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cơ hồ khẳng định nói, là thật. Tôi lại hồ nháo thế nào, cũng sẽ không làm càn. Đường Khả Hinh cũng vào lúc này, hơi nắm tay Trang Hạo Nhiên, cũng khẩn trương giải thích nói, Văn Phong nói đúng là thật. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, trầm tư suy nghĩ một hồi, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, vừa nhẹ nắm tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ cảm tính tươi cười, ôn nhu hỏi, em hôm nay còn có chuyện gì sao? Đường khả hình mặt bộc lộ ý cười ngọt ngào, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mềm giọng nói, hôm nay sau khi báo cáo công tác với thầy xong, liền trở lại khách sạn Á Châu. Tô Tiểu Thư cử một bà Chu đến phụ trách bàn chuyện kết hôn của chúng ta, chị ấy hôm nay để em đến khách sạn, bởi vì Tô Tiểu Thư mời chuyên gia trang điểm cao cấp nhất đến trang điểm ngày đầu tiên làm cô dâu của em. Còn chị Trang mời tới một nhà thiết kế chuyên nghiệp Paris, cũng sẽ đến vào lúc hoàng hôn, đo và thiết kế lễ phục cho em. Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào, lúc nhìn về phía cô, hai tròng mắt lóe lên tia nhìn nóng cháy đầy mê hoặc. Đường Khả Hinh nhẹ cúi đầu nhìn về phía dáng vẻ đầy mị lực của Trang Hạo Nhiên như vậy, tâm đập loạn, cùng anh yêu nhau lâu như vậy, mỗi lần nhìn anh, vẫn như mối tình đầu, tim bắt đầu loạn nhịp. "Vậy đi đi, cẩn thận một chút, đêm nay xong việc, anh đón em đi ăn cơm." Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô, cười nói. "Không được." Đường Khả Hinh cũng mặt bộc lộ nụ cười không nỡ, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Bà Chu thực sự là một người rất nghiêm khắc, chú trọng lễ giáo cùng truyền thống, bà ấy. Bà ấy không cho phép chúng ta gặp mặt trước khi kết hôn. Cho nên, em hôm nay có thể nhìn thấy anh cũng là may mắn." Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ một chút ngạc nhiên, nhẹ nắm đôi tay mềm mại của cô, trong tim tức khắc như muốn nổ tung. "Em đi trước, cảm ơn tổng giám đốc." Đường Khả Hinh nói cho hết lời liền tức khắc vươn hai tay cầm lấy phần văn kiện kia, liếc mắt nhìn anh em nhà tưởng thiên lỗi, mặt bộc lộ chút tiêu ý ngượng ngùng, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Ai, Trang Hạo Nhiên muốn đưa tay nắm lấy cánh tay cô, lại nắm lấy một đoàn không khí ôn nhu, đầu ngón tay lướt qua luồng không khí kia, quả thực như đánh vào sâu tận tim mình, cả người anh dường như xúc động sôi trào. Đường Khả Hinh lại đi tới bên cạnh cửa phòng làm việc, cảm giác được ánh nhìn nóng cháy kia, cô mới mặt hơi bộc lộ nụ cười dịu dàng, dần dần quay người lại, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, tim lại đập nhanh, lúc này mới cầm tay cầm cửa, trong nháy mắt kéo cửa ra, ai ngờ trong nháy mắt, ngoài cửa bỗng nhiên nhào vào rất nhiều người, nghe ôi trời một tiếng, cô hít một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn mấy người lâm sở nhai, tô lạc hoành cùng tào anh kiệt, thậm chí còn có tiêu đồng trương thuộc sao ngã trên mặt đất, trồng chất lên nhau, ôi trời ơi, mẹ ơi, đau chết tôi rồi. Tô Lạc Hoành bị đè xuống dưới cùng, mặt kề sát đất, đau đớn kêu lên. Trang Hạo Nhiên lập tức một trận không nói gì nhìn nhóm người này. Tưởng Thiên Lỗi cũng mặt bộc lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn đám người kia nói, cậu trước đừng có nói tôi có hay không chiều hư người nào. Cậu xem một chút những cái thứ cậu đào tạo ra đi, một hai là cái dạng gì đây? Cư nhiên dám đứng trước phòng làm việc tổng giám đốc nghe lén, chán sống. Tưởng Văn Phong lúc này mới bộc lộ chút tươi cười như lấy đá bỏ xuống giếng. Đường Khả Hinh vẫn như cũ mặt bộc lộ vẻ kinh ngạc, đứng ở một bên, nhìn về phía lâm sở nhai cùng tô lạc hoành ngã mạnh nhất, tiếp tục kêu ai trà trà, tiêu đồng khó có được hôm nay mặc váy ngắn màu đen, mắc cỡ đỏ mặt, hồn hền trước một bước đứng lên, ai ngờ giày cao gót thiếu chút nữa đạp vào lưng lâm sở nhai, lại loạn choạng cả người ngã trên người tô lạc hoành, cô phì một tiếng, không khỏi cúi đầu mỉm cười. a à, eo của tôi, cứu mạng a à, tô lạc hoành hệt như một con rán, đưa bốn móng vuốt, kêu lên. Trang hạo nhiên nghe tiếng thét chói tai này, quả thực chịu không nổi trực tiếp nhíu mày phất tay nói mau cút ra ngoài cho tôi nhìn thấy các người đều phiền mất hết mặt mũi của tôi ôi eo của tôi lão đại tôi không cử động được rồi tô lạc hoành nằm bò trên mặt đất vẫn đau đến mức kêu la trang hạo nhiên nghiêng mặt nhìn dáng vẻ này của anh cũng thương cảm anh thực sự vất vả liền ngẩng đầu kêu tiêu đồng cô mau đỡ lạc hoành đến trung tâm y tế xem xem đợi một lát tôi hết bận tức khắc qua đó không cần, xoa cho tôi một chút rượu thuốc là được rồi. Tô Lạc Hoành ra vẻ đáng thương, nói. Tiêu đồng nghe lời này, liền một trận tức giận chừng mắt nhìn anh. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1296, đại kết cục 36. Ôi, ôi, đau chết tôi. Phòng làm việc phó tổng giám đốc, truyền đến tiếng chu lên như tiếng giết lợn, dẫn tới đồng nghiệp các bộ phận khác bên ngoài phòng làm việc, nhau nhao nghiêng mặt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia đều phì một tiếng bật cười mấy người lãnh mặc hàn cùng tào anh kiệt lúc chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình nghe tiếng kêu khoa trương này lâm sở nhai là người chỉ sợ thiên hạ không loạn biết tô lạc hoành cùng tiêu đồng cùng một chỗ anh tức khắc muốn bổ nhào tới vọt vào phòng làm việc nói không được không thể để cho hai đại nam nhân ở cùng nhau anh kiệt chúng ta cùng nhau vọt vào dùng khuôn mặt quyến rũ của cậu an ủi cậu ta một chút an ủi em gái cậu a tào anh kiệt đẩy lâm sở nhai ra chính mình nhanh chóng hướng trong phòng làm việc trốn lâm sở nhai sống chết muốn vọt vào bắt anh ra cho bằng được lãnh mặc hàn thì không nói gì đứng ở một bên nhìn hai người này ở phòng làm việc cãi nhau ầm ĩ lại muốn cởi quần áo chơi trò tự thiết anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu trực tiếp cất bước đi vào trong ôi mẹ a à, đau chết tôi vì anh em lão tử ngay cả eo cũng chẳng màng thanh âm lại yến thiên yếu mệnh truyền đến bên trong phòng làm việc Tiêu đồng mặc áo sơ mi bó sát người cùng váy ngắn màu đen, áo khoác đồng phục ném sang một bên, trong tay cầm một chai rượu thuốc, làm bộ tức giận không nói gì, nhìn tô lạc hoành mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, ai ái chà chà nằm bò trên sofa, dáng vẻ quỷ khóc sói gào, cô thực sự chịu không nổi kêu lên, nhìn anh mới bị thương có một chút, liền đã yếu tử yếu hoạt như vậy rồi. Tôi còn chưa xoa thuốc cho anh, anh đã kêu thành như vậy. Tô lạc hoành lập tức thương tâm quay mặt sang, mở to mắt nhìn tiêu đồng kêu lên, lão tử thực sự rất đau a. À. Tôi chẳng phải là vì anh em cả sao? Tiêu Đồng thực sự không có cách nào với người này, đành phải cầm rượu thuốc, ngồi ở trên sofa, hơi gác đôi chân dài trắng nõn của cô, trước đặt chai rượu thuốc màu nâu xuống, lúc này mới thật cẩn thận xoay người, vươn ngón tay thon ngọc, đem sơ mi bên hông anh nhẹ nhàng tóc lên, lúc này mới phát hiện thì ra bên hông to lớn kia, quả thực lại sưng đỏ lên, có nhiều chỗ thậm chí còn có chút bầm tím, cô kìm lòng không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn người này một cái. Ôi, đau chết tôi, Tô Lạc Hoành tiếp tục vẻ mặt thống khổ, mặt dán chặt trên sofa mềm mại, ra vẻ thật đáng thương. Tối hôm qua ngã nghiêm trọng như vậy, lại không đi bác sĩ, cần phải lăn qua lăn lại cho tới hôm nay. Xoay người lại, cởi quần áo, tiêu đồng không có cách nào, trước đặt chai rượu thuốc, hơi sắn ống tay áo mình lên. Tô Lạc Hoành một trận đau đớn khó chịu hơi xoay người, ngửa mặt nằm trên ghế salon, nhìn tiêu đồng ngồi ở bên cạnh mình mặc áo sơ mi trắng bó sát người cùng váy ngắn màu đen để lộ đùi thon dài trắng nõn tư thế ngồi quy củ đơn thuần lộ ra một cỗ khí tức mê người anh cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn cô chậm rãi vươn tay từ từ gỡ bỏ nút áo sơ mi của mình tiêu đồng trực tiếp nghiêng mặt trầm mặc nhìn về phía người này tô lạc hoành im lặng không lên tiếng chỉ nhàn nhạt, nhạt cởi nút áo sơ mi ra ẩn nhẫn đau đớn đem áo sơ mi trắng cởi ra tùy ý đặt trên áo khoác âu phục lúc này mới để lộ nửa người trên cường tráng, lúc thong thả xoay người, quả nhiên bên hông sưng đỏ một mảng lớn, thậm chí nơi bả vai còn có một chút bầm tóm, lúc hai tay anh cử động, bắp thịt dưới lưng hơi di động. Tiêu đồng nhìn về phía bắp thịt cường tráng màu đồng kia, phân ra khắp nơi đều lộ ra một điểm gợi cảm của đàn ông, nhớ tới anh lúc ôm mấy người mấu tươi cười, hơi thở đầy mị lực, đều nóng cháy phảng phất qua đây, lòng cô khẽ động, hơi thở dài một cái. Lúc này mới cầm chai rượu thuốc lên, nhỏ vài giọt lên vết thương sưng đỏ nơi hông anh, cảm giác anh có chút sót, cô vội vàng vươn tay, theo phương pháp lãnh mặc hàn dậy, tách đôi bàn tay ra, nhẹ nhàng chậm rãi đẩy từ dưới hông lên đến bả vai, thủ pháp cực kỳ ôn nhu. Tô Lạc Hoành nằm bò trên sofa, cảm giác lưng truyền đến cảm giác thoải mái mà ngứa ngáy, mặc dù có đau đớn làm anh nhíu mày, nhưng lại như mềm mại ra, anh không khỏi quay mặt sang nhìn về phía cô. Tiêu đồng chuyên tâm nghiêng người về phía trước, hơi mở rộng hai tay, chậm rãi từ hông, lại từng chút đẩy lên, đang lúc lướt qua da thịt màu đồng kia làm cho áo sơ mi trắng cuộc lên, y phục kia nhẹ nhàng mà ôn nhu che phủ chính mình, lòng cô khẽ động, nhưng vẫn tiếp tục tại bả vai anh, dùng lực nhẹ đánh quyển, lúc tay đưa đến bắp thịt nơi bụng anh, ngón tay cái lại nhẹ nhàng ấn. Tô Lạc Hoành im lặng không lên tiếng, cảm thụ được sự ôn nhu cùng đau lòng khi ấn, phản chiếu trên cửa sổ sát đất, nhìn tiêu đồng hôm nay mặc áo sơ mi bó sát người cùng váy ngắn đen, để lộ chiếc đùi thon dài trắng nõn tư thế ngồi quy củ đơn thuần lộ ra một cỗ khí tức mê người anh ngạo mạn nói khí trời hôm nay đã thế nào rồi hả cởi áo khoác làm gì lỡ như bị cảm tôi lại phải mua thuốc cảm mạo ho cho cô không chết được hầu hạ các anh đều là số nam nhân phải chịu khổ cũng không coi tôi là phụ nữ tiêu đồng tức giận chừng mắt liếc anh một cái tay lại giả vờ với vào trong áo sơ mi xoa xoa lồng ngực sưng đỏ kia phát hiện một khối sưng lên rất rõ ràng, ngón tay thon ngọc liền ở nơi đó nhẹ nhàng xoa. Tô Lạc Hoành trầm mặc cảm thụ ngón tay mềm mại kia đặt trên miệng vết thương của mình xoa nhẹ, truyền đến trận trận ngứa ngay, khiến bản thân mình sôi trào liên tục, lồng ngực anh hơi phập phồng, không nhịn được quay mặt sang, lại nhìn cô gái trước mặt, mềm giọng nói, ai không coi cô là phụ nữ? Không coi cô là phụ nữ, còn phải mỗi tháng mua băng vệ sinh cho cô sao? Thất tình cõng cô về nhà nếu không phải là thật thương cô sẽ khuyên cô mặc áo khoác vào sao tiêu đồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tô lạc hoành tô lạc hành chậm rãi xoay người nửa người trước trần trụi ngửa ra trên sofa thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt nhớ tới mỗi lần lúc muốn tới gần cô đều đã bắt đầu đoạn tình yêu tiếp theo cãi lại la hét nói khắp thiên hạ đàn ông đều chết hết đều tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ với mình tim anh hơi căng thẳng dần dần dơ cao thân thể lúc đến gần cô gái trước mặt anh hơi nuốt nơi cổ họng khô cạn, mới nghiêng mặt, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng no đủ của cô. Tiêu Đồng hai mắt trợn tròn, tim đập loạn, có chút bị dọa sợ, hơi ngửa người ra sau, khẩn trương ngượng ngùng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tô Lạc Hoành không nói nữa, lại hơi nghiêng người về phía trước, khép hờ hai tròng mắt, làm bộ muốn hôn cô gái trước mặt. Tiêu Đồng lại ngửa người ra sau, trừng lớn hai mắt, mặt bộc lộ vẻ quái dị, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tô Lạc Hoành dừng lại động tác, chậm chạp mở mắt ra, nhìn về phía cô gái trước mặt. Tiêu Đồng vẫn thật sâu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm giác được áo sơ mi trắng che phủ trên đồng phục màu đen, giống như người đàn ông này đã chăm sóc mình nhiều năm qua như vậy, tim cô bỗng bang bang nhảy, trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ anh ôm chặt cùng chơi đùa với những cô người mẫu, hai mắt của cô ngấn lệ, đột nhiên có chút không có chủ kiến, tay nắm chặt một góc sofa, nghiêng mặt về phía trước, ở trên môi người đàn ông này nhẹ hôn. Tô Lạc Hoành hai mắt sáng ngời, tim phịch một tiếng vang, vô cùng nóng cháy, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cô gái trước mặt. Tiêu Đồng tim đập loạn, mặt đỏ bừng lên, lại trực tiếp xấu hổ đứng lên, nhanh chóng nói, tôi qua hai ngày nữa sẽ đi xem mắt. Thí nghiệm một chút, tôi có còn là phụ nữ không thôi. Nếu không, một chút tự tin cũng không có. Người này luôn bị gọi là hán tử, mắc cỡ mặt đỏ bừng, lại vội vội vàng vàng đứng lên, vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa nói, chỉ có anh chịu làm việc này. Nếu như anh dám nói ra, giết người diệt khẩu. Nói cho hết lời, người đã đi ra ngoài, phịch một tiếng, cửa đóng chặt. Tô Lạc Hoành nghe tiếng cửa kinh thiên động địa đóng lại, lúc này mới thong thả từ nụ hôn kia mà giật mình tỉnh lại, lại vẫn hồn phách chưa định, không nhịn được vươn tay, chạm đến khóe miệng của mình, vừa rồi một chút tiếp xúc ấm áp nhẹ nhàng như vậy, giống như dòng điện chạy qua vậy, tê bút toàn thân mình, lại có một trận cảm giác trầm trọng mà mất mát, tràn đầy khắp trong lòng, hai mắt anh ngơ ngác lưu chuyển mỗi góc, dường như muốn bắt lại một thứ gì đó, cuối cùng cơ hồ khẳng định nói với mình, người phụ nữ này đã cự tuyệt chính mình. Tiêu đồng rơi lệ nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc phó tổng, cả người ngượng ngùng khổ sở giống như con ruồi không đầu, bước nhanh dưới ánh nhìn quái dị và ngạc nhiên của mọi người, đi vào thang máy trong suốt, vừa lau nước mắt, vừa nhanh chóng ấn nút thang máy xuống tầng trệt. Lúc Tô Lạc Hoành cần Âu phục màu đen đuổi theo ra trong nháy mắt, cô đã nhanh chóng hướng thang máy hạ xuống đến lầu 1, cô vội vội vàng vàng, mắc cỡ mặt đỏ bừng bước qua tòa nhà hoàn á, lúc đang muốn hướng bụi cỏ đi đến. Không cẩn thận huyết phải một người. Ai, người nào lại không cẩn thận như thế? Một âm thanh tựa như tiếng người hầu truyền đến. Tiêu đồng mặt bộc lộ vẻ quái dị, ngẩng đầu nhìn về phía trang ngải lâm mặc váy dài cổ chữ V màu đen gợi cảm, bên ngoài khoác tây trang màu trắng cá tính, với mái tóc xoăn gợi cảm, đeo kính dâm cực lớn, dáng vẻ như một nữ vương, lạnh lùng nhìn mình, người hầu phía sau cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía chính mình, cô tức khắc mặt bộc lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, cúi xuống, xin lỗi nói, xin lỗi, vừa rồi tôi có chút cảm xúc kích động, cho nên không nhìn thấy ngài. Trang Ngải Lâm mặt bộc lộ thần thái nghi ngờ, nhìn Tiêu Đồng muốn nói gì đó lại thôi, dáng vẻ tim gan run sợ, cô a lên một tiếng, cười trừ một cái, mới nói, thế nào? Bị đàn ông hôn sao? Tiêu Đồng biến sắc, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trang ngải lâm lắc đầu vội vàng làm sáng tỏ nói không có a à. nếu không trang ngải lâm trông bộ dáng này của cô mới nhịn không được cười nói hay là cô hôn đàn ông không không có a à, tiêu đồng lại mặt đỏ bừng nói trang ngải lâm không để ý lời của cô trực tiếp cầm chặt chiếc túi sách kim cương mới nhất của mình lãnh lãnh đạm đạm hỏi hảo nhiên đâu lão đại ở phòng tổng giám đốc ngài muốn tìm anh ấy sao tiêu đồng vội vàng thay đổi cảm xúc nói quên đi hôm nay nghe nói muốn đi chọn địa điểm tiệc cưới tôi hẹn hai vị phu nhân chủ tịch đến vườn nho ven biển phía sau khách sạn chúng ta xem một chút cô làm việc đi một mình tôi đi là được rồi trang ngải lâm nói cho hết lời liền trực tiếp xoay người dưới chiếc dù che nắng may thủ công của thợ hoàng thất anh quốc từ từ cất bước hướng bãi đỗ xe chuyên dụng của khách sạn đi đến ai ngờ cô vừa xoay người cũng đã nhìn thấy bác dịch cùng vị thiên kim quân trưởng kia vừa nói vừa cười hướng mặt cỏ xanh đi tới, không biết nói đến chuyện gì buồn cười, dưới sự trêu đùa của cô gái đồng Mỹ nghi hoạt bát đáng yêu này, bác dịch người đàn ông núi băng này, cư nhiên lại bộc lộ nụ cười thập phần cảm tính mị lực. Hình như bọn họ cũng muốn đi vào vườn nho. Trang ngải lâm mắt nheo lại, nhìn bác dịch nhẹ nhõm tươi cười, miệng lạnh lùng xả một câu nói chết tiệt. chương 1297, Đại kết cục 37 Phía sau khách sạn Á Châu, hành lang cảnh biển thật dài liên tiếp nhau chạy quanh con đường ven biển quét tới những cơn gió biển mát lạnh mặt cỏ xanh vẫn rung rinh dưới bầu trời xanh thẳm mấy chục mẫu vườn nho do bác dịch tự mình chủ trì khai khẩn đang dùng tư thái thịnh vượng bày ra màu xanh mướt mê người của sức sống từng chùm giống nho xích hà châu cùng xà ngọc rồng đã vào dịp trung thu sớm được thu hoạch từng chùm nho ấy đã được sản xuất ra loại rượu vang trung quốc ngọt ngào nhất từng chùm quả nho trong suốt thông thấu treo lơ lửng trên dây nho như thân thể người đàn ông thô giáp, tất cả đều như chiếc chuông bảo vệ hạnh phúc, đang chuẩn bị vang lên một cách thần bí nhất, mộng ảo nhất. Cuối thu, đây là một mùa xúc động nhất, lãng mạn nhất, rất nhiều mùa thu, mang theo giai điệu sinh mệnh ngọt ngào nhất, vào giờ khắc này vang lên, từ sân bãi chọn làm địa điểm bắt đầu tiệc cưới, hoặc mình dẫn theo quản lý cùng phó quản lý bộ phận xây xanh, tự mình chỉ huy chỗ này mở ra một mảnh trồng hoa oải hương, đã đem từ vườn nhà họ tưởng nhổ qua đây, vô số thiết kế nhà vườn, bao gồm cả đạo diễn trực tiếp hiện trường hôn lễ cũng nhao nhao vào thời khắc náo nhiệt này cất bước đi vào vườn nho chỉ vào một tòa thành kiến trúc kiểu Âu nào đó nơi phương xa đến lúc đó máy bay trực thăng quay chụp hiện trường buổi hôn lễ có thể tạm thời dừng ở đỉnh có nhà thiết kế đưa ra nếu như chọn ở bên bờ biển sẽ có thể thu được toàn bộ cảnh pháo mừng hiệu quả sẽ càng thêm kinh ngạc bất luận như thế nào tiệc cưới chỉ cần chọn ở khách sạn Á Châu sẽ là thịnh yến kinh điển đáng chú ý nhất thế kỷ hai vị chủ tịch cùng phu nhân, dưới sự dẫn đường của thư ký cùng với Vitus, Lauren và nhân viên cấp cao, từ từ cất bước đi vào vườn nho, Van Gogh đã từng chỉ dùng duy nhất một màu vàng, vẽ ra bức hỏa hoa hướng dương cao quý nhất thế giới, cái sắc vàng hào hùng đầy cõi lòng, từ thái thiêu đốt sinh mệnh kích tình đó nói cho chúng ta biết, thì ra thế giới này chỉ có một loại màu sắc, có thể lóa mắt như nhau, Vitus thậm chí mở miệng giảng giải, lá của các giống nho lộ ra màu xanh, chiết xạ ra các loại cảm quang. Xanh vẫn là khiêm tốn nhất, nhưng ý nghĩa sinh mệnh của nó, kỳ thực chân quý xa hoa đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Có nhà thiết kế tức khắc đưa ra ý kiến, có thể mở một con đường từ vườn nho nối thẳng đến kiến trúc hoàng thất khách sạn Á Châu, sẽ đem bầu không khí vốn đã hạnh phúc lại càng nồng nhiệt hơn nữa. Trang Tính vô cùng tưởng vĩ quốc chậm rãi gật gật đầu, tiếp tục đỡ phu nhân đi về phía trước, Tô Linh đặc biệt cử bậc thầy Phong Thủy cũng vào lúc này nhao nhau tới, nhằm vào ngày sinh của Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh chọn phương hướng tốt nhất giống như chọn lúc đọc lời tuyên thệ. Diệp Mạn Nghi vẫn luôn tin Phật học, nhất là đối với mệnh phong thủy hết sức cảm thấy hứng thú, tinh tế nghe mọi người giảng giải, bà lại nghiêm túc gật gật đầu. Vườn nho càng lúc càng náo nhiệt, vô số ký giả nhận được tin tức, nghe nói hai vị chủ tịch đích thân tới vườn nho chỉ đao hiện trường tiệc cưới, bọn họ tức khắc như chuột, cũng kích động tiến vào vườn nho, bao gồm cả nữ phóng viên xinh đẹp thanh lệ kia, với quần áo trắng, bên ngoài khoác áo vàng nhạt, với mái tóc xoăn đen dài mềm mại, tay cầm máy ảnh, cũng trải qua đủ loại phương pháp, muốn bỏ lên tường vây bên kia mà nhảy vào. Có một vài phóng viên lại hệt như chim, trèo lên cây phượng vĩ quanh vườn nho, giơ máy ảnh mấy vạn đồng, không ngừng quay chụp hình ảnh hai vị chủ tịch tưởng trang cùng phu nhân, xem ra chọn địa điểm cử hành hôn lễ tại vườn nho là chính xác 89 phần, nhưng không biết có phải là chiến thuật dương đông kích tây hay không, bọn họ mỗi ngày đều đột địa phi thoán, cùng người khác chơi trò mưu kế, cho rằng tưởng vĩ quốc là nhân vật thông thiên như vậy, sẽ có thời gian cùng bọn họ hồ nháo, có người lén kêu lên. Nói trang gia đại tiểu thư tới, vô số ký giả nghe lời này, nhao nhao thay đổi ống kính, quay chụp nơi mặt cỏ xanh lối vào vườn nho, quả nhiên thấy một mỹ nhân tuyệt diễm từ từ cất bước đi vào vườn nho, một người hầu cùng hai trợ lý tên tuổi chăm chú đi theo, vốn dĩ trang ngải lâm hẹn Tô Linh cùng đi xem địa điểm tiệc cưới. Thế nhưng nghe nói cô ấy sáng nay vì hôn lễ của đường Khả Hinh, tự mình đi tô châu chủ trì việc thu hoạch tơ tầm quý cuối năm nay, chuẩn bị dệt lễ phục giả hội cho tiệc cưới và may áo cưới cao quý nhất. Phía trước có một trận tiếng cười ngọt ngào truyền đến. Trang Ngải Lâm vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại nhìn thấy dưới ánh mặt trời chói trang, bác dịch cùng đồng Mỹ Nghi đứng trước một bụi nho nào đó, anh hơi vươn cánh tay to lớn, chậm rãi giảng giải cho cô đặc tính của giống nho ấy, thỉnh thoảng lúc nói đến chi tiết so sánh chuyên nghiệp, anh còn săn sóc quay mặt sang, có vẻ vài phần nghiêm túc nhìn về phía đồng Mỹ Nghi. Đồng Mỹ Nghi vừa mới bắt đầu ra vẻ lúc hiểu lúc không, cuối cùng cô lẳng lặng quay mặt sang, nhìn về phía bác dịch với ánh mắt đang nghiêm túc mà chuyên chú, lòng cô khẽ động, vì một tiếng cười ra tiếng, nói kỳ thực đã hiểu, chỉ bất quá là nhìn anh nghiêm túc như vậy, muốn đùa anh một chút. Sắc mặt bác dịch ngưng lại, nhìn về phía dáng vẻ đơn thuần khả ái ngọt ngào của đồng Mỹ Nghi, anh đành phải nhàn nhạt cười. Trang ngải lâm nhíu mày, hai mắt chiết xạ ra tia nhìn sắc bén, nhìn chằm chằm bác dịch đang tươi cười kia, cô lại hơi ngửa mặt, bộc lộ nụ cười chế nhạo khinh bỉ. Kia không phải là đại tiểu thư của Trang ra sao? Đồng Mỹ nghi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Trang ngải lâm, mỉm cười nói. Bác dịch nghe lời này, chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên thấy thân ảnh lãnh diễm của Trang ngải lâm xuất hiện dưới bong cây nho, anh hơi giật mình, hai tròng mắt tức khắc lộ ra một điểm nhiệt liệt, nhìn về phía cô gái trước mặt trang ngải lâm cũng nhàn nhạt đứng trước cây nho nhìn về phía bác dịch mắt bị một cành lá nào đó quét qua cô tức khắc có chút cảm giác chua sót vì trước đây ở nhà hát bị rắn quấn quanh người khiến cô đối với những thứ gì quấn quanh cũng có chút ý nghĩ sợ hãi như vậy đây có lẽ là điều kiêng kỵ rõ ràng trong cuộc đời cô không hiểu sao bỗng nhớ đến chuyện sau khi phát sinh đêm hôm đó có người đàn ông dùng cánh tay to lớn của hắn ôm ngang lấy mình hết sức che trở đi về phía trước đôi mắt anh bỗng lóe lên Bác dịch thật sâu nhìn về phía trang ngải lâm rất lâu, cho đến khi đồng Mỹ nghi cùng mình chào hỏi, hai tay ôm chặt khuỷu tay mình, muốn hướng về phía tòa nhà kiểu Âu đi đến, anh lúc này mới hơi tỉnh thần, hơi do dự một hồi, cuối cùng thong thả xoay người đi về phía trước, lưu lại bóng lưng lãnh ngạnh mất mát kia. Trang ngải lâm cứ như vậy lãnh lãnh đạm đạm nhìn về phía bóng lưng bác dịch cùng đồng Mỹ nghi thập phần thân mật, đón cơn gió mát lành thối tới, hình ảnh về vườn nho với hai bóng người hừng lực sức sống, vẫn như cố thật sâu khắc ghi trong đầu mình cô cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn bác dịch cứ đi vài bước có lẽ cảm thấy một chùm nho nào đó chưa đủ độ chín anh cũng không cần nếm quả nho mà chỉ hơi khom người ngồi xổm xuống dùng ngón tay đẩy ra một chút cỏ xanh trên mặt đất chấm một chút bùn đất bỏ vào trong miệng nhẹ nếm đôi mắt thâm thúy của anh nhẹ chấp lúc nếm đất mang tính kiềm này cảm giác có ánh mắt đang phóng trên người mình anh nghi ngờ nghiêng mặt trang ngải lâm trực tiếp xoay người vừa muốn đi về phía trước Ai ngờ chiếc giày cao gót sống chết ôm lấy một dây nho nào đó, thiếu chút nữa loạn choạng ngã sắp xuống, cô lập tức một trận tức giận đạp mạnh dây nho kia, lại xoay người nhanh chóng đi về phía trước. Bác dịch ngồi xổm trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn về phía trang ngải lâm bá đạo lỗ mãng như vậy, anh hơi lắc lắc đầu, lúc này mới từ từ đứng dậy, theo đồng Mỹ Nhi đi về phía trước. Tiểu thư, ngài đừng đi quá nhanh, cẩn thận ngã đấy, người hầu cùng trợ lý che dù vội vàng theo trang ngải lâm đi về phía trước. Vừa đi vừa cẩn thận can dặn cô. "Không đi nhanh, ở tại chỗ này làm cái gì? Thời giờ của ta quý giá, cho rằng giống như những người ăn mấy thứ gà vịt gan ngỗng, bẩn đến mức bùn đất cũng ăn được, có nhiều thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Còn nói đem toàn bộ sinh mệnh của mình hiến dâng cho vườn nho." Hừ, cô khinh bỉ chế nhạo cười lạnh một tiếng, lại từ từ nhấc đuôi váy dài, tiếp tục dọc theo bãi cỏ xanh đi về phía trước, ai ngờ lúc vừa muốn trải qua một con đường nhỏ hướng về tòa nhà kiểu Âu lại bị một dòng suối nho nhỏ ngăn trở, giữa dòng suối kia chỉ đặt một tấm ván gỗ kẹp nhỏ. Trang Ngải Lâm mặt bộc lộ vẻ sướng sốt. "Tiểu thư, tấm ván gỗ này quá hẹp, chúng ta vòng qua đi đi." Người hầu nhanh chóng đi tới trước mặt Trang Ngải Lâm, quan tâm nói. Trang Ngải Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua dòng suối, chính là bãi cỏ xanh nối thẳng đến tòa nhà kiểu Âu, cô trực tiếp hai tay nhẹ nhấc đuôi váy dài lên, hơi nhấc giày cao gót mới nói ta không có nhiều thời giờ mà từ nơi này đi vòng qua bên kia, trực tiếp đi qua thì tốt rồi. Cô nói cho hết lời, liền một mình sắp sửa cất bước đi trên tấm ván gỗ nhỏ hẹp kia, trong nháy mắt bước lên, vậy mà cảm giác được tấm ván gỗ này có chút lay động, lòng cô khẽ run run, dưới chân dòng suối đang chảy qua, cô chấp đôi mắt đang hỗn độn, nhẹ thở dốc, lại muốn cất bước đi về phía trước, phía sau mấy người hầu lập tức khẩn trương kêu lên, tiểu thư, cẩn thận một chút. Trang ngải lâm không nói nữa, tiếp tục nhấc đuôi váy lên đi về phía trước, chân đang đạp tấm ván gỗ hơi lay động, cô vẫn còn chưa kịp kinh ngạc, cả người sắp sửa ngã xuống. Một bóng đen trong nháy mắt xông tới, trong khoảnh khắc đem thân ảnh sắp sửa rơi xuống dòng suối kia nhanh chóng bắt lại được, trực tiếp đem cô ôm ngang lấy. Trang ngải lâm kinh hồn chưa định vươn hai tay kéo cô người vừa tới, mở to mắt, nhìn về phía người trước mặt. Cánh tay to lớn của bác dịch ôm ngang lấy trang ngải lâm, tùy ý váy dài của cô nhẹ bay, hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía cô gái trước mặt, yếu ớt nói, biết rõ có nguy hiểm, vì sao còn muốn đi về phía trước. Em vẫn luôn là người phụ nữ hiểu rõ nhất phải bảo vệ bản thân mình mà. Trang ngải lâm hai tay kéo cổ bác dịch, im lặng không lên tiếng nhìn về phía anh. Bác dịch tránh ánh mắt của cô, đầu tiên là khuôn mặt căng thẳng, cẩn thận cúi xuống, nhìn về phía dòng suối dưới chân, anh lại đem trang ngải lâm ôm chặt vào trong ngực, mới cẩn thận che chở, chậm rãi nói em ôm chặt lấy, anh cùng em qua bên kia. Bãi cỏ bên kia có một vài loài côn trùng nhỏ em không nhìn thấy, hôm nay vì hôn sự của Hạo Nhiên, phải dọn sạch sẽ một lần cuối. Anh nói xong, liền ôm chặt Trang Ngải Lâm vào lòng, lấy bước đi thập phần vững vàng, từng bước đi qua chiếc cầu độc mộc kia, thân sắc căng thẳng, lộ ra theo thói quen gần như cố chấp chuyên chú của anh, có người đã nói, toàn thân bác dịch tỏa ra một cỗ khí tức đầy mị lực. Trang Ngải Lâm vẫn lẳng lặng nhìn anh, không tự chủ nhìn Đồng Mỹ Nghi ở bên kia cầu. Đang đôi mắt trông mong nhìn qua, cô im lặng không lên tiếng, hai tay tiếp tục nhẹ kéo cổ người đàn ông này. Bác Dịch cảm giác được Trang Ngải Lâm có điểm khác thường, hơi nghiêng mặt nhìn cô một cái, nhàn nhạt tươi cười, lúc này mới tiếp tục ôm cô thuận lợi đi qua cầu độc mộc, lại đi qua bãi cỏ xanh, mới cẩn thận đặt cô xuống. Hai người đứng giữa mặt cỏ xanh, đón cơn gió ngọt ngào, thật sâu nhìn vào đối phương. Chương 1298, đại kết cục 38 từng đợt gió mát lành, dường như mang theo một chút hồi ức đến. Trang ngải lâm mặt tiếp tục bộc lộ sự lạnh lung, ánh mắt hơi di động đến tòa nhà kiểu Âu phía xa xa kia, nhìn thấy cha mẹ mình, còn có tưởng vĩ cuối cùng mọi người, sớm đã tụ tập trước mặt cỏ xanh, cô mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bác dịch, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hơi chậm rãi, nhàn nhạt nói cảm ơn anh. Bác dịch thật sâu liếc mắt nhìn trang ngải lâm một cái, bất chấp suy nghĩ trong lòng cuộn trào mãnh liệt, nhưng anh vẫn nhàn nhạt cười mang theo vài phần tâm tình bị đè nén chậm rãi nói so với việc đuổi tới sân bay anh cho rằng kiếp này đều không gặp được em nữa hôm nay có thể mặt đối mặt như vậy anh đã rất may mắn người phải nói cảm ơn là anh trang ngải lâm trầm mặc nhìn anh bác dịch tiên sinh đồng mỹ nghi đứng ở bên kia dòng suối hướng về phía mình và bác dịch phất tay một cái muốn gọi anh qua cùng đi với mình bác dịch hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn đồng mỹ nghi một cái lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm như muốn giải thích nói, vị đồng tiểu thư này dường như đối với việc trưng cất rượu nho rất có hứng thú, anh muốn cảm ơn cô ấy tối hôm qua đã chiếu cố anh, liền dẫn cô ấy cùng đến xem. Anh sáng mai trở về vườn nho, tương lai không có cơ hội chạm mặt. Trang Ngải Lâm nghe lời này, nhìn về phía người trước mặt, sắc mặt hơi căng, hai tròng mắt lại lóe ra vẻ hỗn độn. Bác dịch trầm mặc ôm lấy Trang Ngải Lâm, tay lại đặt ở hông cô, không muốn buông tay, nhưng vẫn nhẹ thở dốc, sau khi do dự kiềm nén, cuối cùng chậm rãi cất bước, bước qua bên cạnh cô, từ từ cất bước dọc theo con đường, đi về phía trước. Trang Ngải Lâm sắc mặt trầm xuống, cảm giác được người đàn ông kia lộ ra sự tịch mịch u buồn dần cách xa thế giới của mình, cô nhẹ chớp đôi mắt nóng cháy, cũng từ từ cất bước đi về phía trước, nhìn cha mẹ đang hướng về phía mình vẫy tay, mọi người sắp sửa đi vào bên trong tòa nhà kiểu Âu, bên trong đại sảnh đã có Hoắc Minh cùng quản lý khách sạn còn có đạo diễn chờ đợi đã lâu, cổng vòm đại sảnh tòa nhà kiểu Âu, dùng ngói bằng ngọc lưu ly li làm chủ đạo, thiết kế như cung điện hoàng thất, cầu thang xoác ốc 12 đường. Lại cách tân dùng ngọc mã vàng mà thành, bạch ngọc êm dịu như quả nho, lóe ra ánh sáng rất kiêu ngạo, mà do 9990 ngọn đèn thủy tinh, huy hoàng khí phách thành hình vòng tròn dốc xuống, từng cánh cửa tầng 2 mở ra đều ánh lên màu sắc của rượu nho. Nhân viên bên trong đại sảnh nghe nói hai vị chủ tịch cùng phu nhân đến vườn nho khác đáp lời dặn dò bưng ra từng thùng ủ rượu, quả nho có thể ăn được, tôn kính đưa đến trước mặt các vị khách quý. Trước mặt cỏ tòa nhà kiểu Âu, một mảnh náo nhiệt, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ trước bầu không khí náo nhiệt này, thương thảo hôn sự, mà ân nguyệt dung thì bưng một đĩa thủy tinh nho, đang ăn vô cùng say xưa, lại mắt nhìn thấy con gái ngải lâm đã hướng bên này nhàn nhạt, nhạt đi tới, mà bác dịch thì cùng đồng Mỹ nghi kia hai người cùng nhau cất bước, theo bên kia vừa nói vừa cười đi qua, ánh mắt cô nheo lại. Diệp Mạn Nghi nhìn nét mặt khác thường của bạn tốt, chính bà cũng bưng một hủ rượu vừa ủ, nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh, trực tiếp nhàn nhạt nói, được rồi. Người trẻ tuổi có quyết định người trẻ tuổi quyết định, bà thu hồi tính cách xen vào việc của người khác kia đi, hôn lễ còn có cả đống chuyện lớn phải bận rộn. Ân Nguyệt Dung nghe lời này, bất đắc dĩ thở dài, mới vẻ mặt số khổ nói, tôi cái số mệnh đáng thương này a, à. Mà lại vào lúc hôn lễ hạnh phúc của con trai, mà chị gái lại thân ảnh đơn độc. Sớm biết như vậy, không bằng để Ngải Lâm đem bác dịch đánh một trận, tôi thuận tiện nhặt về nhà luôn một lần. Diệp Mạn nghi mặt không chút tươi cười, đối với tính tình và chỉ số người bạn tốt cũng không hề lớn hơn chút nào, chỉ phải lắc lắc đầu đi ra. Trang Ngải Lâm biết bác dịch và Đồng Mỹ Nghi đi tới, mặt cô lại bộc lộ vẻ không kiên nhẫn, nhìn nhân viên khách sạn đang bưng một mâm nho qua, mời Vitus cùng Lauren nếm thử, dù sao cũng không phải là người hiểu nho, cô chỉ cảm thấy chính mình có chút khát nước liền trực tiếp đi qua, tiện tay bắt một quả nho cứ như vậy bỏ vào trong miệng, thế nhưng vừa mới cắn rách vỏ quả nho kia, lập tức một trận cảm giác chua còn hơn tranh ập đến, thiếu chút nữa đem vẻ dạng dỡ của cô vo thành một nắm, cô không tiếp tục nổi đành đem quả nhỏ kia nhổ ra. Kêu lên, cái giống nho gì mà lại chua vậy chứ? Bác dịch vừa muốn đi về phía Vitus tiên sinh, nghe thấy tiếng trang ngải lâm, quay mặt sang nhìn về phía cô ăn nho ủ rượu chua đến mức mặt nhăn lại, có chút khả ái, anh mỉm cười, một mình cất bước đi qua trầm mặc cầm lên một quả nho xả hương tròn trịa ngọt ngào đưa đến trước mặt cô mới nói đó là giống nho trắng để trưng cất rượu rất chua là chuẩn bị cho bọn anh người thường ăn không được trang ngải lâm ngước mắt xem xét nhìn anh một cái mặc dù muốn cự tuyệt nhưng vẫn không hiểu vươn tay muốn bắt lấy quả nho kia cho vào miệng bác dịch lại trực tiếp đem quả nho kia đưa đến bên môi cô thật sâu nhìn về phía cô gái này trang ngải lâm hơi chớp đôi mắt liếc mắt nhìn bác dịch. Ăn đi, rất ngọt, bác dịch lại đem nho chậm rãi đưa đến bên môi cô, nhìn về phía ánh mắt của cô, lộ ra hy vọng cùng thương tiếc. Trang ngải lâm nhẹ lưu chuyển hai tròng mắt, liếc mắt nhìn người chung quanh một cái, lúc này mới dần dần cúi mặt, mở miệng muốn nếm quả nho trong tay bác dịch, vừa mới bắt đầu vẫn có chút không dám tin, lúc nếm quả nho kia lộ ra chút hương khí đặc thù trong veo của hoa hồng, cô lại nhấc mí mắt, liếc nhìn người đàn ông này bác dịch cũng thật sâu nhìn về phía trang ngải lâm, khí tức tịch mịch toàn thân, lại nồng đậm buồn bực tản mạn ra, vừa định yếu ớt nói, lại nghe đến Vitus mặt bộc lộ tươi cười, nhìn về phía chính mình nói, bác dịch tiên sinh, hôm nay có cơ hội gặp cậu thật rất vui. Thế nhưng giống rượu hoàng kim, a à tố tử, trong hầm rượu của cậu, lúc nào mới lấy ra để chúng tôi được thưởng thức một chút đây? Bác dịch liếc mắt nhìn trang ngải lâm một cái, anh lúc này mới mỉm cười nói có cơ hội đi. Trang ngải lâm trí nhớ không tốt, nhưng đối với chai rượu A à Tố Tửu kia lại khắc sâu trong ký ức, cô nhẹ thở dốc, không nói nữa, mà chỉ một mình cất bước đi vào bên trong tòa nhà kiểu Âu. Lúc qua đây, nghe nói bên trong có rượu băng đến từ khắp nơi trên thế giới, cô liền nhẹ nhấc đuôi váy giải hướng bên trong phòng tối đi vào, thẳng đến hầm rượu dưới lòng đất, người còn chưa đi tới bên trong cửa sắt đóng chặt, cũng đã cảm giác một trận gió lạnh yếu ớt lao thẳng tới, cô vẫn không sợ hãi lạnh lẽo đẩy cửa đi vào trong. Bác dịch đứng cạnh Vitus cùng Lauren đang sôi nổi trò chuyện, nhìn về phía trang ngải lâm từ từ biến mất ở hầm rượu, anh do dự mấy phần, nhưng vẫn tiếp tục cùng hai người trò chuyện. Thời gian trôi qua từng chút, nhân viên công tác bên trong đại sảnh mới nhận được điện thoại của chuyên gia trưng cất rượu nói, hôm qua cho tới hôm nay hầm rượu dưới lòng đất lượng carbon dioxide thả ra bắt đầu vượt chỉ tiêu, tuyệt đối không cho phép tân khách tham quan hầm rượu, để tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vị nhân viên lễ tân này nghe thấy tin này, tức khắc gọi bảo vệ đến khóa chặt cửa lớn hầm rượu, phát hành bảng hướng dẫn, hầm rượu nơi quan trọng, không được tiến vào trong. Tưởng Vĩ cuối cùng Diệp Mạn Nghi đang nhao nhao khí thế bừng bừng nói về hôn sự của Trang Hạo Nhiên, Ân Nguyệt Dung lại vào lúc này, mặt hơi lộ vẻ quái dị, xoay người nhìn xung quanh, nói: "A. À, Ngải Lâm đâu? Vừa rồi còn thấy nó ở đây mà, đi đâu rồi? Nhà đầu này đã nói vì hôn sự của em trai qua đây, tại sao lại không thấy người?" bác dịch vừa nâng chén uống dịch rượu mới ủ lại nhẹ nuốt vị chua tanin còn rất nặng hai tròng mắt lóe lên nhớ tới trang ngải lâm vừa một thân một mình đi vào đại sảnh hầm rượu thân thể anh tức khắc dâng lên trực giác của một bậc thầy ủ rượu chuyên nghiệp anh tức khắc thả chén rượu trong tay xuống nhanh chóng đi vào trong đai sảnh quả nhiên thấy cửa nhỏ nối thẳng đến hầm rượu đã khóa chặt thậm chí phát hành bố cáo liền biết carbon dioxide vượt chỉ tiêu anh tức khắc khẩn trương xoay người nhìn về phía hai nhân viên lê tân gào lên Mau lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi muốn vào, bên trong khả năng có người." Hai nhân viên Lễ Tân nghe lời này, tức khắc mặt bộc lộ thần sắc khẩn trương, nhanh chóng cầm chìa khóa đi về phía hầm rượu, bác dịch trong nháy mắt đoạt lấy chìa khóa, Khẩn Trương đến mức trái tim muốn vỡ vụn, run run rẩy rẩy đem chùm chìa khóa kiểu cô cắm vào trong ổ, điên cuồng xoay một chút, liền đem cửa phịch một tiếng mở ra, cả người anh nhanh chóng vọt vào, kêu to, "Ngải Lâm. Có người đã từng nói với anh rằng, lúc anh gọi Ngải Lâm" thực sự rất êm tai, dường như kiếp trước cũng đã từng quen biết. Một người với tây trang thời thượng bó sát, âm, một tiếng, rơi trên mặt đất. Trang ngải lâm cứ như vậy mặc váy dài màu đen gợi cảm, để lộ vai và xương mỹ nhân khêu gợi, thân sắc tái nhợt, toàn thân tựa hồ bị không khí nồng đậm nơi đây làm cho hít thở không thông, kiềm chế chính mình sắp mắt hoa, chỉ cần hít thở sâu một hơi khí, khí thế dường như bành trướng ra, sẽ phải đem trái tim mình làm cho vỡ, cô bộc lộ vẻ đau đớn, chậm rãi vươn tay, cầm lấy y phục trước ngực mình, muốn mở miệng kêu la, lại phát hiện hơi sức chống đỡ bản thân mình, còn lại không có bao nhiêu, dần dần, hai mắt càng lúc càng mơ hồ. Cơ hồ nhìn không thấy cảnh vật trước mặt bất luận là cái gì, ngay cả những chai rượu nho trong hầm rượu kia cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn, cô muốn liều mạng chống đỡ chút ý thức cuối cùng, lại cuối cùng vẫn còn chậm rãi nhắm mắt lại, cả người liền ngã sắp xuống trên áo khoác của mình ngải lâm, rất xa hầm rượu truyền đến âm thanh kích động khẩn trương này. Lúc bác dịch nhanh chóng chạy về phía trước, cũng càng lúc càng cảm giác được khí carbon dioxide trong hầm rượu thả ra làm cho mình hít thở không thông, trái tim anh vịch một tiếng vang, lo lắng trang ngải lâm gặp chuyện không may, lại thật nhanh chạy về phía trước, rốt cuộc ở một góc tối tăm nào đó, nhìn thấy trang ngải lâm cả người hôn mê ngã trên mặt đất, mái tóc dài gợi cảm tùy ý rơi vào mặt cô, nhìn thấy mà giật mình, anh đau lòng nóng mắt đẫm lệ kêu to, ngải lâm. Trang ngải lâm người đã hôn mê không rõ, liền té xỉu trên mặt đất lạnh buốt. Bác dịch nhanh chóng đi qua, đau lòng đem cô gái này ôm lên, tay nâng mặt cô, khẩn trương nhìn đôi mắt nhắm chặt, dáng vẻ hôn mê, anh không kịp nói với cô đem câu nào nữa, mà nhanh chóng đem cô ôm lên, theo hiểu biết về hầm rượu không nhỏ này, tức khắc ôm cô nhanh chóng phóng đi về một thông đạo khác, kiên trì bước lên cầu thang, lúc chuẩn bị đi về phía trước, nhìn thấy góc tường lộ ra một chút ánh sáng mặt trời, anh lập tức ôm cô nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, dùng chân đạp mạnh cửa sổ thủy tinh nơi tiếp xúc. Trang ngải lâm chậm rãi ở giữa lúc chấn động này, dần tỉnh lại, lúc nhẹ mở đôi mắt ra, nhìn thấy bác dịch vây quanh chính mình đập vào cửa sổ, đôi mắt anh đẫm lệ, trong tim cô dường như mềm nhũn ra, nhưng lúc thở dốc, cảm giác hít thở không thông lại tập kích mà đến, khiến sắc mặt cô càng đem nhợt nhạt. Ngải lâm, bác dịch cúi đầu nhìn trang ngải lâm một cái, tức khắc dùng hết sức, đã mạnh phá cửa sổ thủy tinh kia, một đường ánh sáng mặt trời còn có cả bầu không khí trong lành của vườn nho, lao thẳng tới, trong nháy mắt cảm giác hít thở không thông kia nhanh chóng biến mất. Ngải Lâm, một đám người Ân Nguyệt Dung cũng vào thời khắc này, tha thiết truyền đến tiếng gọi. Trang Ngải Lâm thở gấp lấy lại vài phần sinh khí, lúc lồng ngực phập phồng, nương theo ánh sáng nhỏ xuyên thấu vào bên cạnh, nhìn về phía người đàn ông trước mặt kích động run rẩy ôm chặt chính mình, cúi mặt kề sát mặt mình, thâm tình nghẹn ngào nói, "Ngải Lâm, rốt cuộc sống là cảm giác gì, anh còn có thể hay không sản xuất ra loại rượu nho ngọt ngào nhất thế giới này. Không có em, anh hiện tại cái tư vị gì cũng không nếm được, lão phương trượng bảo anh, buông, vì sao lòng anh lại đau như vậy. Anh yêu em, ngải lâm, anh yêu em, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đôi mắt trang ngải lâm ngấn lệ, lại bởi vì cảm giác hít thở không thông kia, một câu nói cũng nói không nên lời. Thân thể cô dần dần buông, vô số người ở chỗ dễ bắt gặp thân ảnh trang ngải lâm cô độc nằm, nhao nhao đau lòng nhào tới, vội vàng đem cô ôm lên, ân Nguyệt Dung thì ôm chia mặt con gái, khẩn trương kêu bác sĩ. Tất cả đều nói nhao nhao hỗn loạn, cô vẫn cảm thấy hít thở không thông, hơi mở đôi mắt mơ hồ, dường như nhìn thấy bóng người cô độc tịch mịch phía trước, đang từ từ biến mất trong đoàn ánh sáng đó, khóe mắt cô rơi lệ, tay nắm chặt một khối kim bài phỉ thúy, lòng phượng quấn quyết, nó từng gãy, bây giờ bị phân thành hai mảnh là du long phỉ thúy lộ ra theo ánh mặt trời, chăm chú nằm trong lòng bàn tay cô. Từng đợt gió mát lành, dường như mang theo một chút hồi ức đến. Trang ngải lâm mặt tiếp tục bộc lộ sự lạnh lung, ánh mắt hơi di động đến tòa nhà kiểu Âu phía xa xa kia, nhìn thấy cha mẹ mình, còn có tưởng vĩ quốc cùng mọi người, sớm đã tụ tập trước mặt cỏ xanh, cô mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bác dịch, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hơi chậm rãi, nhàn nhạt nói cảm ơn anh bác dịch thật sâu liếc mắt nhìn trang ngải lâm một cái bất chấp suy nghĩ trong lòng cuộn trào mãnh liệt nhưng anh vẫn nhàn nhạt cười mang theo vài phần tâm tình bị đè nén chậm rãi nói so với việc đuổi tới sân bay anh cho rằng kiếp này đều không gặp được em nữa hôm nay có thể mặt đối mặt như vậy anh đã rất may mắn người phải nói cảm ơn là anh trang ngải lâm trầm mặc nhìn anh bác dịch tiên sinh đồng mỹ nghi đứng ở bên kia dòng suối hướng về phía mình và bác dịch phất tay một cái muốn gọi anh qua cùng đi với mình bác dịch hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn đồng mỹ nghi một cái lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía trang ngải lâm như muốn giải thích nói vị đồng tiểu thư này dường như đối với việc trưng cất rượu nho rất có hứng thú anh muốn cảm ơn cô ấy tối hôm qua đã chiếu cố anh liền dẫn cô ấy cùng đến xem anh sáng mai trở về vườn nho tương lai không có cơ hội chạm mặt trang ngải lâm nghe lời này nhìn về phía người trước mặt sắc mặt hơi căng hai chồng mắt lại lóe ra vẻ hỗn độn. Bác dịch trầm mặc ôm lấy trang ngải lâm, tay lại đặt ở hông cô, không muốn buông tay, nhưng vẫn nhẹ thở dốc, sau khi do dự kiềm nén, cuối cùng chậm rãi cất bước, bước qua bên cạnh cô, từ từ cất bước dọc theo con đường, đi về phía trước. Trang ngải lâm sắc mặt trầm xuống, cảm giác được người đàn ông kia lộ ra sự tịch mịch u buồn dần cách xa thế giới của mình, cô nhẹ chớp đôi mắt nóng cháy, cũng từ từ cất bước đi về phía trước, nhìn cha mẹ đang hướng về phía mình vẫy tay mọi người sắp sửa đi vào bên trong tòa nhà kiểu Âu, bên trong đại sảnh đã có Hoác Minh cùng quản lý khách sạn, còn có đạo diễn chờ đợi đã lâu, cổng vòm đại sảnh tòa nhà kiểu Âu, dùng ngói bằng ngọc lưu ly li làm chủ đạo, thiết kế như cung điện hoàng thất, cầu thang xoác ốc 12 đường. Lại cách tân dùng ngọc mạ vàng mà thành, bạch ngọc êm dịu như quả nho, lóe ra ánh sáng rất kiêu ngạo, mà do 9.990 ngọn đèn thủy tinh, huy hoàng khí phách thành hình vòng tròn dốc xuống, từng cánh cửa tầng 2 mở ra đều ánh lên màu sắc của rượu nho. Nhân viên bên trong đai sảnh nghe nói hai vị chủ tịch cùng phu nhân đến vườn nho, tức khắc đáp lời dặn dò bưng ra từng thùng ủ rượu, quả nho có thể ăn được, tôn kính đưa đến trước mặt các vị khách quý. Trước mặt cỏ tòa nhà kiểu Âu, một mảnh náo nhiệt, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ trước bầu không khí náo nhiệt này, thương thảo hôn sự, mà ân nguyệt dung thì bưng một đĩa thủy tinh nho, đang ăn vô cùng say xưa, lại mắt nhìn thấy con gái Ngải Lâm đã hướng bên này nhàn nhạt, nhạt đi tới, mà bác dịch thì cùng Đồng Mỹ Nghi kia hai người cùng nhau cất bước, theo bên kia vừa nói vừa cười đi qua, ánh mắt cô nheo lại. Diệp Mạn nghi nhìn nét mặt khác thường của bạn tốt, chính bà cũng bưng một hũ rượu vừa ủ, nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh, trực tiếp nhàn nhạt, nhạt nói, "Được rồi. Người trẻ tuổi có quyết định người trẻ tuổi quyết định, bà thu hồi tính cách xen vào việc của người khác kia đi, hôn lễ còn có cả đống chuyện lớn phải bận rộn." Ân Nguyệt Dung nghe lời này, bất đắc dĩ thở dài, mới vẻ mặt số khổ nói tôi cái số mệnh đáng thương này a, à. Mà lại vào lúc hôn lễ hạnh phúc của con trai, mà chị gái lại thân ảnh đơn độc. Sớm biết như vậy, không bằng để ngải lâm đem bác dịch đánh một trận, tôi thuận tiện nhặt về nhà luôn một lần. Diệp Mạn nghi mặt không chút tươi cười, đối với tính tình và chỉ số người bạn tốt cũng không hề lớn hơn chút nào, chỉ phải lắc lắc đầu đi ra. Trang Ngải Lâm biết bác dịch và đồng Mỹ nghi đi tới, mặt cô lại bộc lộ vẻ không kiên nhẫn, nhìn nhân viên khách sạn đang bưng một mâm nho qua, mời Vitus cùng Lauren nếm thử. dù sao cũng không phải là người hiểu nho, cô chỉ cảm thấy chính mình có chút khát nước, liền trực tiếp đi qua, tiện tay bắt một quả nho cứ như vậy bỏ vào trong miệng. thế nhưng vừa mới cắn rách vỏ quả nho kia, lập tức một trận cảm giác chua còn hơn tranh ập đến, thiếu chút nữa đem vẻ dạng dỡ của cô vo thành một nắm, cô không tiếp tục nổi đành đem quả nhỏ kia nhổ ra, kêu lên, cái giống nho gì mà lại chua vậy chứ? Bác Dịch vừa muốn đi về phía Vitus tiên sinh, nghe thấy tiếng Trang Ngải Lâm, quay mặt sang nhìn về phía cô ăn nhau ủ rượu chua đến mức mặt nhăn lại, có chút khả ái, anh mỉm cười, một mình cất bước đi qua, trầm mặc cầm lên một quả nho xạ hương tròn trịa ngọt ngào đưa đến trước mặt cô, mới nói, đó là giống nho trắng để trưng cất rượu, rất chua, là chuẩn bị cho bọn anh, người thường ăn không được. Trang Ngải Lâm ngước mắt, xem xét nhìn anh một cái, mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng vẫn không hiểu vươn tay muốn bắt lấy quả nho kia cho vào miệng. Bác Dịch lại trực tiếp đem quả nho kia đưa đến bên môi cô, thật sâu nhìn về phía cô gái này. Trang Ngải Lâm hơi chớp đôi mắt, liếc mắt nhìn bác Dịch. Ăn đi, rất ngọt. Bác Dịch lại đem nho chậm rãi đưa đến bên môi cô, nhìn về phía ánh mắt của cô, lộ ra hy vọng cùng thương tiếc. Trang Ngải Lâm nhẹ lưu chuyển hai tròng mắt, liếc mắt nhìn người chung quanh một cái, lúc này mới dần dần cúi mặt, mở miệng muốn nếm quả nho trong tay bác Dịch vừa mới bắt đầu vẫn có chút không dám tin, lúc nếm quả nho kia lộ ra chút hương khí đặc thù trong veo của hoa hồng, cô lại nhấc mí mắt, liếc nhìn người đàn ông này. Bác dịch cũng thật sâu nhìn về phía trang ngải lâm, khí tức tịch mịch toàn thân, lại nồng đậm buồn bực tản mạn ra, vừa định yếu ớt nói, lại nghe đến Vitus mặt bộc lộ tươi cười, nhìn về phía chính mình nói, bác dịch tiên sinh, hôm nay có cơ hội gặp cậu thật rất vui. Thế nhưng giống rượu hoàng kim, a à tố tử, trong hầm rượu của cậu, lúc nào mới lấy ra để chúng tôi được thưởng thức một chút đây bác dịch liếc mắt nhìn trang ngải lâm một cái anh lúc này mới mỉm cười nói có cơ hội đi trang ngải lâm trí nhớ không tốt nhưng đối với chai rượu a à, tố tử kia lại khắc sâu trong ký ức cô nhẹ thở dốc không nói nữa mà chỉ một mình cất bước đi vào bên trong tòa nhà kiểu âu lúc qua đây nghe nói bên trong có rượu băng đến từ khắp nơi trên thế giới cô liền nhẹ nhấc đuôi váy dài hướng bên trong phòng tối đi vào thẳng đến hầm rượu dưới lòng đất người còn chưa đi tới bên trong cửa sắt đóng chặt, cũng đã cảm giác một trận gió lạnh yếu ớt lao thẳng tới, cô vẫn không sợ hãi lạnh lẽo đẩy cửa đi vào trong. Bác dịch đứng cạnh Vitus cùng Lauren đang sôi nổi trò chuyện, nhìn về phía trang ngải lâm từ từ biến mất ở hầm rượu, anh do dự mấy phần, nhưng vẫn tiếp tục cùng hai người trò chuyện. Thời gian trôi qua từng chút, nhân viên công tác bên trong đại sảnh mới nhận được điện thoại của chuyên gia trưng cất rượu nói, hôm qua cho tới hôm nay hầm rượu dưới lòng đất lượng carbon dioxide thả ra bắt đầu vượt chỉ tiêu, tuyệt đối không cho phép tân khách tham quan hầm rượu, để tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vị nhân viên lễ tân này nghe thấy tin này, tức khắc gọi bảo vệ đến khóa chặt cửa lớn hầm rượu, phát hành bảng hướng dẫn, hầm rượu nơi quan trọng, không được tiến vào trong. Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi đang nhao nhao khí thế bừng bừng nói về hôn sự của Trang Hạo Nhiên, ân Nguyệt Dung lại vào lúc này, mặt hơi lộ vẻ quái dị, xoay người nhìn xung quanh, nói, a à, ngải lâm đâu, vừa rồi còn thấy nó ở đây mà, đi đâu rồi, nhà đầu này đã nói vì hôn sự của em trai qua đây, tại sao lại không thấy người. Bác dịch vừa nâng chén uống dịch rượu mới ủ, lại nhẹ nuốt vị chua tanin còn rất nặng, hai tròng mắt lóe lên, nhớ tới trang ngải lâm vừa một thân một mình đi vào đại sảnh hầm rượu, thân thể anh tức khắc dâng lên trực giác của một bậc thầy ủ rượu chuyên nghiệp, anh tức khắc thả chén rượu trong tay xuống, nhanh chóng đi vào trong đai sảnh, quả nhiên thấy cửa nhỏ nối thẳng đến hầm rượu đã khóa chặt, thậm chí phát hành bố cáo, liền biết các dioxide vượt chỉ tiêu, anh tức khắc khẩn trương xoay người, nhìn về phía hai nhân viên Lê Tân gào lên. Mau lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi muốn vào, bên trong khả năng có người. Hai nhân viên Lê Tân nghe lời này, tức khắc mặt bộc lộ thần sắc khẩn trương, nhanh chóng cầm chìa khóa đi về phía hầm rượu, bác dịch trong nháy mắt đoạt lấy chìa khóa, khẩn trương đến mức trái tim muốn vỡ vụn, run run rẩy rẩy đem chùm chìa khóa kiểu cô cắm vào trong ổ điên cuồng xoay một chút liền đem cửa phịch một tiếng mở ra cả người anh nhanh chóng vọt vào kêu to ngải lâm có người đã từng nói với anh rằng lúc anh gọi ngải lâm thực sự rất êm tai dường như kiếp trước cũng đã từng quen biết một người với tây trang thời thượng bó sát ầm một tiếng rơi trên mặt đất trang ngải lâm cứ như vậy mặc váy dài màu đen gợi cảm để lộ vai và xương mỹ nhân khêu gợi thân sắc tái nhợt Toàn thân tựa hồ bị không khí nồng đậm nơi đây làm cho hít thở không thông, kiềm chế chính mình sắp mắt hoa, chỉ cần hít thở sâu một hơi khí, khí thế dường như bành trướng ra, sẽ phải đem trái tim mình làm cho vỡ. Cô bộc lộ vẻ đau đớn, chậm rãi vươn tay, cầm lấy y phục trước ngực mình, muốn mở miệng kêu la, lại phát hiện hơi sức chống đỡ bản thân mình, còn lại không có bao nhiêu, dần dần, hai mắt càng lúc càng mơ hồ. Cơ hồ nhìn không thấy cảnh vật trước mặt bất luận là cái gì? ngay cả những chai rượu nho trong hầm rượu kia cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn, cô muốn liều mạng chống đỡ chút ý thức cuối cùng, lại cuối cùng vẫn còn chậm rãi nhắm mắt lại, cả người liền ngã sắp xuống trên áo khoác của mình. Ngải Lâm, rất xa hầm rượu truyền đến âm thanh kích động khẩn trương này. Lúc bác dịch nhanh chóng chạy về phía trước, cũng càng lúc càng cảm giác được khí carbon dioxide trong hầm rượu thả ra làm cho mình hít thở không thông, trái tim anh phịch một tiếng vang, lo lắng trang Ngải Lâm gặp chuyện không may, lại thật nhanh chạy về phía trước, rốt cuộc ở một góc tối tăm nào đó, nhìn thấy Trang Ngải Lâm cả người hôn mê ngã trên mặt đất, mái tóc dài gợi cảm tùy ý rơi vào mặt cô, nhìn thấy mà giật mình, anh đau lòng nóng mắt đẫm lệ kêu to, Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm người đã hôn mê không rõ, liền té xỉu trên mặt đất lạnh buốt. Bác dịch nhanh chóng đi qua, đau lòng đem cô gái này ôm lên, tay nâng mặt cô, khẩn trương nhìn đôi mắt nhắm chặt, dáng vẻ hôn mê, anh không kịp nói với cô đem câu nào nữa, mà nhanh chóng đem cô ôm lên, theo hiểu biết về hầm rượu không nhỏ này, tức khắc ôm cô nhanh chóng phóng đi về một thông đạo khác, kiên trì bước lên cầu thang, lúc chuẩn bị đi về phía trước, nhìn thấy góc tường lộ ra một chút ánh sáng mặt trời, anh lập tức ôm cô nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, dùng chân đạp mạnh cửa sổ thủy tinh nơi tiếp xúc. Trang ngải lâm chậm rãi ở giữa lúc chấn động này, dần tỉnh lại, lúc nhẹ mở đôi mắt ra, nhìn thấy bác dịch vây quanh chính mình đập vào cửa sổ, đôi mắt anh đẫm lệ, trong tim cô dường như mềm nhũn ra, nhưng lúc thở dốc, cảm giác hít thở không thông lại tập kích mà đến, khiến sắc mặt cô càng đem nhợt nhạt. Ngải Lâm, bác dịch cúi đầu nhìn trang Ngải Lâm một cái, tức khắc dùng hết sức, đã mạnh phá cửa sổ thủy tinh kia, một đường ánh sáng mặt trời còn có cả bầu không khí trong lành của vườn nho, lao thẳng tới, trong nháy mắt cảm giác hít thở không thông kia nhanh chóng biến mất. Ngải Lâm, một đám người ân nguyệt dung cũng vào thời khắc này, tha thiết truyền đến tiếng gọi, Trang ngải lâm thở gấp lấy lại vài phần sinh khí, lúc lồng ngực phập phồng, nương theo ánh sáng nhỏ xuyên thấu vào bên cạnh, nhìn về phía người đàn ông trước mặt kích động run rẩy ôm chặt chính mình, cúi mặt kề sát mặt mình, thâm tình nghẹn ngào nói, ngải lâm. Rốt cuộc sống là cảm giác gì? Anh còn có thể hay không sản xuất ra loại rượu nho ngọt ngào nhất thế giới này? Không có em, anh hiện tại cái tư vị gì cũng không nếm được. Lão phương trưởng bảo anh, buông, vì sao lòng anh lại đau như vậy? Anh yêu em, Ngải Lâm, anh yêu em." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đôi mắt Trang Ngải Lâm ngấn lệ, lại bởi vì cảm giác hít thở không thông kia, một câu nói cũng nói không nên lời. Thân thể cô dần dần buông. Vô số người ở chỗ sẽ bắt gặp thân ảnh Trang Ngải Lâm cô độc nằm, nhao nhao đau lòng nhào tới, vội vàng đem cô ôm lên, Ân Nguyệt Dung thì ôm chia mặt con gái, khẩn trương kêu bác sĩ. Tất cả đều nói nhao nhao hỗn loạn, cô vẫn cảm thấy hít thở không thông hơi mở đôi mắt mơ hồ, dường như nhìn thấy bóng người cô độc tịch mịch phía trước, đang từ từ biến mất trong đoàn ánh sáng đó, khóe mắt cô rơi lệ, tay nắm chặt một khối kim bài phỉ thúy, lòng phượng quấn quyết, nó từng gãy, bây giờ bị phân thành hai mảnh, là du long phỉ thúy lộ ra theo ánh mặt trời, chăm chú nằm trong lòng bàn tay cô. chương 1299, Đại kết cục 39 Chiếc Rolls Royce màu đen tạm dừng trước thảm đỏ khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy dài tơ tầm đỏ thấm, tóc búi đáng yêu kiểu Hàn, mặt bộc lộ vẻ quái dị, xoay người nhìn về phía thi ngữ khẩn trương nói cô nói cái gì. Chị Trang ngất xỉu trong hầm rượu, chị ấy hiện tại không có sao chứ. Thi ngữ mỉm cười nhìn đường Khả Hinh nói không có việc gì. May mắn bác dịch tiên sinh phát hiện đúng lúc, tiến vào cứu người, thế nhưng không biết vì sao, bác dịch tiên sinh sau khi cứu người xong, liền trực tiếp trầm mặc rời đi, nói cũng không nói gì. Bây giờ Trang Tiểu thư hiện đang ở phòng nghỉ VIP của trung tâm y tế khách sạn, tổng giám đốc Trang và tổng giám đốc Tưởng đã vội qua đó xem. Vậy tôi cũng nhanh chóng qua xem sao." Đường Khả Hinh nói xong, liền tức khắc muốn đẩy cửa xe ra, muốn cất bước đi ra xe. "Ai," Thi Ngữ thoáng cái vươn hai tay nhẹ kéo cánh tay Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô không khỏi bật cười nói, "Cô hiện tại sắp gả làm tân nương, quên lời bà Chu dặn, cô phải cùng tổng giám đốc Trang giữ khoảng cách." Cô hiện sao có thể qua đó thăm trang tiểu thư? Người hai nhà tưởng trang đều ở đó. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai tay lập tức vô lực rũ xuống, mặt bộc lộ vẻ lo lắng, chậm rãi nói: Phàm là người trong ngành rượu nho đều biết, thời điểm trong hầm rượu dưới lòng đất đều sẽ thả ra lượng carbon dioxide lớn. Dù cho bậc thầy chứng cất rượu có mấy chục năm kinh nghiệm, đi vào trong hầm rượu cũng sẽ không vượt qua được một giờ. Có vài người còn phải mang theo mặt nạ oxy cỡ nhỏ mới dám đi vào lần này xuất hiện việc ngoài ý muốn như vậy, may mắn người tới là bác dịch tiên sinh. Thế nhưng, tôi nghe nói bác dịch tiên sinh cùng trang tiểu thư dường như có tình cảm, sao vừa cứu người toàn vẹn liền rời đi. Thi ngữ không hiểu hỏi. Đường khả hình trầm mặc một hồi, cuối cùng mới mỉm cười xúc động nói, trong thế giới tình yêu, kỳ thực khoảng cách là điều gì đó rất vi diệu, nó thậm chí so với một số người thâm tình nồng đậm ôm nhau, còn quan trọng hơn. Tịnh kỳ nghe lời này, lập tức từ ghế cạnh ghế lái xoay người, mặt cố ý bộc lộ nụ cười trêu chọc, nói, nói cũng đúng. Cô cùng Tổng Giám Đốc Trang không cần gặp mặt, cũng đã thâm tình nồng đậm như vậy, nếu như gặp mặt, còn thế nào? Xem ra khoảng cách thật là thứ rất quan trọng. Phốc, thi ngữ không nhịn được cúi mặt bật cười. Đường khả hình mặt lập tức đỏ bừng, thật sự xấu hổ lại lúng túng nhìn về phía tịnh kỳ, nũng nịu rậm chân nói, chị tô thật là cử người tới dần vặt ta, suốt ngày lấy tôi ra trêu ghẹo như ăn cơm bữa rồi tôi mặc kệ nói cái gì, cô đều xả trên người tôi. Hình như chuyện của tôi hiện tại khắp thế giới, cũng chính là chuyện của người khác vậy. Không để ý tới các cô nữa, một mình tôi đi vào trước. Ai ai, mấy người thi ngữ cùng tịnh kỳ vội vã tươi cười đưa tay ngăn cản, mà tiên nhi cùng lạp lạp bổng chốc đẩy xe ra, nhìn bên trong đại sảnh huy hoàng, ba chiếc thang máy mạ vàng chuyên dụng trong khoảnh khắc mở ra, bên trong bước ra tổng quản lý và phó quản lý câu lạc bộ spa, còn có hơn 10 nhân viên công tác mặc đồng phục màu đen, câu lạc bộ spa Hoàng Đình và phòng ăn kiểu Âu quy cách đều tương đồng, đều thuộc bộ phận quản lý độc lập với tổng bộ hoàn cầu, nơi đây tiếp đãi quý khách đa phần là những nhân vật nổi tiếng giới chính thương và vương công quý tộc quốc tế. Bên trong có hộ lý thần bí nhất, bao gồm sách quý bí mật hộ lý, Hán Phương, thập đại hoàng phi kinh điển đã từng thất truyền, nghe nói Tử từ Hiền từng ở địa vị cao quý vị hôn thê của tổng giám đốc, một người thân kiều ngọc quý như vậy, lúc muốn hẹn trước với hộ lý cao nhất của câu lạc bộ Hoàng Đình, cũng phải đăng ký trước một tháng. Bây giờ Trang Ngải Lâm hạ mệnh lệnh, tương lai thời điểm đường khả hình chuẩn bị lấy chồng, được phép ở lại trong sảnh khách quý của câu lạc bộ Hoàng Đình hơn một tháng, chuẩn bị hơn 10 bậc thầy chăm sóc sắc đẹp danh tiếng đến phục vụ cô. Tài xế tức khắc nhanh chóng đi xuống xe, sau khi mở cửa xe ra, thì ngữ trước một bước đi xuống xe, mới thật cẩn thận đỡ đường khả hình đi ra khỏi xe, ngay lúc giày cao gót đen của đường khả hình đạp trên thảm đỏ, hơn 10 nhân viên công tác tức khắc phân ra đứng hai bên trước phòng khách xa hoa, hướng về phía mình tôn kính không người chào hỏi, mà thang máy mạ vàng của Hoàng Đình cũng bí mật mở ra, vừa rồi lúc về nhà thay đổi quần áo, bà Chu còn cẩn thận mà ẩn nhẫn phân phó tịnh kỳ một vài điều, tịnh kỳ hai mắt lóe lên. Trầm mặc gật đầu đáp ứng, cô nghĩ tới đây, kìm lòng không được xoay người nhìn về phía tịnh kỳ. Tịnh kỳ mặt vẫn thần bí cùng tiêu ý, cất bước đi tới bên cạnh đường Khả Hinh, nói, đường tiểu thư, đi thôi, mọi người đã chờ rất lâu. Đường Khả Hinh trầm mặc, nhìn theo tổng quản lý hơi nghiêng người dương tay xin chỉ thị, cô liền mặt bộc lộ ý cười ngọt ngào, dưới sự nâng đỡ của mọi người, cất bước đi về phía trước. Tại một cao ốc khác của câu lạc bộ spa cao cấp Hoàng Đình, cũng có 12 tầng, nhà khách VIP cao cấp của spa Hoàng Đình, chỉ thấy tỏa ra ánh sáng tinh dầu hoa hồng của đèn hoa đăng kiểu cổ, cứ điểm ý như vậy mà tỏa ra những tia sáng khiêm tốn mà thần bí, xem cửa màu vàng kim tầng tầng lớp lớp thần bí che khuất các xương phòng huyền bí của Hoàng Đình, nước thánh làm đẹp được vận chuyển bằng máy bay từ thiên sơn về, đang nở rộ vài đóa hoa sen trắng, một vài cô gái mặc trang phục cung đình thời Hán với hoa văn lam trên nền vải trắng. Mỗi người tướng mạo đều thanh lệ, đẹp tựa đóa sen, điềm tĩnh như nước, chỉ thấy các cô mỗi người cầm trong tay một viên đồng, đi vào từng góc tối được thiết kế mà thần bí, lấy ra một dược liệu bí mật, bao gồm bột cốt nhung hưu, nhân sâm, chân châu đan trăm năm, bột tuyết cam thánh phẩm làm đẹp của Dương Quý Phi. Hai cô gái khác cất bước, đi tới trước một cái giá gỗ đàn hương khác, vươn ngón tay thon ngọc giật giá gỗ ra, chỉ thấy bên trong một trận cảm giác mát lạnh, một hương thơm nông đậm mùi nhân sâm tinh chế, người thấy khiến cho người ta tinh thần thanh tỉnh gấp trăm lần, cô gái lại bởi vì chút mùi hương nhân sâm tinh chế ấy, bị kích thích đến mức sắc mặt phiếm hồng, máu trong thân thể như cuộn trào, thân thể liên tục kích động thánh phẩm bày ra giữa điện sảnh trí tôn, là 10 chiếc dương gỗ noãn ngọc thịnh tài có bề dày lịch sử, một thiếu nữ trong đó mở một chiếc dương ra, cầm lấy một hộp gỗ khắc hoa, tầng tầng mở ra, cuối cùng nhìn thấy bên trong một chiếc bình cung đình nhỏ thần bí chứa mỹ phẩm dưỡng ra, cô cẩn thận nhìn kỹ nét chữ trên mặt bình, mặt bộc lộ nụ cười thần bí, rồi mang theo đi ra ngoài. Sảnh spa cao cấp hoàng đình, không gian hiện đại rộng lớn cùng xa hoa, khắp nơi chứa đầy vẻ cao quý mà thần bí. Đường khả hình dưới sự nâng đỡ của mọi người, cất bước đi vào bên trong hội quán cao cấp này, trong nháy mắt bị một chiếc giường chăm sóc sắc đẹp màu tím giữa căn phòng hấp dẫn, cách trang hoàng bày biện khắp nơi khiến cho tinh thần người ta sảng khoái, cảm giác tâm linh được gột rửa, mà bên trong tấm bình phong cách giường không xa, các cô gái đang bận rộn, dùng thìa ngọc khuấy phấn, đun nóng chương bột phấn. Thậm chí có cô còn cầm một chiếc bình nhỏ thần bí, chuẩn bị làm động tác thần bí. Tịnh kỳ cách tấm bình phong kia, nhìn thấy thiếu nữ dẫn đầu cầm bình nhỏ kia, mặt cô khẽ tươi cười, quay đầu nhìn về phía đường khả hình đang sướng sốt kia, mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng vẫn nhẹ vén cánh tay cô, cùng cô cất bước đi tới một góc nào đó, mềm giọng nói, spa hoàng đình cao cấp này thực sự đặc biệt, ở đây không chỉ có thánh phẩm làm đẹp cao cấp nhất, còn có một bậc thầy làm đẹp, các cô ấy sẽ nhằm vào thân phận của khách, dùng các chất khác nhau để chế ra mỹ phẩm làm đẹp, sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất. Ví dụ như cô chuẩn bị làm cô dâu, như vậy không chỉ mặt cần phải được chăm sóc hoàn mỹ, thân thể cũng cần phải được chăm sóc qua phương pháp xoa bóp, mát xa, thư giãn, mang đến cho cô trạng thái hoàn mỹ nhất của một cô gái như một đóa sen trắng. Nhưng cô phải nghe cho kỹ, bởi vì tổng giám đốc trang là một nhân vật tôn quý như vậy, cho nên sản phẩm làm đẹp cao cấp nhất được yêu cầu trải rộng mỗi một góc trên thân thể cô. Mỗi một góc đều phải được chăm sóc hoàn mỹ nhất. Cô hiểu chưa? Đường khả hình vừa mới bắt đầu còn có chút hồ đồ mơ hồ, nghe thấy tịnh kỳ giảng giải như vậy, tim cô đập loạn, mặt bỗng phiếm hồng. Lúc hoàng hôn, Trang Hạo Nhiên vừa từ trung tâm y tế hỏi thăm vấn đề an toàn của chị gái xong, nhớ tới chị lúc mặc trang phục bệnh nhân, dáng vẻ trầm mặc tiêu tụy làm cho người ta khẩn trương, cô chỉ nhàn nhạt nói không muốn người nhà lại quấy dày, cô muốn một mình yên tĩnh một chút, mà bác dịch cũng không biết đi đâu, chuyện tình cảm của hai người này thật làm cho người ta phải sốt ruột đều là tính tình cố chấp của bản thân mỗi người ôi anh vừa cất bước đi vào đại sảnh khách sạn vừa nghĩ chuyện của chị gái bất đắc dĩ lắc lắc đầu lão đại an an lúc này nhanh chóng từ trong thang máy đi ra mặt bộc lộ vẻ quái dị nhìn trang hạo nhiên nói tôi phó tổng bị điệp y treo ở tòa nhà hoàn á sắp sửa đem anh ấy ném xuống cho cá mập ăn anh biết chứ tôi biết trang hạo nhiên đẹp trai tiêu sái đi vào trong nhớ tới lúc xế chiều tự mình chuẩn bị đi trung tâm y tế thăm chị gái, lại nhìn đến tiêu đồng một mình trốn trong vườn hoa khóc lóc một cách điềm đạm đáng yêu, anh liền khẩn trương đi qua hỏi bảo bối này ai trêu chọc cô, ai ngờ người này khóc đến mức hoa lê đái vũ, cái gì cũng không chịu nói, cũng chỉ nói hai từ lạc hoành. anh trong nháy mắt phẫn nộ, nghĩ cái tên xúc sinh kia thật là bình thường nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều thích chơi đùa người khác như vậy, rõ ràng là cô gái như hoa như ngọc, lại đem người ta giày vò bảo nam không ra nam. Nữ không ra nữ, anh liền trực tiếp phẫn nộ để Điệp Y đem tên Súc Sinh kia treo ngược lên phơi khô. "Vì sao a?" À? An An khiếp sợ gọi. "Không có lý do gì." Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn cùng Lâm Sở nhai, còn có Tào Anh Kiệt nhanh chóng từ một thang máy khác cất bước đi ra, chuẩn bị mở một cuộc họp quốc tế mới, anh liền nhàn nhạt cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa thuận miệng hỏi câu, "Đường tiểu thư đâu? Họp xong đã trở về chưa?" luôn luôn phụ trách hành tung của đường khả hình chính là tiêu đồng. An An tức khắc cười nói, hình như đã đến khách sạn. Sau khi trình báo cáo công tác, hiện tại hẳn là đang ở câu lạc bộ spa cao cấp Hoàng Đình. Trang hạo nhiên kỳ quái dừng bước lại, xoay người nhìn về phía An An, hai chồng mắt lóe lên, nói thật sao. chương 1300, đại kết cục 40. Hoàng hôn, ánh chiều tà, tỏa ra những tia sáng màu vàng tôn quý, người phát ngôn của hoàn cầu sẽ vào thời khắc vạn người vui mừng này mời dự họp báo phóng viên báo trang gia đã chọn được ngày đính hôn của tổng giám đốc hoàn cầu chỉ thị cho thầy lý tuyên bố theo âm lịch trung quốc ngày 28 tháng 9, chiêu dương minh phượng là ngày lành tháng tốt để tác hợp duyên trời giữa tổng giám đốc trang cùng đường tiểu thư chiêu dương minh phượng vẽ cảnh trí chim cây ngô đồng cùng ánh mặt trời đồng lòng nhất trí kinh thi sớm có ghi chép phượng hoàng minh hĩ thiên bỉ cao cương ngô đồng sinh hĩ thiên bỉ chiêu dương bức tranh phượng hoàng đối mặt với ánh mặt trời vui mừng bay lên cao và hót, tượng trưng cho sự tốt đẹp và quang minh. Bức họa này ngụ ý thiên hạ Thái Bình, cát vận vào đầu. Hôm nay chọn được ngày lành này, đủ thấy thành ý của trang gia đối với con gái nuôi này của ủy viên trương có thể thấy rõ. Ngụ ý thiên hạ Thái Bình, cát vận vào đầu, sắc thực sâu sắc khiến lòng trương bồi viên cùng tô lão, chủ tịch đường lại càng an ủi hài lòng mỉm cười gật đầu. Người phát ngôn hoàn cầu tiếp tục hướng về phía truyền thông nói, chúng ta sống trong thời đại tươi đẹp nhất của khoa học, không phải là cố ý mươn tuyên truyền những lý luận hư vô mờ ảo, nhưng hậu nhân chúng ta xác thực phải đối với truyền thống của tổ tiên cùng lịch sử lưu lại, mang tấm lòng kính nể. Lần này tổng giám đốc trang của tập đoàn Hoàn Cầu cùng Thiên Kim tiểu thư của chủ tịch Đường đem ngày lành, Chiêu Dương Minh Phượng này tiến hành lễ đính hôn theo nghi lễ Trung Quốc, một là vì biểu hiện thâm tình phu thê của bọn họ, hai là khát vọng hôn lễ long trọng này, một lần nữa thể hiện hình ảnh truyền thống kinh điển của văn hóa Trung Quốc. Nên biết rằng Trung Quốc chúng ta là một quốc gia có ngàn năm lịch sử, có thể thể hiện sự quý giá của nền văn hóa cấp thế giới này, cái gì cần có đều có. Lời này nói xong, ủy viên Trương Tô lão, liền ngay cả Tô Linh đều vì phát ngôn long trọng mà cẩn thận của hai nhà tưởng trang mà trêu chọc bật cười gật đầu. Vô số ký giả trong ngoài nước, nhao nhao tươi cười gật đầu, có vài ký giả đến từ châu Âu vị yêu thích về hôn lễ truyền thống đậm bản sắc của văn hóa Trung Quốc, dùng tiếng Anh lưu loát, nhanh chóng đặt vấn để nói, nghe nói hôn lễ kiểu Trung Quốc, lễ nghi lễ tiết long trọng mà thần bí, thậm chí trước ngày đại hôn, nam nữ càng không thể gặp mặt. Xin hỏi thật có việc này sao? Khi Blue người phát ngôn hoàn cầu, một người đàn ông trung niên ôn nhu ước chừng 50 tuổi, nghe những lời này, mặt bộc lộ nụ cười thần bí nhìn về phía vị ký giả trước mặt, nói, đều nói đây là một thời đại tốt đẹp nhất, về phần hôn lễ long trọng kiểu Trung Quốc này, sẽ tiến hành theo phương thức truyền thống đến mưu Úc nào, xin mời mỏi mắt mong chờ. Đồng thời cũng hy vọng những tạp chí lớn quan tâm cùng giám sát hôn lễ kiểu Trung Quốc lần này, nếu như phát hiện có điều gì không tuân theo lịch sử, vẫn xin chỉ giáo cùng cho đề nghị chân quý. Về phần này đối với người trước khi kết hôn thì không được gặp mặt. Ông hơi dừng lại một hồi, nhìn về phía vị ký giả châu Âu kia, không khỏi tươi cười nói một câu, có mấy lời, chúng tôi không rõ ràng lắm, cũng không tiện nhiều lời, thế nhưng tôi nghĩ. Ngài hiểu, lời này vừa nói ra, vô số ký giả Trung Quốc nhao nhao trêu chọc cười rộ lên, ký giả châu Âu thì bày ra vẻ mặt sững sờ, nhìn về phía các vị. Khi Blue không nói thêm nữa, mà là nhanh chóng thu hồi bản thảo phát ngôn lại, hướng về các ký giả mỉm cười gật gật đầu, cũng đã nhanh chóng xoay người, chuẩn bị đi vào khách sạn Á Châu, mà ký giả vẫn nhiệt liệt xúc động, nhao nhao ôm máy ảnh hỏi hôn lễ này có tin tức xác thực nào về nơi cử hành hôn lễ hay không. Còn nghe nói hai nhà tưởng trang đang nhờ thầy Lý chuẩn bị lễ hậu long trọng nhất. Còn nghe nói thiên kim nhà chủ tịch đường bây giờ đang ở hội quán spa cao cấp nhất khách sạn Á Châu tiến hành chăm sóc nhan sắc, tân nương các như vậy không phải hai người này sẽ lại gặp mặt sao. Tất cả mấy vấn đề này, người phát ngôn cũng mỉm cười làng tránh, dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, nhanh chóng đi vào thang máy, chuẩn bị đến phòng làm việc tổng giám đốc hướng hai vị chủ tịch cùng phu nhân báo cáo kết quả phát ngôn lần này. Nhưng vào lúc này, những nhân vật danh tiếng trong thương giới trên thế giới còn có hoàng tử đưa tới hậu lễ, chia cách mấy đoạn đường đến hai nhà tưởng trang, mà bạn tốt quý tộc Đức này cũng đưa lên trang sức quý báu chân châu cùng phỉ thúy, ký giả nhau nhau quay chụp phần hạ lễ của các quốc gia trên thế giới. Phải biết trang hạo nhiên với thủ đoạn xả giao phi phàm, còn có ca tính nhiệt tình mị lực của anh, xác thực thật tình kết giao bạn bè với vô số bạn bè tốt, bởi vậy hôn lễ long trọng này càng làm cho người ta chờ mong, nghe nói thân phận tước vị của Trang gia ở Anh Quốc, vô cùng có khả năng mời các vị hoàng tử hoàng thất châu Âu đến dự lễ, mà ông cụ nhà họ ân nhân vật sao sáng này, vẫn thao túng phần lớn nền kinh tế châu Âu, cũng vào thời khắc vui mừng này, mang theo phu nhân, có mặt chúc mừng hôn lễ của cháu trai. Tin vui này, khoảnh khắc truyền tới hội quán spa. Bà Chu dẫn vài người hầu, đứng bên trong hội quán, xem lướt qua các thánh phẩm làm đẹp đã được điều phối xong, nghe nói hai nhà tưởng trang đã chọn được ngày 28 tháng 9 âm lịch này làm ngày đính hôn, bà tức khắc mặt bộc lộ mỉm cười gật đầu, nói, đó là một ngày lành. Tịnh kỳ đứng giữa chiếc giường quý phi, tay nhấc lên một lọ ấu nhan đan, xoay tròn trong lòng bàn tay, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía bà Chu hỏi, bà Chu, chúng tôi người tuổi trẻ, xác thực đối với lễ giáo Trung Quốc không hiểu lắm, còn rất nhiều điều muốn thỉnh giáo bà một chút, cái gọi là chiêu dương minh phượng còn có điển cố gì đó khác nữa sao bà chu quay mặt sang liếc mắt nhìn định kỳ mới chậm rãi đem điển cố nói ra đan phượng chiêu dương ở trong sơn hải kinh ghi chép phượng hoàng sinh sống trong hang động phía nam hang động vì ánh sáng mặt trời cho nên phượng hoàng cũng gọi đan phượng phượng hoàng là vua của muôn loài chim ngô đồng là giống cây tôn quý cũng mệnh danh là vua của muôn cây cho nên từ đời xưa mới nói phượng hoàng không phải cây ngô đồng thì không đậu cây ngô đồng không phải phượng hoàng thì không chứ. Bọn họ lựa chọn cái này, vẫn là trung trinh mà cao tôn. Trời ạ, à, còn có ngụ ý như vậy, tịnh kỳ thật là vô cùng thưởng thức. Đường khả hình vừa ngâm mình trong suối nước nóng xong khoác áo choàng tắm theo hình mẫu đơn, đứng bên trong rèm nghe lời này, mặt cô lập tức phiếm hồng, nhớ tới thân ảnh trang hạo nhiên mị lực, đôi mắt thâm tình nồng cháy, suy nghĩ cuộn trào như muốn rơi ngoài cửa sổ nơi sóng biển giạt rào, không khỏi nhớ tới, từ sau ngày đính hôn đó, không biết vị hôn phu có thể xuất hiện không. Từ hôm nay sau khi tách ra vẫn luôn không có tin tức của anh. Nghe Thi Ngữ nói anh đang họp, lạp lạp mỉm cười bưng bách hoa trà đi tới trước mặt Đường Khả Hinh nói: Đường tiểu thư, chúng ta sắp bắt đầu liệu trình làm đẹp. Thi Ngữ bảo tôi đem trà lại cho cô uống. Đường Khả Hinh nghe nói lời này liền mặt bộc lộ tươi cười, vươn hai tay uống xong chén trà lại bình An này, lập tức cảm thấy tinh thần khoan khoái dèm lụa nơi sảnh spa lại tầng tầng thần bí rũ xuống mỹ dung sư cũng vào lúc này càng lộ vẻ thần bí đẩy hộp tơ mạ vàng ra bà mỹ dung sư mặc hán phục ngồi trước giường màu tím hai tay chấm vào dầu sâm ngàn năm sâm núi ngọc châu cây cảnh hoang dã trăm năm điều chế mà thành mỹ nhan cao để xuống trong lòng bàn tay trà sát bà chu mở hộp kim sa ra nhìn vào bên trong mỹ dung sư đã chuẩn bị không sai biệt lắm bà liền xoay người nhìn tịnh kỳ sau khi đường tiểu thư làm đẹp xong các cô nhanh chóng cùng cô ấy về nhà, bởi vì lễ đính hôn còn rất nhiều chuyện cần Đường tiểu thư phối hợp chuẩn bị. Tạm thời cùng hai nhà tưởng trang ít đi lại, nhất là không nên gặp người, một người cũng không được gặp, hiểu chưa? Vâng, Tịnh Kỳ cùng Thi Ngữ lên tiếng trả lời. Bà Chu nói cho hết lời, liền thần sắc uy nghiêm, cất bước đi ra khỏi hội quán làm đẹp, đi tới trước thang máy, cất bước đi vào, cửa thang máy vừa đóng lại. Một thang máy bên kia lập tức mở ra. Thân ảnh Trang Hạo Nhiên lập tức mị lực xuất hiện bên trong thang máy, mặt bộc lộ thiếu ý, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn nóng cháy, vừa muốn cất bước đi ra ngoài. Một cánh tay nắm chặt cánh tay anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi xoay người, mặt bộc lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nói, tôi nói, cậu có thể hay không chờ thêm một chút, kết hôn chính là chuyện mấy ngày nay, đường ra bên kia cũng đã nói không được gặp, anh đây là làm gì vậy hả? hai vị chủ tịch và phu nhân đang tìm anh khắp nơi, nếu như anh bị tổng giám đốc tưởng bắt gặp thì phiền toái. Đây chính là đại sự, ủy viên trương hôm nay mới lên tiếng, muốn cử phương di qua đây tự mình hộ tống tiểu đường quả trở lại. Trang hạo nhiên mặc âu phục màu lam đậm, bên trong sơ mi lam nhạt, đứng một mình bên trong thang máy, nhìn về phía anh mỉm cười nói tôi chỉ là qua đây xem. Nhìn một cái rồi đi. Hạo nhiên, lãnh mặc hàn thập phần kinh ngạc gọi anh nói ngẩng đầu lên ba thước có thân linh a à. thân linh hoàn hảo này ủy viên trương cũng không phải là cùng anh đùa giỡn a trang hạo nhiên tức khắc nhíu mày giả vờ tươi cười nhìn về phía lãnh mặc hàn nói đừng nói nghiêm trọng như thế tôi chỉ liếc mắt nhìn không tin cậu theo tôi cùng đi lãnh mặc hàn quay mặt sang không để ý đến anh trang hạo nhiên nhìn về phía lãnh mặc hàn như vậy mặt liền bộc lộ tiêu ý theo suy nghĩ tận đáy lòng dũng động tuôn trào, nhìn về phía ánh đèn bên trong spa đầy dụ hoặc kia, anh thở dốc, lúc này mới mị lực trầm ổn cất bước tiến vào bên trong trước cánh cửa gỗ đàn hương, vừa muốn đưa tay gõ cửa, lại khó hiểu phát hiện cửa không có khóa, để lộ ra một khe hở nhìn vào bên trong, có một vài thân ảnh di động, anh kìm lòng không được hai mắt lóe lên, nhìn về phía bên trong chiếc giường quý phi màu tím có một thân ảnh tiêu hồn. Tim anh như bị chấn động vang lên một tiếng vang, ngây ngốc nói không nên lời đường khả hình người khoác chiếc váy dài thêu hoa mẫu đơn dường như say nhưng mặt nằm trên chiếc giường quý phi mở rộng đôi chân nõn nà thon dài tắc tắc da thịt đều đã được thánh phẩm chăm sóc sắc đẹp lướt qua dịch thể làm đẹp ấm áp kia không ngừng cuồn cuộn chảy trên da thịt trơn mềm nở hoa làm cho người ta lại gần nhẹ nếm cái thứ sáng bóng mê người ấy mỹ dung sư chưa kịp mát xa trên thân thể của cô khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô đã tràn đầy mồ hôi đôi mắt mơ màng phía màu hồng phấn không biết nhìn tới đâu chỉ là cảm giác được Mỹ Dung Sư hai tay hướng thân thể mình xoay tròn lướt qua, ướp lạnh tuyết liên tâm, thân thể của cô khẽ run lên, kích thích như sóng chiều, thẳng tuôn trên mỗi tắc da thịt của chính mình, khiến cho trận trận hơi lạnh, thân thể cuối cùng lộ ra tư thái mê người nhất. Lãnh mặc hàn nhìn dáng vẻ sướng sờ kia của Trang Hạo Nhiên, liền kỳ quái cất bước đi về phía trước, vừa muốn hỏi anh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đưa lưng về phía cánh cửa kia, hai tròng mắt cường liệt mà nóng cháy, nuốt nơi cổ họng khô cạn, Cơ hồ đầu váng mắt hoa, lúc nhìn phía trước, nghe được trái tim mình một trận bang bang vang lên. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1.300